Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 40. Nhị cấp yêu thú ra chân có thể so với tiên thiên đại tông sư cường giả. Mà dưới tình huống bình thường, nhất cấp yêu thú trong cơ thể là không có khả năng đản sinh ra yêu đan, bất quá, có lẽ là bởi vì vậy kim thiềm nguyệt quả tồn tại, khiến trong cơ thể nó xảy ra kỳ dị nào đó biến hóa, do đó ra đời viên này không hoàn chỉnh yêu đan. Tuy rằng như vậy, nhưng thứ này cũng hoàn toàn đủ để loại trừ trong cơ thể hắn độc. Coi như cái này cũng thật cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tái ông mất ngựa yên chi phi phúc. Hanh, mà đang ở Minh Đạo Xuyên mặt không biểu tình một chút nuốt vào yêu đan, nhất thời nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó liền có một mãnh liệt dung chuyển khí tức từ trong cơ thể tuôn ra, cuồng bạo cọ rửa lên, tiếp theo chốc lát, gương mặt của hắn tự trở nên có chút huyết hồng lên, ngay sau đó lại chuyển thành hắc ám. Sau đó lại chuyển hóa thành huyết hồng. Như vậy rất nhiều lần qua lại chuyển biến sau, một giọt tích tanh hôi máu đen, từ kỳ lỗ chân lông trong thẩm thấu đi ra, theo ngón tay của hắn hạ xuống, có còn bị trưng phát rồi. Phốc suy. Lại sau chỉ thấy kỳ cổ họng quản giật giật, một ngụm lớn máu đen bị hắn phun ra, sau đó nhất thời cũng cảm giác cả người hắn đều làm cho cảm giác không giống nhau. Trước là không khí trầm lặng, mặt trời sắp lặn, mà bây giờ... lại dường như cây khô gặp mùa xuân vậy, rất là thần kỳ vậy lại lần nữa bắn ra ra sinh cơ bừng bừng. Sư phụ, lại cho ta xem, thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi híp một cái, vươn tay. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng trừ khởi Minh Đạo Xuyên cổ tay, treo lên hắn mạch đập. Ngay sau đó liền có một luồng sợi sáng lạn diễm quang, đi qua Trần Phi tiện tay ở phía trên cắt đi ra ngoài một cái lỗ hổng, thẩm thấu đi vào. Tiếp theo chốc lát. Chỉ thấy Minh Đạo Xuyên cả người khí tức trở nên càng phát ra dâng trào cùng khủng bố, thật giống như ngủ say thật lâu cổ thú lại lần nữa thức tỉnh vậy. Cùng lúc đó, một giọt tích tanh hôi máu chảy ra cùng bốc hơi lên tốc độ, cũng chợt liên hồi lên. Được rồi, sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Như vậy cũng bất quá tự chỉ vài hơi thở, Minh Đạo Xuyên già nua khuôn mặt cũng đã trở nên hồng quang êm dịu lên. Nhất là nguyên bản không khí trầm lặng linh khí, lúc này cũng đã lần thứ hai thông. Thậm chí so với dĩ vãng còn cường thịnh hơn mấy phần. Mà Trần Phi nói, cũng để cho Minh Đạo Xuyên nhìn không được khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới cái này cái gọi là yêu đan, cư nhiên như thế thần kỳ, lợi hại như vậy, cư nhiên như thế buông lỏng tự giải quyết rồi cái này thiếu chút nữa nhường hắn tuyệt vọng ma độc. Giống. Sau đó hắn tình không điều khiển tự động từ trong cơ thể phát ra một đạo chìm hồn tiếng huyết gió. Nhất thời, đứng ở hắn bên cạnh Trần Phi nhìn không được hơi sắc mặt run lên. Mồ hôi lạnh không nhịn được chảy xuôi xuống tới, phảng phất tiếp theo chốc lát, ở trước mặt hắn không phải là sư phụ hắn, mà là một đầu yên lặng đã lâu rốt cục thức tỉnh khủng bố cự thú. Tiên thiên hậu kỳ, đây đúng là một cái kinh khủng cảnh giới. Tối thiểu coi như là Trần Phi hiện nay luyện khí ngũ trọng cảnh giới, tại nơi loại uy áp trước mặt, đều có loại khó có thể hô hấp, nhanh cảm giác hít thở không thông. Bởi vậy thấy rất mạnh đây là có rất mạnh. Không nghĩ tới cư nhiên đột phá. Mà tự sau đó một khắc, Minh Đạo Xuyên hơi hơi mang theo một ít kinh nghi cùng ngạc nhiên thanh âm xuất hiện ở Trần Phi bên tai, khiến người sau ngẩn người. Trần Phi có chút giật mình mở miệng nói, sư phụ, người đột phá. Ừ, Minh Đạo Xuyên hoạt động một chút gân cốt, đem làm cho khí thế thu hồi trong cơ thể, già nua con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt không tưởng được ta vốn là cảnh giới là ở mới vào tiên thiên hậu kỳ. Mà bây giờ, miễn miễn cường cường xem như là đạt tới tinh danh hơn thần một chút cảnh giới đi. Bất quá cự ly tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn còn là kém một chút. Thật sự là quá tốt. Sư phụ, chúc mừng ngươi. Nghe vậy Trần Phi kích động mở miệng nói. Cũng còn là ít nhiều ngươi a. Minh Đạo Xuyên cảm thán một tiếng, nếu không phải là bởi vì Trần Phi, hắn hiện tại sợ rằng đều đã tuyệt vọng chờ xuống đất, chưa giống bây giờ, không chỉ có trong cơ thể ma độc bị giải rồi. Thậm chí ngay cả tu vi thực lực cũng còn nâng cao một bước, so với dĩ vãng trạng thái tột cùng trở nên càng mạnh. Hô! Nghĩ đến đây, hắn lại chậm rãi hít sâu một hơi, nguyên vốn đã có chút yên lặng trong nội tâm, lần thứ hai phẫn nộ cùng sát ý chậm rãi chảy ra ngoài. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn quét về phía Trần Phi, chậm rãi nói ngày hôm nay chuyện này, ngươi chuẩn bị. Nghe vậy Trần Phi con ngươi lóe lóe. Đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Trần Phi trong con người hiện ra lau một cái nhàn nhạt ngoan lệ, lúc này trong không khí, thậm chí có một tên là bạo lục mùi ở nổi lơ lửng. Từ hắn xuất đạo tới nay, hắn có thể chẳng bao giờ ăn xong lớn như vậy biết, bị lớn như vậy nhục nhã,
câu cửa miệng nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Rất hiển nhiên loại này đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau chuyện mà, càng làm cho trong lòng hắn khó có thể tiếp thu cùng khó chịu. Nghĩ đến đây, hắn trong con ngươi lướt ra ngoài lau một cái nồng nặc sát ý, nói những tên kia cùng ta mâu thuẫn đã không phải là lần đầu tiên. Càng đừng là tôn lão già kia, còn dám hướng sư phụ ngươi hạ tay. Có đúng hay không những, này hổ báo đường cặn bả thật cho là chúng ta hai thầy trò sợ bọn họ. Bút chướng này, ta tự nhiên sẽ hảo hảo cùng hắn tính một lần. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên già nua con ngươi cũng là trong nháy mắt vi híp lại, sau đó chảy ra lau một cái nồng nặc màu sắc trang nhã. Hiển nhiên chuyện này hắn vẫn luôn chưa, nếu không phải là bởi vì trước thân chúng kịch độc, thực lực không đủ nói, lấy tính tình của hắn, không chừng sẽ nháo ra chuyện gì. Dù sao ngay cả lão Trần gia lão Thái gia hắn cũng dám dở mặt, nhưng lại từ tổ chức trong trực tiếp trắng tay, đi ra ngoài, bằng là cái gì? Là cốt khí, là kiên cường. Nghĩ đến đây, Minh Đạo Xuyên lạnh lẽo trong con ngươi thong thả chảy lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Hắn giọng nói băng lãnh như đao phong, nói chuyện này, đúng là hổ báo đường quá không đem chúng ta hai thầy trò không coi vào đâu. La Tôn, Hanh, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Trả giá thật lớn, không, sư phụ, cái này hổ báo đường, ta Trần Phi lần này là tuyệt đối diệt định rồi. Về phần hắn La Tôn, cũng đồng dạng chạy không được. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên ngoan lệ mở miệng nói. Giọng nói tùm. Cái này hổ báo đường đã không biết âm thầm đối với hắn sát thủ quá bao nhiêu lần, như vậy thù mới hận cũ cộng lại, hắn là thật vô cùng khó khăn lại để cho này cặn bả nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đến mức La Tôn, luyện khí lục trọng rất nghiêu ép. Thật chọc giận ta những ngươi xem một chút cái gì là nội tình cùng con bài chưa lật. Coi như luyện khí lục trọng ta cũng giống vậy chủ trì. Ngươi nghĩ diệt hổ báo đường, nghe vậy Minh Đạo Xuyên hơi có chút nhíu. Trần Phi nói không chỉ là hổ báo đường, lúc này đây, ta sẽ nhường La Tôn cũng đồng dạng minh bạch. Cái gì gọi là không nên dây vào người chớ chọc. Có thể La Tôn hắn bây giờ cùng ta vậy cũng là tiên thiên hậu kỳ thực lực, trên cơ bản cùng ta hiện tại bất tương sàn sàn như nhau, vì vậy, muốn giết hắn rất khó. Nghe được Trần Phi nói, Minh Đạo Xuyên do dự một chút, còn là rất thẳng thắn mở miệng nói rằng. Có thể tương xứng được rồi, ta có biện pháp có thể khắc chế hắn một thân ma công. Hơn nữa, người này gần nhất càng ngày càng lớn lối, vì vậy chỉ sợ rằng muốn hắn biến mất, không chỉ ta các một nhà. Có thể nghe nói Trần Phi lại cư nhiên như thế nói rằng, hắn có biện pháp có thể khắc chế La Tôn ma công. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thực cũng rất bình thường. La Tôn ma công, ở sư phụ hắn chờ cổ vũ giả trong mắt tuy rằng rất quỷ dị, rất đáng sợ, rất lợi hại. Mà ở hắn Trần Phi cái này chính mình tu chân giới cao nhân truyền thừa người may mắn trong mắt, hoàn toàn chính là quá ra ra, tu chân giới dưới tam lưu ma tu thủ đoạn, có khi là biện pháp có thể nhằm vào. Mà sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên hiện cũng là tiên thiên hậu kỳ thực lực, thậm chí cùng đối phương lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt được trên dưới, cái này dĩ nhiên là lại càng không dùng kiêng kỵ hoặc là sợ cái gì. Dù sao có hắn ở một bên bày mưu tính kế, bộ gia vốn bị lột đã lâu. Trước hết để cho hắn chết, còn chưa phải là tùy tùy tiện tiện. Được rồi, ta quả thực cũng xem không vừa mắt tên kia rất lâu rồi, lúc này đây, coi như cho chúng ta võ lâm trừ một hại đi. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá vẻn vẹn chỉ là do dự chỉ chốc lát, liền ngôn ngữ như đao phong vậy sẳng giọng nói. Bởi vì hắn lúc này đã phản ứng kịp, bây giờ Trần Phi, đã coi như là địa đạo đạo cổ hoa hạ luyện khí sĩ, vào cánh cửa kia, thậm chí ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Như vậy hắn nói có biện pháp nhằm vào La Tôn ma công, vậy khẳng định có biện pháp nhằm vào. Chỉ cần cách cổ quái ma công, La Tôn, kỳ thực cũng cứ như vậy. Nghe vậy Trần Phi gật đầu, trong mắt mơ hồ chảy ra rung động cùng hàn mang vẻ. Hổ báo đường, nếu ngươi liên tiếp dám đến tìm phiền toái, không có ý tứ, liền chuẩn bị theo bị huyết tẩy đi. Rất hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lần này là thực sự đã quyết định quyết tâm. Muốn cho này cặn bả nỗ lực một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Trần Phi một khi nghiêm túc, làm việc liền mạnh mẽ vang dội, ngay tức khắc bắt đầu hành động. Lúc này đây hắn vẻn vẹn chỉ tốn nửa ngày tĩnh dưỡng, lại hợp với một ít bên trong tu chân giới thần kỳ thủ đoạn, liền đem vết thương trên người hắn, cùng với trong cơ thể khô linh khí, tất cả đều toàn bộ khôi phục được trạng thái tột cùng. Vì thế hắn tuy rằng bỏ ra một ít đại giới, nhưng cảm giác rất đáng giá. Sau hắn lại tốn hao không tới 2 cái giờ,
liền từ phi báo nội bộ đem hiện nay, hổ báo đường sở hữu tình huống cụ thể, toàn bộ điều kiện tuyển dụng rớt đi ra. Cùng lúc đó hắn vẫn cùng Vương Đại Sơn ngồi trên tổ chức tư nhân máy bay, bí mật hướng phía kinh thành hỏa tốc xuất phát. Còn nhớ rõ đương sơ Hứa lão thái gia đã từng nói với hắn một phen nói. Nếu là hắn thật muốn động La Tôn nói, không ngại có thể đi tìm hắn tâm sự, có thể có cái gì bang trợ cũng nói không nhất định. Mà Hứa lão gia tử thân phận và địa vị, có thể nói ra như vậy trắng ra một phen nói, rất hiển nhiên coi như là đang cho hắn tỏ thái độ một vài thứ. Trên thực tế, quốc gia cũng rất muốn đánh dụng giống như hổ báo đường cái loại này u ác tính, chỉ bất quá bởi vì chứa nhiều lo lắng, chưa lo lắng nhiều. Vì vậy cho tới nay đều chưa chân chính quyết định đi làm. Mà hắn hôm nay, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, có thể chính là một cái cải biến, một cái cơ hội. Như vậy ước mấy canh giờ sau, Trần Phi còn có Vương Đại Sơn hai người, bí mật đi tới kinh thành, đi tới lão Hứa nhà tứ hợp viện. Thủ vệ ở chỗ này còn là trước Trần Phi từng đã gặp này chiến sĩ, bọn họ ở nhìn thấy Trần Phi sau, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại hồi tưởng lại lão thái gia lúc đầu theo như lời nói, liền nhường đường, ý bảo Trần Phi có thể đi vào. Vương chủ nhiệm, người ở đây chờ ta một chút, thấy tình cảnh này, Trần Phi hướng bên cạnh Vương Đại Sơn nhỏ giọng nói. Sau đó liền trực tiếp quan sát bước vào lão Hứa nhà đại môn. Lão thái gia lúc này đang ở hậu viện nhàn nhã thừa lương. Chẳng qua là khi hắn cảm giác được Trần Phi đến lúc, già nua con ngươi hơi lóe lên, ngồi thẳng người, hướng Trần Phi cười nói tới. Ngồi đi. Trước khi tới, hắn đã nhận được điện thoại, vì vậy hắn hiện tại cũng biết Trần Phi chuyến này mà đến mục đích, là cái gì. Ngươi vừa rồi trong điện thoại cho ta nói những lời này, là thật. Ngươi thật đã chuẩn bị xong. Kinh thành lão Hứa nhà tứ hợp viện, Hứa lão thái gia già nua con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Hồi tưởng lại tiểu tử này trước trong điện thoại cùng hắn nói những lời này, dù là hắn loại này mưa bom bão đạn trong đi ra lão cốt đầu, lúc này cũng không nhịn được có chút ngưng túc lên. Bởi vì đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hổ báo đường, chính là chiếm giữ ở lĩnh Nam ba tỉnh ít nói cũng có số 10 năm quái vật lớn. Nó giống như là một chiếm giữ trong bóng đêm độc xà vậy, làm cả cổ vũ giả phía Nam thổ địa đều hơi bị tim đập nhanh, bởi vì tên của hắn là Hổ báo đường. Mà hổ báo đường chủ nhân, là, La Tôn. Một cái ngay cả hắn Hứa lão thái gia Hứa Đông Điền đều không phải không thừa nhận, quả thực tang tâm bệnh cuồng tên. Thậm chí ở Trung ương cảnh vệ cục đăng ký trình độ nguy hiểm, là SS cấp bậc. Gần với trong truyền thuyết Thái Bình thời kỳ căn bản không thấy được người. Nhưng bây giờ, tiểu tử này lại cư nhiên trong điện thoại nói, muốn đem kỳ cho triệt để diệt trừ rơi. Tuy rằng hắn Hứa Đông Điền trước quả thật có nói qua lần nói. Nếu là Trần Phi thật có thể đủ có nắm chặt, không ngại tìm hắn tâm sự. Mà giờ khắc này hắn lại không nghĩ rằng tiểu tử kia cư nhiên thật tìm tới hắn, chuẩn bị tâm sự. Phải biết rằng loại sự tình này mà có thể thật không vậy đùa giỡn. Ngươi nói hổ báo đường cái loại này u ác tính, bọn họ không muốn diệt trừ sao? Khẳng định muốn, nhưng vấn đề là như vậy tạc phiêu lưu nhưng bây giờ quá. Nếu thì không cách nào đem con này chiếm giữ trong bóng đêm độc xà một kích chí mạng nói. Hậu quả kia liền có khả năng không gì sánh được nghiêm trọng, thậm chí dẫn phát xã hội rung chuyển, đến lúc đó. Ta tự nhiên đã chuẩn bị xong, cái này hổ báo đường ba lần bốn lượt tìm ta phiền phức, thậm chí lúc này đây. Nói chung cái này hổ báo đường, ta Trần Phi là diệt định rồi. Ngay cả La Tôn cũng đừng nghĩ chạy mất, Trần Phi ngồi ở tảng đá ghế trên, bàn tay chậm rãi đặt ở đá chén trà trên bàn trên, sau đó mạnh nắm chặt, lại trực tiếp đem chén trà ấn thành bụi phấn. Điềm nhiên nói, có thể hổ báo đường thực lực ngươi đều không có điều tra. Còn có La Tôn thực lực bây giờ, ngươi cũng biết thanh thanh sở sở sao. Mà ở cảm giác được cùng dĩ vãng tuyệt nhiên bất đồng Trần Phi, trong giọng nói lạnh lùng quyết tâm cùng với lạnh lạnh lệ khí, Hứa lão thái gia tình không điều khiển tự động khóe mắt rút quất, sắc mặt ngưng túc nói. Hắn hiện tại đã cảm thụ được Trần Phi quyết tâm cùng sát ý, quả thực không phải là đùa giỡn, mà là như đinh chém sắt. Nhưng vấn đề là loại sự tình này tuyệt không thể qua loa đại ý, mà nhất định phải có chu đáo chặt chẽ bộ thự cùng với đã rõ ràng hiểu được đối phương nội tình thực lực. Ta biết, ta nhượng La thủ trưởng từ phía trên điều tới cái này. Nghe vậy Trần Phi trong con ngươi mạnh xẹt qua một tia nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó đem một quyển gia châu túi tiền phong tốt,
bất quá lúc này đã bị hắn sớm mở ra trôi qua màu trắng sữa tông cuốn bỏ vào lão thái gia trước mặt chậm rãi nói hồ báo đường chủ La Tôn là cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ thực lực, thậm chí nếu so với phổ thông tiên thiên hậu kỳ muốn càng một ít. Mà ở dưới trướng hắn, còn có hai tiên thiên trung kỳ cùng với năm cái tiên thiên sơ kỳ, cũng coi là hắn phụ tá đắc lực. Vì vậy nếu là thật muốn động thủ, có thể sẽ có chút phiền phức. Có thể sẽ có chút phiền phức. Vậy ngươi, nghe vậy hứa lão thái gia khẽ nhíu chân mày. Vì vậy ta tìm ngươi lão cầu viện tới. Trần Phi híp mắt cười cười, mở miệng nói ta biết tại vị mấy vị kia khẳng định cũng muốn đem hổ báo đường loại độc chất này lựu diệt trừ, chỉ là bởi vì chứa nhiều lo lắng cùng suy tính, vẫn chậm chạp không có tuyển trạch xuất thủ. Mà bây giờ, có ta loại này thiết đầu thiểu niên nguyện ý cho bọn hắn đấu tranh anh dũng, cùng hổ báo đường nhất tuyệt tử chiến, có thể đây cũng là chuyện tốt tình đi. Nghe vậy hứa lão thái gia con ngươi hơi lóe lóe, bất quá vẫn không có nói. Bởi vì hiện tại Trần Phi cận nói đến loại trình độ này, còn có chút thiếu. Hôm nay chúng ta Hoa Hạ gặp phải loạn trong giặc ngoài áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí rất nhiều phía sau đều có càng thế lực to lớn cái bóng, điểm này, tại vị mấy vị kia trong lòng khẳng định đều có tính. Điểm này, tin tưởng sẽ không có sai đi. Trần Phi không thể đưa không cười cười, tiếp tục nói. Cái này, quả thực không sai, lão thái gia gật đầu. Cho nên đối với hiện tại tại vị mấy vị kia, thậm chí chúng ta toàn bộ Hoa Hạ mà nói, đều hẳn là càng so với chúng ta loại này cá nhân càng hy vọng diệt trừ rơi này u ác tính. Ta biết mặt trên dĩ vãng sở dĩ chậm chạp chưa xuất thủ, trong đó một điểm, chỉ sợ là không muốn bởi vậy vi mồi dẫn hỏa, kích khởi toàn bộ cổ vũ giả vòng tròn bắn ngược. Nhưng bây giờ ta bên này cũng một cái rất tốt mượn cớ, có oán báo oán có cửu báo cửu, thiên kinh địa nghĩa. Nghe thế, hứa lão thái gia gương mặt từ từ có chút biến hóa, một lúc sau, hắn mới nói có thể nếu như là chiếu nói như ngươi vậy, chúng ta đây có thể không có biện pháp gióng trống khua chiêng dành cho ngươi trợ giúp. Bởi vì, này dù sao cũng là ngươi tư nhân. Ta minh bạch. Thế mà nghe vậy Trần Phi lại trực tiếp một chút đầu, cười nói ta cũng chính là cái này ý tứ. Lại nói tiếp ta coi như là hơn nửa người trong võ lâm, nếu không có cần phải, còn là càng muốn lấy vòng tròn nội phương pháp cùng quy củ đến giải quyết vấn đề. Mà cho nên ta sẽ đến kinh thành tìm ngươi lão xin giúp đỡ, là bởi vì ta nghĩ, lại để cho chuyện này nhiều tăng vài phần nắm chặt. Nhiều tăng vài phần nắm chặt. Hứa lão thái gia trên mặt thần sắc có rõ ràng biến hóa, kỳ già nua con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, nói vậy ngươi bây giờ, đã có vài thành nắm chặt. Bảy thành. Trần Phi trả lời như đinh chém sắt, nói. Ngươi muốn nhiều hơn nữa tăng vài thành nắm chặt, nghe vậy lão thái gia trầm mặc rất nhiều, chậm rãi nói. Đương nhiên là 10 thành. Trần Phi lời này có vẻ rất đương nhiên cùng với khẳng định. Hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn lão thái gia, chậm rãi nói hứa ra ra, ta lần này tới, là muốn với ngươi mượn cá nhân. Có hắn, ta đây lần kế hoạch nắm chặt liền nhất định sẽ có 10 thành. Mượn cá nhân, ngươi nghĩ, mượn ai, nghe vậy hứa lão thái gia trên mặt thần sắc rung động nửa ngày. Hắn tựa hồ đã đoán được cái gì, thật lâu sau mới không hề bận tâm nói. Tuân lão, ta nghĩ thỉnh tuân lão giúp chúng ta lúc này đây, Trần Phi nhất thời dứt khoát nói. Không sai, hắn sở dĩ sẽ đích thân chạy tới kinh thành một chuyến, vì chính là cho hắn lần hành động này lại tăng cuối cùng một tầng bảo chứng, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Tuân luôn tuân lão chính là một vị hàng thật giá thật tiên thiên hậu kỳ cường giả, vì vậy nếu có thể đủ mời được hắn xuất sơn, cùng sư phụ hắn minh đạo xuyên luyện tập, hơn nữa trong tay hắn một vạn cái có thể nhằm vào đối với đối phương ma công thủ đoạn, còn chưa phải là vạn vô nhất thất. Không được, có thể nghe nói, hứa lão thái gia lại cư nhiên lắc đầu cự tuyệt. Hứa gia gia, Trần Phi sắc mặt có chút dị dạng, vội vàng nói. Người trước hết nghe ta nói hết lời. Có thể lão thái gia lại bắt tay dơ dơ, chậm rãi nói lão tuân thân phận của hắn bây giờ không thích hợp. Hơn nữa người khả năng không biết, hắn tuy rằng đúng là trong miệng các ngươi cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, bất quá, hắn bây giờ thực tế năng lực tác chiến sợ rằng không ngươi tưởng tượng được lợi hại như vậy. Dù sao, lão tuân hắn hiện tại cũng có chút già rồi a. Nói đến phần sau hắn cũng không nhịn được có chút cảm thán lên. Năm tháng thúc giục người lão. Ngay cả lão tuân cái loại này tên cũng đều không ngoại lệ a. Như vậy cảm thán sau, hứa lão thái gia khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi đứng lên nói ta đại khái hiểu ý của ngươi. Lão tuân không thích hợp đứng ra nhúng tay chuyện này, bất quá.
ta mặt khác cho ngươi tìm cá nhân đi. Lại nói tiếp, đây mới là hắn bản chức công tác. Hứa Gia Gia, ngươi nói, là ai? Trần Phi vô ý thức hỏi. Trung ương cảnh vệ cục bị cung một cái lão gia này. Lấy thực lực của hắn, hẳn là đủ để thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hứa lão thái gia lắc đầu nói. Trung ương cảnh vệ cục bị cung một cái lão gia này. Trần Phi một nghe nói như thế, nhất thời ngẩn người. Bất quá ngay sau đó hắn lại ngay tức khắc bừng tỉnh, trên mặt hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Có tư cách ở trung ương cảnh vệ cục cái loại địa phương đó, đều bị như là ông ngoại vậy cung đại thần, dùng cái mong muốn, khẳng định cũng biết là không giống bình thường. Hơn phần nửa lại là một cái đãi thuộc về quốc gia lão quái vật cường giả, tối thiểu đều chắc là trước đây ngày sau kỳ. Được rồi, người trước tiên ở bực này chờ đi, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Thế mà lão thái gia đã vô tâm tư đang trả lời Trần Phi nói, mà là lảo đảo đi ra hậu viện, đi gọi điện thoại đi. Chuyện này dính dáng rất rộng, vì vậy hắn phải sớm cùng vị kia mấy vị kia toàn bộ khí. Bất quá lấy hắn Hứa Đông Điền mặt mũi, hơn nữa trung ương cảnh vệ cục vốn chính là hắn một tay tạo dựng lên, chỉ cần không phải quá gióng trống khua chiêng, không ai sẽ không để cho hắn mặt mũi. Ngay tại lúc cái này vài câu giản đoạn đối thoại, cộng thêm vài mở điện nói sau, kinh thành trung ương cảnh vệ cục cao tầng lại hiếm thấy bắt đầu công việc lu bù lên. Một vị cần bên trong tổ chức bộ quanh năm suốt tháng bị trở thành là ông ngoại cung lão gia này, ở nhận được Hứa lão thái gia tự mình gọi điện thoại tới sau, đi ra trung ương cảnh vệ cục, thậm chí đi ra kinh thành. Cùng lúc đó, ở kinh thành Hứa gia tứ hợp viện ngắn dừng lại sau Trần Phi, lại lần nữa ly khai nơi ấy, ly khai kinh thành, cùng Vương Đại Sơn cùng nhau ở lĩnh Nam núi lớn lần thứ hai cùng sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên chạm mặt. Cùng lúc đó, hắn chính ở chỗ này gặp được hai người khác. Một vị là hắn sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên sư đệ, Diêm La Diêm sư thúc, mà một vị khác. Đồng dạng cũng là vị lão giả, ăn mặc đường trang, hai tóc mai hoa dâm, nhãn thần thoạt nhìn phá lệ sắc bén, như cây Ethiota người ưng mâu vậy. Ngón tay cao vót lên gân mạch càng dọa người. Hắn cũng là người sư thúc, họ Nguyễn, trực tiếp gọi hắn Nguyễn sư thúc được rồi. Sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên dứt khoát giới thiệu. Nguyễn sư thúc, xin chào. Nghe vậy Trần Phi rất hiển nhiên lại ngẩn người, không nghĩ tới sư phụ hắn lại còn có cái sư đệ. Bất quá hắn ngay sau đó liền kịp phản ứng, vội vã mở miệng nói. Rất hiển nhiên đường trang lão người không là người khác, chính là từng năm lần bảy lượt bởi vì Trần lão thái gia mệnh lệnh, mà tìm tới quá Minh Đạo Xuyên Nguyễn Kinh. Mà bây giờ, Trần lão thái gia bất ngờ đã qua đời, mà khi hắn như vậy tái kiến Trần Phi tiểu tử này, và hiểu rõ đến người sau hiện nay tu vi, thành tựu sau, nhịn không được có chút cảm khái hàng vạn hàng nghìn, nhưng lại khó tỏ bày xuất khẩu. Ừ, xin chào. Vì vậy đến cuối cùng hắn chỉ có thể ánh mắt phức tạp quét Trần Phi liếc mắt, thản nhiên nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên có chút trong lòng cổ quái. Ngay tại lúc này, Minh Đạo Xuyên cũng đã lần nữa mở miệng nói được rồi, nếu đều đã chuẩn bị xong. Vậy lên đường đi, vừa nói, hắn già nua con ngươi không khỏi hiện ra lau một cái thật sâu băng hàn. Hiển nhiên hắn lúc này đều đã có chút khẩn cấp. La Tôn, ngươi chuẩn bị cho tốt dưới địa phủ sao? Trần Phi, Minh Đạo Xuyên, Diêm La, Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn, có chừng 5 người. Trong đó tu vi nhỏ yếu nhất hai vị đều chính mình tiên thiên sơ kỳ, người mạnh nhất tự nhiên là Minh Đạo Xuyên, tiên thiên hậu kỳ. Như vậy đội ngũ coi như là phóng nhãn toàn bộ võ lâm, đều tuyệt đối xem như là cực độ đứng đầu cùng đủ để làm người ta sợ. Mà bọn họ chuyến này đã đi tới lĩnh Nam núi lớn, chuẩn bị thâm nhập trong đó, mục tiêu nhắm thẳng vào hổ báo đường hang ổ. Hoa Hạ cổ vũ giả vòng tròn, được xưng toàn bộ Đông Phương thần bí nhất cùng làm cho thổ địa. Mà Hoa Hạ cổ vũ giả hay bởi vì thổ địa bát ngát xuyên cớ, bị phân chia thành để phía Nam cùng phương Bắc. Lĩnh Nam núi lớn đó là cái này phía Nam thổ địa trong vô cùng phân lượng một khu vực, không biết minh ám tồn tại có bao nhiêu cường đại cổ vũ giả tông môn hoặc gia tộc thế lực. Trong đó đặc biệt tứ đại ẩn môn cùng với đại biểu cho quốc gia ý chí phi báo, còn có hổ báo đường, là nổi bật nhất tam đại tiêu chí. Đồng thời cũng là tối làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tam đại tiêu chí. Trong đó, lại đặc biệt hổ báo đường đáng sợ nhất. Bởi vì, này hổ báo đường chủ nhân, chính là La Tôn. Mặc dù là ở trung ương cảnh vệ cục cái loại địa phương đó, đều đăng ký trình độ nguy hiểm, là SS cấp bậc. Hơn nữa rất nhiều người đối với hắn ấn tượng đều chỉ có bốn chữ, đó chính là phát rồ. Bởi vì,
này tên làm việc tình quả thực chân thực quá không từ thủ đoạn. Hơn nữa giống như là hoàn toàn không ai tính vậy, tàn nhẫn vô tình. Có thể loại này hung danh có điều khuyết đại, nhưng từ nơi này nhưng cũng có thể đủ cảm thụ được cái tên kia hiển hách hung uy. Dù sao có thể để cho mặt trên tại vị mấy vị kia đều cân nhắc, lo lắng lâu như vậy, cũng còn vẫn không thể quyết định đem diệt trừ, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Mà chính là bởi vì có cái này hung danh hiển hách, phát rồ là tôn thôn ở, không nói là phi báo, mặc dù là lĩnh nam núi lớn tứ đại ẩn môn cái loại này thế lực, đang đối mặt hổ báo đường lúc đều có vẻ có chút sợ đầu sợ đuôi, thậm chí không dám cùng va chạm, đều là ở kỳ hung uy bao phủ dưới, tuyển trẻ cúi đầu né tránh, thậm chí càng thêm không chịu nổi. Bởi vậy có thể không chút khách khí nói, La Tôn, tại đây lĩnh nam núi lớn, thậm chí toàn bộ lĩnh nam ba tiết kiệm mở mang thổ địa trong, tuyệt đối là xưng là cao cấp nhất, đỉnh phong tồn tại. Đông đảo gia tộc thế lực, tông môn đều không dám phản kháng. Có thể ngay hôm nay, đã có một chuyến 5 người đội ngũ lặng yên tiến nhập cái này lĩnh nam trong núi lớn, nghĩ ngoại trong mắt người không gì sánh được kinh khủng hổ báo đường hang ổ lướt đi. Nếu là có người biết chuyện này, hoặc là tin tức để lộ đi ra ngoài, sợ rằng, sẽ thoáng cái gây nên sóng to gió lớn, khiến mọi người đều hù được cằm rơi xuống đất. Cùng lúc đó, lĩnh nam núi lớn, hổ báo đường hang ổ nội. Ở gần tổ chức cực hạch tâm bên trong khu vực, một cái nhà âm trầm 3 tầng tiểu lâu đứng vững ở giữa. Phía ngoài đá nham trên vách tường dựa vào theo dày đặc rêu xanh, từng cây một lớn dây leo càng quấn ở phía trên, dường như cầu long vậy. Tiểu lâu nội tràn ngập mùi thuốc cùng nhàn nhạt mùi máu tươi, chu vi không người nào dám tới gần, tựa hồ cái này giống như là vùng cấm vậy. Mà cái này làm cho cảm giác âm trầm tiểu lâu không phải là thuộc về người khác, chính là trước đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau, từ Trần Phi trong tay cướp đi kim thiềm nguyệt quả lão già kia sở hữu. Còn nhớ rõ hắn họ Chu, tên là Chu Dã. Nhưng vào lúc này, tại nơi 3 tầng tiểu lâu trong ta ngọn đèn mờ tối thấp bé bên trong gian phòng, một đạo còng xuống thân ảnh bận rộn ở chai chai lọ lọ, cùng với tràn đầy bùn đất thơm hơi thở dược liệu trong. Nhưng này một ít đều không phải là làm người khác chú ý nhất, làm người khác chú ý nhất là căn phòng kia nội ngay chính giữa ta thủy tinh đồ đựng dụng cụ nội thổ nhưỡng trong. Một gốc cây kim sán sán thực vật chính tản ra làm người ta mê say thơm, cùng với khó có thể tin sáng chói. Ông, chỉ nghe được quỷ dị kia ông minh thanh tại đây hơi lộ ra mở tối thấp bé gian phòng không ngừng mà quanh quẩn. Thật giống như có lực lượng thần bí vậy, xây dựng ra đạm lam sắc phần nước, kéo dài về phía trước, ba quang lân lân, quang ảnh đan sen. Mà ở đạm lam sắc phần nước kéo dài về phía trước đầu cùng, rõ ràng là một gốc cây thần kỳ cây nhỏ. Cây kia thoạt nhìn bất quá mới cánh tay kích thước, nhưng lại cành phồn lá tốt, linh quang bay lả tả, trong lúc mơ hồ có thể thấy được 2-3 khỏa mặt trời nhỏ tựa như phát quang, kim sán sán một mảnh. Rất hiển nhiên đây chính là bị Chu Dã từ Trần Phi trong tay cướp đi người giai trung phẩm linh dược kim thiềm nguyệt quả. Bất quá xem chừng hắn cư nhiên cũng không có tuyển trạch lập tức ăn vào, mà là đang cái này đảo cổ kỳ kỳ quái quái gì đó. Trên thực tế bản thân của hắn từng cũng là một gã dược sư, vì vậy rõ ràng hơn loại này tràn đầy thần kỳ lực lượng thực vật, nếu là có thể phối hợp cái khác các loại chân quý dược liệu nói, tuyệt đối nếu so với sinh nuốt vào, hiệu quả lớn. Vì vậy hắn mới có thể phí hết tâm tư, lật xem sách cổ, lại từ hổ báo đường hang ổ nội kho nội lấy đi chứa nhiều giá trị vạn kim chân quý dược liệu, đủ không ngủ không ngớt hao tốn 2 ngày 2 đêm thời gian, điều phối ra những. Này có thể cùng kim thiềm nguyệt quả hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nước thuốc. Thiếu chút nữa sẽ thành công. Không nghĩ tới trong cổ tịch ghi lại này đều là thật. Ở địa cầu này, cư nhiên thật sinh trưởng có cái này không gì sánh được thần kỳ. Ẩn chứa khó có thể tin dược hiệu thần kỳ dược liệu thực vật. Muốn là chúng ta có thể hoàn toàn hấp thu trong đó dược lực nói, chỉ sợ cũng xem như là trong nháy mắt tu vi tăng vào tới tiên thiên hậu kỳ, cũng không phải là không thể được đi. Mà ở bình bình lon lon trong hoàn cảnh, còng xuống thân thể bao phủ ở trong hắc bào Chu Dã kiệt kiệt cười cười, con ngươi nhìn chằm chằm thủy tinh đồ đựng dụng cụ trong kim thiềm nguyệt quả, thậm chí đã chuyển không đi con mắt. Bởi vì không có người có thể chống cự loại này đến không dễ. Và lại vẫn có thể nhượng thực lực của chính mình tăng vọt mê hoặc. Bởi vì hắn nếu là có thể thành làm đầu ngày sau cường giả, chẳng phải là ngay cả La Tôn, cũng lại không cách nào ở trước mặt hắn cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Nghĩ đến đây, dù là hắn Chu Dã loại này nhãn hiệu lâu đời tiên thiên trung kỳ cường giả, cũng không nhịn được kỳ nếp uốn răng đầy trên khuôn mặt già nua, cấp tốc hiện ra kích động dáng tươi cười,
còng xuống thân thể đều bởi vì kích động mà đầu động, khó có thể tự ức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Suy, u long. Có thể giữa lúc hắn còn đắm chìm trong ảo tưởng mà cảm thấy cả người kích động lúc, tiểu lâu ngoại lại đột nhiên có một đạo xích viêm nước lũ xuất hiện, hung hăng cho nổ trong không khí, chợt hung hăng đụng vào lầu đó phòng ngoại đá nham trên, nhấc lên đinh tai nhức óc tiếng nổ, cát bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Sau đó một đạo lạnh lùng tuổi nhỏ tiếng người âm hung hăng ở sắc mặt kia đã hoàn toàn âm trầm xuống chu dã bên tai, nổ vang ra đến. Lão già kia, cho ngươi 5 giây, ngay tức khắc lăn ra đây cho ta. Bằng không đừng trách ta trực tiếp san bằng ngươi nhà này lâu, đem ngươi vùi vào đi. Thanh âm kia nhất thời làm hổ báo đường hang ổ nội bộ táo động, không nghĩ tới có người lại dám to gan như vậy, chạy đến bọn họ cái này nháo sự. Mà Chu Dã ở nghe được thanh âm này cũng không nhìn được trên khuôn mặt già nua thần sắc mạnh rút quất, trong nháy mắt không gì sánh được xấu xí cùng vặn vẹo xuống tới. Mẹ, sớm biết rằng khi đó nên đánh cuộc một lần, trực tiếp bắt hắn cho làm thịt. Hắn tức giận đến cắn răng nghiến lợi nói. Rất hiển nhiên hắn đương nhiên đã tìm được là ai ở bên ngoài làm càn, vì vậy hiện tại rất hối hận. Nếu là 2 ngày trước hắn không có bị một màn kia cho hù ở, trực tiếp đánh cuộc một lần đem tiểu tử kia cho làm thịt, chỉ sợ cũng không khả năng sẽ có hiện tại loại sự tình này mà xảy ra. Bị người ngăn ở cửa nhà chỉ vào mũi uy hát yêu ta, chửi bậy, hắn Chu Dã từ trở thành nhãn hiệu lâu đời tiên thiên trung kỳ cường giả sau, chưa từng đã bị quá loại đãi ngộ này. Quả thực chính là sỉ nhục. Bất quá, thanh niên nhân chính là thanh niên nhân. Hắn thật cho rằng cái này hổ báo đường đại bản doanh, là hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao. Vị Miễn cũng quá ngây thơ rồi. Hanh. Siêu, siêu, siêu. Cùng lúc đó, rậm rạp chằng chịt hổ báo đường thành viên tới rồi, xuất hiện ở tiểu lâu ngoại, tất cả sắc mặt bất thiện thậm chí trong con người xích lõa trần tiết lộ ra sát ý nhìn, đã bọn họ càng ngày càng nhiều người vây lại, trung gian đất trống nội ngay chính giữa, một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi thằng nhóc. Thực sự là thật to gan, cư nhiên tới rồi bọn họ hổ báo đường dương oai, không muốn sống. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, tại đây một ít hung thần ác sát tên trong mắt thằng nhóc, không là người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Chỉ là kỳ quái là hắn hiện tại lại cũng chỉ là một người, những người khác không biết đi đâu. Mà ở nhìn thấy chu vi những tên kia vượt vây càng nhiều, Trần Phi lúc này trong trẻo nhưng lạnh lùng gương mặt dần dần hiện ra lau một cái ngoan lệ. Chỉ là sau đó chỉ thấy trên mặt hắn thần sắc khẽ động, tùy theo nghiêng đầu qua, nơi ấy. Có người cao mã đại tên vẻ mặt hung hãn đẩy ra nhân quần đi đến. Mà ở trên người hắn, bất ngờ phóng ra ngoài theo thuộc về cổ vũ giả tiên thiên cường giả chân khí ba động. Rõ ràng là một vị cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Tiểu tử, ngươi là ai? Chỉ thấy người nọ cao mã đại, vẻ mặt hung hãn tên nhãn thần hung hãn nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm có vẻ cực kỳ điềm nhiên nói. Lan! Có thể đáp lại hắn lại thì ra là như vậy một tiếng khiến kỳ sắc mặt chợt dữ tợn quát lạnh. Tự một chữ, lăn. Thằng nhóc, người hắn ma là ở muốn chết. Người nọ cao mã đại, vẻ mặt hung hãn tên thân là đường đường tiên thiên sơ kỳ cường giả, coi như là tại đây hổ báo đường đại bản doanh cũng là chân chánh đại nhân vật, chưa từng có quá như vậy một ngày. Làm trò đông đảo bọn họ tổ chức thành viên mặt mà, bị lấy loại thái độ đó, hình như là không nhịn được, chẳng đáng vậy chỉ vào mũi mắng lăn. Cái này thậm chí so với nhục nhã hắn càng thêm không bằng. Chuyện gì xảy ra? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm lạnh lẽo chất vấn thanh từ nhân quần ở ngoài truyền đến, nhất thời này hổ báo đường thành viên chợt tao động, hơi biến sắc mặt, sau đó ngay tức khắc tránh ra thông đạo, nhượng người bên ngoài đi đến. Chỉ thấy ở một đám người vòng vây dưới, có 3 vị lão giả sắc mặt âm trầm đi đến, mà ở 3 người này trên người, đều tản ra chân khí cường đại uy áp. Lại toàn bộ đều là cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ. Mà trong đó một vị thoạt nhìn rõ ràng giống như người cầm đầu lão giả. Kỳ toàn thân thả ra một số gần như tiên thiên trung kỳ dày nặng chân khí, khiến chu vi mọi người đều sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Mà hắn cặp kia lạnh lùng nhãn thần chậm rãi từ ở đây một số đông người trên người đảo qua, sau cùng, thong thả định ở ngay chính giữa vẻ mặt quạnh quẽ Trần Phi trên người, lập tức một trận thấu xương sát ý bừng lên, lạnh lẽo nói tiểu tử. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở cái này? Lan! Có thể đáp lại hắn lại cư nhiên vẫn là như vậy một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng quát. Tự một chữ, lan! Nhất thời làm kỳ già nua thần sắc chợt biến, thoáng cái dữ tợn.
Ha ha, tốt, tốt, rất khỏe mạnh a. Chỉ thấy lão giả kia nếp uốn bù đắp khuôn mặt cơ thể hung hăng chịu động, con người dữ tợn, tràn đầy sát ý chăm chú nhìn Trần Phi, điềm nhiên nói không nghĩ tới người còn con này một cái tiểu thằng nhóc lại có lớn như vậy lá gan, dám ở ta hắc cánh tay bá đao khang chu máu trước mặt lớn lối như thế. Tốt, tốt, ngày hôm nay ta cũng không quản ngươi từ đâu tới, bởi vì ngươi đã không cần đi. Lão phu ngày hôm nay sẽ cho ngươi đi điền bách xả hố. Tê tương đương không ít người vừa nghe đến ba chữ kia, bách xà hố, tất cả không tự chủ được sắc mặt sợ hãi lên, trong con ngươi mặt tràn đầy rung động vẻ. Bởi vì chỗ kia thế nhưng một cái địa ngục, bọn họ chết cũng không nguyện đi vào. Trần Phi sừng sững ở trên không ngay chính giữa, nhìn lấy tốc độ kinh người hướng hắn hoành lược mà đến bốn đạo thân ảnh, trong con ngươi cũng không có hiện ra dường như đông đảo hổ báo đường thành viên phỏng đoán như vậy. Kinh hoàng, trái lại. Hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lại toát ra một luồng nhàn nhạt chẳng đáng cùng với lạnh như băng sát khí. Ta hình như đã nói qua, cơ hội chỉ có một lần, có thể các ngươi nếu muốn chọn buông tha nói. Được rồi, lúc đầu ngày hôm nay chính là đến chủ trì người, có thể ta thật không nên như vậy lòng dạ đàn bà. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn đạo thân ảnh, Trần Phi giọng nói lạnh như băng thấp giọng nỉ non một tiếng, sau đó lắc đầu. Trong con ngươi giành lấy là một loại bình thản màu sắc trang nhã, cùng với, nồng nặc sát khí. Xích, xích, xích. Bốn đạo nhân ảnh, bốn vị tiên thiên sơ kỳ cường giả, thậm chí trong đó còn có một vị một số gần như tiên thiên trung kỳ tên. Bọn họ toàn thân thả ra kinh khủng chân khí khí thế, dường như bẻ gãy nghiền nát vậy xé rách chấn động không khí, nhìn phía Trần Phi điên cuồng đấu đá mà đến. Ha ha, tiểu tử, ngươi lúc trước không phải là rất kiêu ngạo thật điên sao? Thế nào hiện tại không nói? Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay lão tử nếu là không cho ngươi nếm thử cái gì gọi là thân không bằng chết, ta liền dùng đao ở trên người mình mở một cái lỗ thủng. Mà ở nhìn thấy Trần Phi đứng ở tại chỗ động đều không động, giống như là choáng váng vậy, người nọ cao mã đại, vẻ mặt hung hãn trung niên nhân bộc phát ra cười to, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc. Trần Phi như vậy tỏ ra yếu kém hành vi, hắn thấy đã cùng sợ, bị sợ ngốc không khác nhau chút nào. Còn tưởng rằng tiểu tử này có bản lãnh gì, hiện tại xem ra, cũng bất quá như vậy thôi. Mà ở nhìn thấy một màn này, nguyên bản kỳ thực trong lòng hơi chút có như vậy một ít kinh hoàng còn rung chuyển đông đảo hổ báo đường thành viên, lúc này cũng không miễn sắc mặt trào phúng lên. Đương nhiên cũng có người ở trong lòng tự giễu vậy cười cười, lúc đầu bọn họ còn có chút mong đợi. Bất quá, dù sao chỉ là cái tiểu thằng nhóc, mới hơn 20 tuổi Nga, cho dù có một ít bản lĩnh, có thể mạnh tới đâu. Có thể ngươi bây giờ phải làm như vậy, chẳng lẽ nói, bốn người các ngươi thật cho rằng, tự bốn người các ngươi ngu ngốc bị lừa gạt đi ra ngoài kẻ chết thay, thật có thể đủ làm gì ta? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo hơi giễu cợt thanh niên nhân đột ngột vang lên, khiến ở đây tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Sau đó, bọn họ nhìn không được đồng loạt hướng về đất chống nội ngay chính giữa, cái kia đánh từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ tự vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có bất kỳ thần sắc biến hóa. Thậm chí cước bộ cũng không có bất luận cái gì hoạt động tuổi nhỏ người nhìn lại. Không biết vì sao, bọn họ đột nhiên cảm giác trong lòng có chút phát hoảng lên, thật giống như, dự cảm có chút không ổn vậy. Nói ai cũng sẽ nói, thế nhưng, người cảm thấy người bây giờ còn có cái gì xoay người tư bản sao? Mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trần Phi bình thản tiếng cười lạnh, hắc cánh tay bá đao khang chu máu đôi mắt hung hăng rút khuất, điềm nhiên nói. Xoay người. Tựa hồ đánh từ vừa mới bắt đầu, ta sẽ không có rơi vào hoàn cảnh xấu đi. Có thể đáp lại hắn cũng Trần Phi càng thêm giễu cợt cười. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lược ra một tia làm người ta rung động hàn mang. Chợt, chỉ thấy thân hình mạnh một trầu, sau đó một tay lại ném ra một tiểu xuyến tương tự với hỏa tinh phát quang vật, hạ xuống mặt đất. Lại theo sát mà, mọi người dưới chân bỗng nhiên lao ra lau một cái làm cho ba động. Lại điên cuồng đem thân thể của bọn họ, bao phủ. Cái này, đây là trận pháp. Ngươi cư nhiên, nhất thời hắc cánh tay bá đao khang chu huyết đồng lỗ mạnh co rụt lại, theo sát mà vô ý thức thân hình mạnh rút lui, kinh hô thành tiếng. Bởi vì lúc này, tự ở trước mặt hắn, không ngờ đột ngột xây dựng ra một tòa huyền môn trận pháp. Chứa nhiều tràn đầy cường liệt cực nóng vũ khí tràn ngập ra, dường như thao thao bất tuyệt sông, đưa bọn họ bao phủ. T. Cái này. Làm sao có thể? Nhất thời trận pháp này đang lúc mọi người sợ hãi mâu quang trong thần tốc ngưng tụ thành, có
có chừng mấy đạo ngân lóng lánh phù ấn tuôn ra, đem tòa trận pháp này trở nên càng lao cố, càng đáng sợ hơn. Theo sát phía sau liền có rơi ở phía sau hai đại tiên thiên sơ kỳ cường giả, bị chỗ ngồi này nóng rực huyền môn trận pháp vô tình bao phủ đi vào. Xôn xao, mà bất thình lình, đột nhiên phát sinh một màn, tự nhiên khiến mọi người tại đây. Đông đảo hổ báo đường thành viên đều sợ ngây người, nhất thời nhấc lên đinh tai nhức óc ồ lên có tiếng. Bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt trên mặt đều nổi lên sợ hãi và khó có thể tin thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm hiện đã hoàn toàn thành hình trận pháp, không thể tin được. Cái này hắn ma đến tột cùng là vật gì? Đóng phim sao? Vì sao biết có vật như vậy quỷ dị như vậy xuất hiện? Hơn nữa, cái này liền trực tiếp khốn trụ hai đại tiên thiên sơ kỳ. Xin nhờ, đùa giỡn hay sao? Không ít người đều cảm giác phía sau lưng tùm lạnh cả người lên. Cái này tiểu tạp toái, cư nhiên hiểu được nhiều như vậy, không nghĩ tới liên loại này huyền môn trận pháp, hắn đều có thể đủ bố trí cho ra đến, hơn nữa còn là một số gần như thuận phát. Mà ở nhìn thấy một màn này, dù là trước vẫn vẻ mặt lãnh trào cùng giễu cợt Vương Dã, lúc này cũng không nhịn được sắc mặt càng phát ra âm trầm cùng khó xem, thậm chí trở nên có chút hắng giọng. Bởi vì hắn quả thực không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thế khó chơi, cư nhiên hiểu được nhiều như vậy. Bất quá đồng thời, hắn kỳ thực cũng có chút tim đập nhanh. Bởi vì ngay cả hắn vừa rồi kỳ thực đều không nhận thấy được trận kia pháp, là thế nào đột nhiên ở thời gian rất ngắn bố trí đi ra ngoài, nếu là lúc đó nếu đổi lại là hắn, tuy rằng khốn không được, nhưng nhất định sẽ có chút phiền phức. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn nhịn không được càng thêm tức giận cùng chấn động. Dù sao thường nhân tuổi tác như vậy, chính là hơn 20 tuổi, khi hắn cho rằng có thể tu luyện tiên thiên sơ kỳ, cũng đã cực kỳ nghịch thiên, có thể tiểu tử này không chỉ có tu vi đạt tới tiên thiên sơ kỳ, nhưng lại so với càng thêm lợi hại cùng xuất sắc, trở thành một danh tiên thiên trung kỳ cường giả. Thậm chí so với hắn Chu Dã đều mơ hồ cường ra một đường. Mà bây giờ, không chỉ có như vậy, hắn cư nhiên đều vẫn có thể hiểu được huyền môn trận pháp loại này công nhận không gì sánh được tối nghĩa. Khó có thể học hiểu gì đó. Hơn nữa còn là tại đây đem niên kỷ. Đây tột cùng là cần bực nào thiên phú cùng với cơ duyên. Người như thế, nếu như cho hắn thêm cũng đủ thời gian, sợ rằng giả lấy thời gian, có rất đại có thể trở thành cái này võ lâm thậm chí toàn cầu tột cùng nhất tồn tại. Mà một khi đến rồi một bước kia, coi như hắn Chu Dã phía sau là hổ báo đường, có như vậy La Tôn đại nhân che chở, cũng vẫn như cũ rất có thể dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả. Thậm chí hủy diệt vậy trả thù. Điểm này từ hôm nay, tiểu tử này liền trực tiếp đánh như vậy tới cửa, là có thể nhận rõ sở một. Hai, nếu không phải là óc có chuyện, hoặc là vốn chính là người điên, ai phải làm như vậy? Ai dám làm như thế? Dù sao đây chính là hổ báo đường đại bản doanh, người thật coi La Tôn đại nhân uy danh, là giả. Nghĩ đến đây, hắn Chu Dã ánh mắt không khỏi trở nên càng âm trầm, càng đằng đằng sát khí. Nếu sự tình đều đã đến bước này, cũng căn bản lại thu không được tay, vậy đơn giản không thu, ngày hôm nay nhất định phải để cho cái này tiểu tạp toái táng thân nơi này. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Trên, làm thịt hắn. Theo sát mà, hắn âm lãnh thanh âm lại lần thứ hai vang lên, tràn ngập sát ý. Vâng. Nhất thời hắc cánh tay bá đao khang chu máu hét lớn một tiếng, con người gắt gao khinh thường nhìn chằm chằm Trần Phi, điềm nhiên nói tiểu tử. Người thật cho rằng vây khốn hai người là có thể thoát hiểm. Nói cho người biết, đừng nói là bây giờ còn lại hai chúng ta. Coi như là chỉ còn lại có ta Khang Chu máu một người, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Nói xong lời cuối cùng, hắn cả người chân khí uy áp lại lần thứ hai bão táp lên, rất kinh người. Người tựa hồ đối với bản thân rất tự tin. Thế mà nghe vậy Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, rồi đột nhiên khóe miệng cong lại. Nói hai người các ngươi, cùng lên đi, nếu không ta sợ các ngươi tách ra đến, vậy thực sự không chơi. Ngươi nói cái gì, ngươi là ở coi thường chúng ta sao? Nghe vậy hắc cánh tay bá đao khang chu máu nhất thời con ngươi co rụt lại, thấp giọng gào thét nói. Khang lão, làm thịt hắn, ta nhìn tiểu tạp toái cũng đã biết trên miệng tiểu tử. Bằng hai người chúng ta hợp lực, muốn giết hắn, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Mà người nọ cao mã đại. Vẻ mặt hung hãn trung niên nhân nghe vậy cũng cảm giác nhận được vũ nhục, chợt âm hàn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lạnh mở miệng nói. Miệng của ngươi, thật đúng là thối a. Trần Phi khẽ lắc đầu một cái,
Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhất thời có một chút giờ lạnh lẽo, ở trong chậm rãi xoay lên, chảy xuôi mà đến. Tiếp theo chốc lát, chỉ thấy hắn khu chỉ bắn ra, nhất thời một luồng sợi diễm quang từ trong cơ thể hắn dung chuyển ra, nảy lên giữa không trung, cùng lúc đó hắn còn nhanh chóng hai tay di động, ở trước ngực mình kết thành một đạo cổ quái tay ấn xích diễm đèn. Theo hắn cái này một giọng nói vừa dứt dưới, nhất thời liền có một luồng sợi nồng nặc, cực nóng, nóng diễm quang dường như đinh ốc bánh răng vậy đất bằng phẳng dựng lên, từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện lên đi ra, ngưng tụ thành một ngọn đèn ánh sáng nến phiêu diêu viêm đèn, chậm rãi rớt xuống. Cái này mặc dù chỉ là hắn tiện tay làm ra đồ vật, thậm chí cũng không có phát huy ra cái này tu chân giới ta cường đại lánh đời gia tộc luyện khí trung kỳ bất truyền bí pháp phân nửa uy lực, thế nhưng thứ này, nhưng cũng còn là lập tức khiến Chu Dã trong con ngươi rụt một cái, tình không điều khiển tự động già nua trên khuôn mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng bất an. Bởi vì lúc đầu hắn thế nhưng chính mắt thấy được, Trần Phi tổng cộng thi triển hai lần loại này quỷ dị công kích thủ đoạn, lại một lần nhanh hơn một lần khủng bố. Nhất là cuối cùng một lần kia, làm hắn đến bây giờ đều căn bản quên không được. Oanh! Nhất thời một đạo trầm muộn tiếng nổ quỷ dị đang lúc mọi người bên tai vang dội đến. Nóng rực, nóng lực lượng gắt gao tập trung tại nơi người cao mã đại, vẻ mặt bưu hãn nam tử, nhưng lại rất quỷ dị, khiến người da đầu tê dại treo ở đỉnh đầu hắn phía trên, dường như bom hẹn giờ vậy chậm rãi hạ xuống, khiến kỳ sắc mặt trong nháy mắt tự thay đổi, cảm thụ được lực lượng kinh khủng kia, vẻ mặt sợ hãi. Không, đây là thập, nhất thời hắn nhịn không được sắc mặt sợ hãi hô kêu, toàn bộ thân thể điên cuồng chợt lui, muốn thoát đi. Có thể đây cũng là vô dụng công. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ở, không động được. Động, không nhúc nhích được. T. Nhất thời toàn bộ hiện trường đông đảo mặc dù là hổ báo đường thành viên tên, lúc này cũng không nhịn được chợt yên tĩnh. Từng đạo kinh hãi gần chết vậy ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm huyền tại bọn hắn hộ pháp đại nhân trên đầu. Quỷ dị tới cực điểm viêm đèn, từng mảnh một cũng hút lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Giờ khắc này, bọn họ mơ hồ có chút biết được, đến tột cùng vì sao. Tiểu tử kia lại dám đối mặt bốn đại tiên thiên sơ kỳ cường giả, đều như vậy, thờ ơ. Một cái trẻ tuổi như vậy hơn 20 tuổi thanh niên nhân, mặc dù thoạt nhìn có chút bản lĩnh. Có thể bọn họ vốn cho là kỳ thực cũng cứ như vậy, có lẽ là giả vờ, nhưng bây giờ... Đủ hai vị hộ pháp đại nhân bị nhốt đang kỳ quái trong trận pháp, hơn nữa hiện tại, một vị khác hộ pháp đại nhân còn bị như vậy một cái kinh khủng hơn gì đó. Một ngọn đèn hừng hực thiêu đốt quỷ dị viêm đèn, hù được không dám nhúc nhích. U long. Nhưng vào lúc này, một đạo khiến ở đây tất cả mọi người ra đầu tê dại, trái tim mạnh co giật một tiếng bạo tạc, vang vọng tại bọn hắn bên tai. Sau đó bọn họ liền nghe được một hình người vật thể ngã xuống đất thanh âm. Không gì sánh được rõ ràng truyền tới bọn họ bên tai, nhất thời. Tất cả mọi người choáng váng. T. Chết, chết, hộ pháp đại nhân hắn. Mọi người đều kinh hãi gần chết nhìn lúc này không ngờ hóa thành than cốc, ầm ầm ngã xuống đất thân ảnh, toàn thân, từ đầu đến chân đáy cũng không nhịn được điên cuồng phát sáng lên, con người sợ hãi, cột sống hàn khí cọ 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 ra bên ngoài mạo. Muốn, phải biết rằng, đây chính là bọn họ hổ báo đường nội bộ hộ pháp đại nhân A. Một vị chân chân chính chính tiên thiên sơ kỳ cường giả, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ hắn đều còn không có mò lấy đối phương một điểm góc áo, tự cư nhiên bị như vậy không giải thích được giết chết. Nhất thời tất cả mọi người nhìn không được thần sắc hoảng sợ tình không điều khiển tự động lui về phía sau, mà khi bọn hắn lần thứ hai nhìn phía câu kia đã hóa thành than cốc thi thể, hoặc là đất trống ngay chính giữa, vẻ mặt lạnh lùng tuổi nhỏ người lúc. Vẻ sợ hãi đều đã không cách nào khống chế. Chết, chết, thật, thật đã chết rồi. Cái này, ta, mà ở nhìn thấy một màn này, cách đó không xa ngọn núi kia trên Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn hai người cũng không nhìn được mạnh trên mặt thần sắc ngây ngẩn cả người, thậm chí vô ý thức liên thân thể đều ở đây chiến. Hiển nhiên, một màn này là bọn hắn trước đó, thế nào cũng không nghĩ tới. Một lát sau, hai người bọn họ không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu, lúc này mới con người thật sâu chấn động liếc mắt nhìn nhau. Ngăn chặn trong lòng lăn lộn đào sóng. Đến lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao tiểu tử kia có lá gan một thân một mình đi lên trước xung phong, hơn nữa, vô luận là Diêm La hay là Minh Đạo Xuyên, cũng còn đối với hắn yên tâm như thế. Nguyên lai tiểu tử này, tại bọn hắn chút bất chi bất giác, không ngờ trưởng thành đến loại trình độ này. Cho nên khi bọn họ lần thứ hai nhìn phía Trần Phi lúc,
coi như là Nguyễn Kinh loại này tên, thân chức vị cao, thực lực bất phàm, tiên thiên sơ kỳ đỉnh, cũng không nhịn được cảm thấy nhẹ nhẹ ý sợ hãi. Chớ nói chi là Vương Đại Sơn cái loại này mới vào tiên thiên, lúc này, hắn thân thể run căn bản không dừng được. Tiểu tử này, dám lại trở nên mạnh hơn, không chỉ là bọn họ, coi như là Diêm La, hắn thế nhưng danh phù kỳ thực tiên thiên trung kỳ cường giả, hơn nữa ở cảnh giới này trong, đều rất mạnh, có thể hắn giờ khắc này ở nhìn thấy một màn này, cũng vẫn là không nhịn được mí mắt hung hăng rút khuất, trong lòng có dũng khí không nói được tư vị, một lúc sau, mới lắc đầu cảm thán nói. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới trước ở Italia, ở dãy núi ép đại liệt cốc lúc, hắn lúc đầu muốn phải thay thế tiểu tử kia cùng đao phong xét đánh một trận, thế nhưng, tiểu tử kia lại ngăn trở hắn, sau đó nghĩa vô phản cố cầm mệnh hung hăng chém giết trận chiến ấy. Hèn yếu người cho tới bây giờ cũng không biết có kết cục tốt. Vì vậy, tiểu tử kia coi như là biết trận chiến ấy nhưng thật ra là đang liều mạng, nhưng vẫn là đánh bạc mình cốt khí, tôn nghiêm của mình, đem bãi cho tìm trở về. Có thể, cũng chính là hắn loại này dường như người điên cố chấp tính cách, mới để cho hắn trưởng thành tốc độ quả thực dường như quái vật vậy. Thật là làm cho người ta giật mình. Cái này, mà ở nhìn thấy kinh khủng như vậy, một màn kinh người, nguyên bản còn vẻ mặt tự tin hắc cánh tay bá đao khang chu máu, lúc này từ lâu trên mặt thần sắc đều triệt để thay đổi, trở nên rất là rung động cùng khó có thể tin. Ánh mắt hắn đỏ bừng chăm chú nhìn Trần Phi. Lại lần nữa nhìn lướt qua nằm xuống đất trên than cốc, nguyên bản ép hướng Trần Phi thế, bất ngờ dừng lại, thậm chí, lúc này đều tình không điều khiển tự động ở lui về phía sau. Thế nào, còn muốn chạy, bất quá ngươi không cảm thấy bây giờ muốn đi đã chậm sao? Có thể ở phát hiện động tác của hắn, Trần Phi lại ánh mắt đảo qua đi, tự tiếu phi tiếu chăm chú nhìn hắn nhếch miệng nở nụ cười. Cười rất lạnh rất lạnh. Siêu. Ngay sau đó, hắn cư nhiên thân hình chợt lóe lên. Tiếp theo sát xuất hiện ở địa phương rõ ràng là tại nơi hắc cánh tay bá đao khang chu máu trước mặt. Cực nóng, nóng lực lượng lại lần nữa chảy ra đến, Trần Phi cúi đầu nhìn ải hắn một đầu mặt cứng ngắc hắc cánh tay bá đao khang chu máu lạnh lùng cười. Sau đó, cười nói lên, chỉ là của hắn nói, lại làm cho người sau trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống. Ta nói rồi, cơ hội tựu chỉ có một lần. Hiện tại, động thủ đi, không phải là ngươi chết. Chính là ta vong. Đất chống biên giới, đông đảo sắc mặt hoảng sợ hổ báo đường thành viên tình không điều khiển tự động run rẩy lui về phía sau. Bởi vì lúc này, bọn họ nguyên bản trong lòng dự đoán nghiêng về một bên chiến đấu, lại vào lúc này đã hoàn toàn xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản khí thế hung hăng bọn họ hổ báo đường năm đại hộ pháp cường giả trong đó bốn, hiện tại có hai cái bị quỷ dị kia trận pháp vây khốn, một cái khác bị đốt thành than cốc đã chết. Chỉ có bốn người bọn họ trong cường đại nhất tiên thiên sơ kỳ đỉnh, hắc cánh tay bá đao khang chu máu đại nhân, bây giờ còn có thể đủ đứng ở Trần Phi trước mặt. Thế nhưng, hắn hiện ở trên mặt rung động cùng hốt hoảng biểu tình, cũng không chứng minh, hắn hiện tại hy vọng dường nào người này không phải là hắn a. Tiểu tử này, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Lẽ nào hắn là cá nhân hình quái vật sao? Ngu xuẩn, còn chưa động thủ, người có đúng hay không chuẩn bị cứ như vậy thúc thủ chịu trói? Nhượng hắn làm thịt ngươi. Mà nhưng vào lúc này, một đạo nổi giận thanh như sấm truyền đến, đúng là Chu Dã chân thực nhịn không được, đã lao tới, chuẩn bị động thủ. Rất hiển nhiên, trước hắn mặc dù có muốn cho khang chu máu đám người thử dò xét Trần Phi tâm tư, muốn nhìn một chút trước hắn trận chiến ấy thương, hiện tại đến tột cùng bình phục không có, nhưng bây giờ, hắn lại không nghĩ rằng mấy tên này cư nhiên như thế vô dụng, vừa đối mặt, thậm chí ngay cả đối phương góc áo cũng không có mỏ lấy. Đã bị làm thịt một cái. Xem ra hiện tại cũng chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ. Dù sao, khang chu máu đám người tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng là hổ báo đường nội bộ đỉnh lực lượng A. Đường đường tiên thiên cường giả. Hôm nay lại như vậy không hiểu tổn thất một cái, tự nhiên làm hắn không có biện pháp tiếp thu. Bởi vì loại tổn thất này, nếu là La Tôn đại nhân thật truy cứu xuống tới, chỉ sợ cũng xem như là hắn Chu Dã, cũng là sẽ có chút phiền phức. Ngươi không phải mới vừa không muốn động thủ sao? Nếu không muốn, vậy trước tiên cho ta ở một bên nhìn. Yên tâm, đợi ta sẽ nhường ngươi theo chân bọn họ vậy. Tiểu Ly xà kiếm trận. Ngay tại lúc Chu Dã đã thân thể lao ra, chuẩn bị động thủ thời gian, Trần Phi lãnh đạm rồi lại làm người ta sởn tóc gáy thanh âm, lại đột nhiên vang vọng ở mọi người bên tai. Ngay sau đó,
sẽ ở đó hắc cánh tay bá đao khang chu máu, thậm chí Chu Dã đều con ngươi hơi mở lớn dưới, chín chuôi hừng hực thiêu đốt phiêm kiếm trong nháy mắt lao ra Trần Phi trong cơ thể. Sau đó, một không cách nào che giấu gào thét cùng với nóng lực lượng, do như hỏa diễm phun trào vậy, chấn động chí cực tịch quyển toàn bộ đất trống lên. Bởi vì đang lúc bọn hắn phạm vi nhìn bên trong, một luồng sợi diễm quang bao vây lấy chín chuôi viêm kiếm bất ngờ ở vi huân giữa không trung, điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng bao phủ. Sau đó, ít nhất, có một cái đủ để siết chết voi hỏa diễm cự xa, đang lúc mọi người sợ hãi cùng run rẩy ánh mắt chậm rãi xuất hiện, không tình cảm chút nào con người gắt gao nhìn chằm chằm đã đem ở tại chỗ Chu Dã trên người, hoàn toàn đem khóa được. Một khó có thể tin uy áp bao phủ ra. Giống. Nó theo sát mà ngửa đầu bộc phát ra một đạo làm người ta khó có thể chống cự gào thét, điên cuồng chấn động lên. Ừng ực tương đương cái này, đây là cái gì? Cách đó không xa ngọn núi kia trên, Nguyễn Kinh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đầu đầy mồ hôi kinh khủng thì thào lên. Không chỉ là hắn, thậm chí ngay cả Minh Đạo Xuyên lúc này quét về phía chiến trường ánh mắt, đều có chút hơi thay đổi. Bởi vì, này cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đồ đệ mình loại thủ đoạn này. Trận pháp, còn là luyện khí sĩ thủ đoạn. Chỉ sợ cũng Liên Diêm La, cũng đều không có biện pháp tiếp được loại công kích này đi. Tiểu tử này, thật đúng là cho hắn kinh hỉ. Cùng lúc đó, hổ báo đường ở chỗ sâu trong ta hãm sâu trong lòng đất kiến trúc nội, chỗ sâu nhất mật thất gian phòng, một đạo khô lão thấp bé thân ảnh, bỗng nhiên cảm thụ được một luồng khí tức chảy xuôi tiến đến, lại kỳ lão thân thể mạnh run lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Một trương già nua như vỏ cây vậy gương mặt tràn ngập ra một chút rung động cùng với, lạnh như băng âm hàn. Thành thật cho ta sống ở đó trong, bằng không, ta khó giữ được chứng hắn sẽ đối với ngươi làm cái gì. Ngươi nên biết ta không thích gạt người. Hình ảnh lại trở lại đất chống chiến trường nội, Trần Phi lãnh đạm thanh âm, chậm rãi ở sắc mặt kia đã chợt trở nên không gì sánh được cứng ngắc cùng kiêng kỵ Chu Dã bên tai vang lên. Chặt tiếp theo liền thấy hắn lại nhìn về phía trước. Ta hiện tại sẽ cho ngươi một cái cơ hội, mình kết, hoặc là, ta giúp ngươi. Ngươi, Trần Phi cái này hời hợt thái độ, rơi vào hắc cánh tay bá đao khang chu máu trong mắt, bất ngờ khiến kỳ theo bản năng sắc mặt không gì sánh được nhục nhã lên, bởi vì. Này loại gần như không nhìn vậy thái độ, nhượng hắn tự sát. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp, có thể giữa lúc hắn vô ý thức thốt ra quát mắng mới ra đến, lại bị hắn bỗng nhiên dừng, và lại mồ hôi lạnh theo liền bừng lên. Bởi vì hắn lúc này rốt cục hoàn hồn, phản ứng kịp, lúc này đứng ở trước mặt hắn tiểu tử này, tuy rằng tuổi còn trẻ. Có thể hắn tựa hồ hình như thật có tư cách nói ra lời nói này. Dù sao khổng lồ kia, khủng bố đến làm người ta hít thở không thông viêm xà, lúc này cũng còn lẳng lặng chiếm giữ ở giữa không trung, khiến Chu Dã Chu phó đường chủ cũng không dám động a. Đáng chết, cái này hắn mà đến tột cùng là từ địa phương nào nhô ra quái vật, lẽ nào phản lão hoàn đồng. Nếu hắn không là vì sao kinh khủng như vậy, muốn cho ta tự sát, cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi, ta còn thật không tin chỉ một mình ngươi, có thể đơn đấu chúng ta toàn bộ. Ngươi đừng đem chính ngươi nghĩ quá cao cao tại thượng, nói cho ngươi biết, ta hắc cánh tay bá đao khang chu máu không có thể như vậy này cái phế vật. Ta không có thể như vậy ngồi không, thế mà càng là loại này khủng bố dưới áp lực, hắc cánh tay bá đao khang chu máu lại đột nhiên nở nụ cười. Bởi vì hắn không tin tiểu tử này đều tiêu hao nhiều như vậy, thậm chí đến bây giờ cũng còn ở phân thần khống chế được hai đại trận pháp, dưới loại tình huống này, làm sao có thể còn có bao nhiêu lực lượng không có phát huy được. Thay lời khác mà nói, đó chính là tiểu tử này hiện tại nhất định là miệng cọp gan thỏ. Nhất định là đã không còn lại bao nhiêu lực lượng. Như vậy, hắn sợ cái gì? Nhất thời chỉ thấy trên mặt hắn hiện ra lau một cái dữ tợn cùng vẻ điên cuồng. Mang theo người cuồng đao ngang phía trước, trong nháy mắt, một làm người ta rung động bá đạo vô cùng uy áp, trực tiếp là từ thân thể hắn cùng với trong tay tạo hình khoa trương cuồng trong đao gào thét ra, ngắn trong một sát na, cả người hắn lợi dụng cường thế chí cực hướng về Trần Phi lướt đi. Đao phong kia nhắm ngay Trần Phi đầu hung hăng chém xuống. Bá đao quyết đệ tam thức, chưa từng có từ trước đến nay. Bá đao quyết đệ tam thức, chưa từng có từ trước đến nay. Kèm theo hắc cánh tay bá đao khang chu máu một tiếng khuôn mặt cơ thể vặn vẹo giống giật, tạo hình khoa trương cuồng đao, dường như đoạn đầu đài lượn lờ theo lành lạnh chiếm đạo hàn mang vậy, phất tay gian, đó là cường thế tới cực điểm thậm chí hại nhân bá đạo khí thế mang tất cả ra, khiến ở đây tất cả mọi người con ngươi co rút lại. Hắn lúc này,
đối với Trần Phi hiển nhiên không dám lại lười biếng chút nào, vì vậy cái này vừa ra tay, đó là trực tiếp thúc giục một đạo sát chiêu. Mà cái này bá đao quyết, coi như là ở trong võ lâm này coi là chính mình cực lớn hung danh ôn tồn uy, đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa nếu là muốn tu luyện thành công loại này đao quyết nói, trừ phi là ở đao một trong nói thực sự rất có thiên phú, đồng thời còn cần tạo nên cực lớn giết chóc, lấy cái này để hoàn thành công pháp bá đạo, mới có khả năng thành công. Bằng không hết thảy đều là kính trung hoa thủy trung nguyệt, hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Qua nhiều năm như vậy, hắn hắc cánh tay bá đao khang chu máu chính là dựa vào cái này áp đáy hòm đại danh đỉnh đỉnh bá đao đao pháp, mới ở trong võ lâm chế lớn như vậy thanh uy cùng danh khí. Hơn nữa hắn cũng từng cùng không ít tiên thiên sơ kỳ cường giả đã giao thủ. Trong đó một ít đối thủ chỉ cần thực lực hơi chút yếu một điểm, ở trước mặt hắn liền có khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Bởi vậy cũng có thể nói rõ rất nhiều thứ. Phốc suy. Dường như đoạn đầu đài nguyệt nha bàn lành lạnh cuồng đao đao phong tự giữa không trung gào thét mà qua, thấy ở đây đông đảo hổ báo đường thành viên mí mắt phi nhảy. Hiển nhiên. Bọn họ đối với khang chu máu khang hộ pháp cái này hung danh hiển hách áp đáy hòm thủ đoạn, đều cũng không xa lạ gì. Mà ở đối mặt kinh người như vậy giết chóc thủ đoạn, Trần Phi lại cư nhiên hình như là sợ choáng váng vậy, lại không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Một màn này khiến không ít người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, tiểu tử kia coi như là cường thịnh trở lại, có bản lãnh đi nữa, như vậy bị bọn họ hổ báo đường khang hộ pháp gần người, cũng khẳng định không có đường sống đi. Dù sao, đây chính là bọn họ khang hộ pháp cường đại nhất áp đáy hòm thủ đoạn bá đao quyết ha. Tiểu tử, lại dám đến chúng ta hổ báo đường đại bản doanh nháo sự. Đây là người đời này phạm vào tối sai lầm lớn. Thực sự là đắc ý vênh váo tên, ha ha ha. Mà ở nhìn thấy bản thân một đao này uy thế đã đem tiểu tạp toái đứng thân khu vực từ từ bao phủ, hắc cánh tay bá đao khang chu máu lại nhìn không được nhanh cười ra tiếng. Những năm gần đây, phàm là dám can đảm tự cho là đúng, bỏ qua hắn người, đều hạ chàng rất thảm. Mà hiện tại xem ra, tiểu tử này, thực tế thì tự cho là có chút bản lĩnh, liền bắt đầu khinh thường. Thậm chí ngay cả nửa điểm tránh né tư thái cũng không có, đã bị hắn cái này áp đáy hòm thủ đoạn bá đao quyết đệ tam thức bao phủ. Thực sự là tên ngu xuẩn a, ha ha. Ngươi tất nhiên sẽ bởi vì ngươi lúc này đây cử động mà hối hận không kịp. Gan dám xem thường ta hắc cánh tay bá đao khang chu máu. Ha ha. Hanh. Giống. Chết cho ta. Mà ở hắc cánh tay bá đao khang chu máu giữ tợn tiếng cười điên cuồng trong, một đao này kinh khủng đao thức cùng với tạo thành trùng kích, uy áp, điên cuồng xoay lẩn quần, từ trên xuống dưới, hướng về Trần Phi chỗ ở khu vực điên cuồng chém bổ xuống. Nhưng cũng chính là vào lúc này, bá đạo đao thế bất ngờ đã bạo phát đến rồi cực hạn, hướng tiêu dựng lên. Hắc cánh tay bá đao khang chu máu phát ra tiếng giống giận dữ, sau đó kiệt kiệt lành lạnh điên cuồng gào thét lên. Trong tay cuồng đao dường như đoạn đầu đài nguyệt nha vậy, hung hăng rớt xuống. Đã có thể sau đó một khắc, hắn lại đột nhiên có chút sắc mặt hơi thay đổi. Bởi vì, hắn lúc này cư nhiên từ dâng trào mang tất cả đi xuống bá đạo đao thế trong, ngửi được một tia làm hắn thốt nhiên có chút sởn tóc gáy nguy hiểm. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắc cánh tay bá đao khang chu máu nhất thời sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì hắn đột nhiên có chút hồi tưởng lại trước, trong mắt tràn đầy kinh nghi thần sắc. Thế nhưng, hắn trầm mặc một chút, chợt cắn răng một cái, dĩ nhiên mạnh nhắm miệng muộn hừ một tiếng, sau đó đem bá đao quyết công pháp vận chuyển tới cực hạn, thậm chí ngay cả một đao kia biểu hiện ra đao thế, đều mơ hồ có một ít phiếm hồng lên, hơn nữa còn là, huyết hồng. Thương! Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, giữa lúc hắc cánh tay bá đao khang chu máu chuẩn bị bộc phát ra toàn thân lực lượng cường đại nhất, thi triển ra cực mạnh một đao lúc, hắn chợt cảm giác được, từ cổ đãng tới cực điểm đao mang trong, lại cũng vào lúc này không gì sánh được đột nhiên cùng đột ngột tuôn ra một đạo làm người ta sợ hãi khí tức, cùng lực lượng. Sau đó, một trận thanh âm điếc tai nhức óc điên cuồng nhộn nhạo. Không, nhất thời hắc cánh tay bá đao khang chu máu bỗng nhiên sắc mặt điên cuồng thay đổi. Bởi vì từ cổ đáng tới cực điểm ánh đao trọng áp dưới, bất ngờ mọc lên chính là lau một cái hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm. Một đao này cùng một kiếm kia ở giữa không trung hung hăng đánh đổ vào một lần, liền khiến rất nhiều người đều tình không điều khiển tự động tâm tạng co quắp một chút. Thương! Một luồng sợi diễm quang cùng vô hình kia bá đạo khí tức hung hăng đổ vào ở tất cả, điên cuồng đụng nhau, sau đó chợt nhấc lên dường như sóng xung kích vậy đồ vật.
Trong thoáng chốc, một vòng vô hình dường như viên nhận gì đó do Tiểu Nhi đại hướng bốn phương tám hướng tản ra, nhất thời, mọi người tại đây đều cảm giác thân thể như là bị vô hình nào đó lực hung hăng nghiền đụng phải một chút vậy, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Thậm chí ngay cả chu vi có chút kiến trúc, đều bởi vì không cách nào thừa thụ cái này bất ngờ bạo phát sóng xung kích lực, chậm rãi rung chuyển đổ nát lên. Loại này tràng cảnh quả thực làm người ta chấn động. Ngươi, ngươi, ngươi. Lần thứ hai nhìn phía trong chiến trường, hắc cánh tay bá đao Khang Chu Máu bỗng nhiên tay cầm tạo hình khoa trương cuồng đao, lúc này còn vẫn duy trì chém người tư thế. Thế nhưng, phảng phất là làm người ta căn bản không có biện pháp ngăn cản bá đạo một đao, lại bị trong chiến trường ương, hơn 20 tuổi tiểu tử theo tay cầm một thanh cực nóng, nóng hỏa diễm kiếm, cho cản lại. Mà sắc mặt hắn bình thản thần sắc, thậm chí khóe miệng cũng còn hơi ôm lấy, tự tiếu phi tiếu. Càng làm cho người nghĩ hắn hình như căn bản đều còn không có xuất lực vậy. Có thể, thế nhưng, điều này sao có thể a? Dù sao đây chính là Khang Hộ Pháp, tiên thiên sơ kỳ đỉnh a. Đến mức trong chiến trường một vị khác nhân vật chính hắc cánh tay bá đao Khang Chu Máu, lúc này chính con ngươi lay động, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vẻ mặt đều là dữ tợn cùng với. Khó có thể tin. Bởi vì lúc này, thân thể hắn cùng với trong tay cuồng đao đều như trước còn vẫn duy trì tư thế kia, trên cánh tay tràn đầy toàn tâm toàn ý gân xanh, hung hăng cắn răng, thân thể run, cực kỳ cố sức, muốn chặt bỏ đi, có thể, đao kia nhưng thật giống như đã đến cực hạn vậy, hoặc là bị cố định ở tại chỗ vậy, tựa hồ, cũng nữa chém không nổi nữa. Xôn xao. Nhìn thấy một màn này thời gian, ở đây đông đảo hổ báo đường đại bản doanh thành viên cũng không nhịn được lồi đi ra. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới, coi như đã biết tiểu tử kia có chút bản lĩnh, rất mạnh. Có thể, nhưng bây giờ loại này tràng cảnh cũng còn là quá bất khả tư nghị cùng kinh người đi. Bởi vì Khang Chu Máu Khang Hộ Pháp lúc này giữ tợn cùng chật vật, cùng một mặt bình thản, thậm chí mang trên mặt giễu cợt Trần Phi, hoàn toàn chính là tiên minh đối lập a. Đến tột cùng là dạng gì thực lực cách xa, mới có khả năng đi đến loại trình độ này. Chu Dã con ngươi giữ tợn nhìn một màn này. Sắc mặt có chút trắng bệch. Đến mức xa xa Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn Diêm La đám người, lúc này càng diện mục cây Iota sợ nhìn một màn này, hiển nhiên hắn cũng là bị chấn đắc không nhẹ. Thương! Bá nữa! Ngay sau đó, tiếp theo chốc lát, Trần Phi hung hăng vung tay, trực tiếp đem hắc cánh tay bá đao Khang Chu Máu bỗng nhiên văng ra ngoài, khổng lồ kia lực đánh vào, cùng với người sau bởi vì cây Iota sợ mà ngắn ngủi thất thần. Thậm chí nhượng kỳ liên trong tay cuồng đao đều không nắm ổn, thoáng cái bay ra ngoài, ở giữa không trung vòng vo mấy vòng sau, rơi trên mặt đất, đao phong thẳng tắp cắm vào mặt đất, chỉ còn lại có nửa đoạn ở bên ngoài. Mà ở nhìn thấy một màn này, hắc cánh tay bá đao Khang Chu Máu bỗng nhiên phịch một chút té trên mặt đất, khuôn mặt trên hiện lên lau một cái vẻ sợ hãi. Bởi vì, này một chốc, hắn tựa hồ là ngửi được mùi vị của tử vong. Nhảy nhót nửa ngày, cũng đủ chứ. Sau đó tiếp, một đạo nhàn nhạt lạnh giọng xuất hiện ở hắn bên tai, ngay sau đó hắn hắc cánh tay bá đao Khang Chu Máu bỗng nhiên liền tình không điều khiển tự động cả người một cái giật mình, bất ngờ xoay người, phát hiện khiến trong lòng hắn sản sinh sợ hãi tâm tình tiểu tạp toái, bất ngờ không ngờ trải qua xuất hiện ở phía sau hắn. Mà, hơn nữa, ở trên mặt hắn, làm người ta quả thực cả người đều nhìn không được run băng hàn vẻ. Nhất thời làm hắc cánh tay bá đao Khang Chu Máu bỗng nhiên đều thiếu chút nữa sợ tiểu. Viêm chỉ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi con ngươi vừa nhấc, ngón tay thong thả điểm ra, nhất thời thay đổi có một đạo chùm tia sáng vậy hỏa diễm năng lượng, như tia sáng laser tuyến vậy, đi qua không khí, trong nháy mắt kế tiếp, liền tinh chuẩn vô cùng điểm vào hắc cánh tay bá đao Khang Chu Máu bỗng nhiên trên ngực, xuyên thấu ra một cái lỗ máu. Siêu. Bất quá. Ở nơi này một ngón tay vừa xuyên thấu kỳ trong ngực lúc, người sau cũng mạnh sắc mặt kinh biến phản ứng kịp. Chỉ thấy kỳ tiện xe bên hông cố sức, cước bộ mang theo, những cái này một ngón tay tránh khỏi then chốt chỗ hiểm, mà là đang cánh tay hắn trên hung hăng triển khai huyết hoa. Sau đó, chỉ thấy hắc cánh tay bá đao Khang Chu Máu bỗng nhiên thân ảnh xuất hiện ở mấy thước ở ngoài, chính hô 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 trong miệng thở hổn hển, nửa người đều liền nhiễm đỏ. Hiển nhiên cái này hắc cánh tay bá đao Khang Chu Máu bỗng nhiên dầu gì cũng là cái tiên thiên sơ kỳ đỉnh, không tính là người yếu, vì vậy miễn miễn cường cường tránh thoát Trần Phi cái này chí mạng một công. Thế nhưng, ai mạnh ai yếu cũng đã rất rõ ràng. Kỳ trên mặt lúc này chính răng đầy lành lạnh sợ hãi, cùng khó có thể tin,
bắt đầu lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì, chạy trốn, nhưng vào lúc này, một quỷ dị tay lại đột nhiên khoát lên cả người là máu hắc cánh tay bá đao khang chu máu trên vai, sau đó một đạo lạnh lùng, âm trầm tới cực điểm thanh âm khi hắn bên tai đột nhiên vang lên. Cánh tay chủ nhân không là người khác, chính là Chu Dã. Chu phó đường chủ, ta không phải là đối thủ của hắn. Đánh tiếp nữa, ta sẽ chết à. Mà ở nhìn thấy cùng nghe được Chu Dã thanh âm, hắc cánh tay bá đao khang chu máu bỗng nhiên cả người run lên, sắc mặt kinh khủng, lại có chút run rẩy lên, nói. Phế vật, câm miệng cho ta. Mà ở nhìn thấy đường đường một vị cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả, lại bị tiểu tạp toái hù dọa thành như vậy, Chu cũng nhìn không được tức giận giống giận một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cường giả, lạnh như băng nói ta đã phái người đi thông chi xanh hổ còn có La Tôn đại nhân. Kiên trì nữa một hồi. Xanh hổ phó đường chủ cùng La Tôn đại nhân. Nghe vậy hắc cánh tay bá đao khang Chu máu bỗng nhiên chật vật trên mặt bất ngờ hiện ra lau một cái kinh hỉ, mà khi hắn nghe được Chu Dã nửa đoạn sau nói lúc, lại vẫn là không nhịn được chần chờ một chút, do dự nói thế nhưng. Không có thế nhưng. Thế mà Chu Dã lại trực tiếp lạnh lùng cắt đứt lời của hắn, điềm nhiên nói nếu như ngươi không muốn chết ngay bây giờ ở trong tay ta, tự tốt nhất ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm. Mặt khác, chớ đem tiểu tạp toái nghĩ quá vô địch, ngươi thật cho là hắn hiện tại muốn phân thần kiềm chế ta, vẫn có thể còn lại bao nhiêu thực lực. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn khàn khàn, già nua con ngươi chợt bộc phát ra lau một cái bén nhọn hàn mang vẻ. Chặt tiếp theo liền thấy hắn thân ảnh lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ. Mà tự sau đó một khắc, hắn vị trí hiện tại vị trí, lại là vây khốn hai đại tiên thiên sơ kỳ cường giả huyền môn trận pháp ngay phía trên. Hanh, phá cho ta. Kèm theo một tiếng hừ lạnh thanh xuất hiện ở giữa không trung, Chu Dã, cư nhiên, không biết lúc nào lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh tinh khiết màu đen kỳ môn binh khí súng lục. Vũ khí ở trong tay hắn hội tụ khổng lồ chân khí, như rung động vậy chấn động ra hắc ám quang xà, sau đó, chỉ thấy Chu Dã hung hăng vung tay. Nhất thời đen thui sắc súng lục liền như hắc ám như sao rơi xuống. Đánh vào trận kia pháp trên. Ung ung. Nhất thời, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng khu vực, cũng tránh không ít người đều bởi vì trận pháp ầm ầm nổ tung, mà người ngã ngựa đổ, kêu thảm thiết liên tục lên. Hơn nữa theo sát mà, liền có siêu siêu hai đạo nhân ảnh phá tan yên vụ. Rất hiển nhiên hai đạo nhân ảnh không là người khác. Chính là trước bị Trần Phi phong tỏa ở trận pháp bên trong hai đại tiên thiên sơ kỳ. Chỉ là hiện tại, hai người bọn họ lại tự do. Chu phó đường chủ, Khang lão, vân vân chờ đã, đó là, T. Cái này hắn ma đến tột cùng là, bất quá hai người kia vừa xuất hiện, liền nhất thời nhịn không được sắc mặt rung động cùng sợ hãi kinh hô thành tiếng. Bởi vì, khi bọn hắn thoát khốn ra, nhịn không được đầu tiên mắt quan sát tình huống chung quanh lúc. Khi trong tầm nhìn phát hiện ở gì đó, quả thực làm bọn hắn khó có thể tin, sau đó nhất tề không hẹn mà cùng cũng hút lương khí lên. Rất hiển nhiên, vô luận là cả người là máu, lúc này chính mặt hốt hoảng bất an cùng sợ hãi hắc cánh tay bá đao khang chu máu, hay là giữa không trung dường như quái vật vậy, ít nói cũng có thể cùng voi đánh đồng hỏa diễm cự xà, đều làm bọn hắn nhịn không được thoáng cái chân đều thiếu chút nữa mềm nhũn. Cái này hắn ma. Đến tột cùng là tình huống gì, chuyện gì xảy ra à? Lẽ nào bọn họ bây giờ là đang nằm mơ sao? Câm miệng cho ta. Có thể nhưng vào lúc này, Chu Dã âm lãnh tiếng giống giận dữ lại vang lên lần nữa. Chỉ thấy kỳ sắc mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, giọng nói xâm xâm mở miệng nói hai người các ngươi, cùng khang hộ pháp cùng nhau ngăn cản tiểu tử kia, bằng không ta sẽ đích thân vặn dưới các ngươi não. Mẹ, đáng chết. Có thể hắn cái này lời vừa nói ra được phân nửa, lại đột nhiên dừng lại, sau đó nhịn không được chửi ầm lên, bởi vì từ phía sau hắn bỗng có một đáng sợ nóng uy áp, hướng hắn đấu đá đến. T. U Long. Chỉ thấy xoay quanh ở giữa không trung hỏa diễm đại xà ngửa đầu phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách giống giận. Sau đó, lại có một đạo nói đỏ đậm quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ dưới đất phương tuôn ra. Cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở đã đem Chu Dã cùng với hỏa diễm đại xà, tự toàn bộ mang tất cả, kéo đi vào. Tiểu ly xà kiếm trận, công kích hình thái. Chỉ thấy Trần Phi sắc mặt âm lãnh lý ở cách đó không xa, trong con người ngoan lệ hơi lóe lên, sau đó ngón tay vung lên, ấn ký bóp một cái nhất thời liền nhìn thấy quanh quẩn theo kỳ bên cạnh thân diễm quang điên cuồng dung chuyển,
khiến Tiểu Ly xà kiếm trận ùng ùng chấn động, một luồng sợi làm người ta sợ hãi tới cực điểm kiếm khí đã ở bão táp, khiến ở đây mọi người tối thiểu thoáng cái thối lui ra khỏi hơn 10 mét xa cự ly. Song khi bọn họ sắc mặt hoảng sợ đẩy ra, biết thật chính phản ứng kịp, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì sau, mỗi một người đều nhìn không được vô ý thức điên cuồng bóp cổ, vẻ mặt, sở hữu trong ánh mắt đều chảy ra sai lầm vẻ. Chu phó đường chủ, hắn cư nhiên. Oanh! Cái loại này dường như ôn dịch vậy đáng sợ sợ hãi không còn có biện pháp áp chế xuống. Tất cả mọi người cả người run rẩy, hoàn toàn rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Chu phó đường chủ hắn thế nhưng tiên thiên trung kỳ cường giả a. Nhưng bây giờ hắn cư nhiên bị trong nháy mắt khốn trụ. Đợi lại tới thu thập ngươi. Mà ở loại này có thể nói kinh khủng chấn động trong không khí, làm đây hết thảy sáng lập người, đầu sỏ gây nên, Trần Phi lại vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua đã phát động công kích hình thái Tiểu Ly xà kiếm trận, liền không để ý tới nữa. Bởi vì hắn biết rõ, coi như đối phương chính mình cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ mạnh mẽ thực lực, có thể tưởng tượng đánh vỡ hắn cái này áp đáy hòm một trong thủ đoạn Tiểu Ly xà kiếm trận, không hung hăng phí một ít tâm tư, cũng là tuyệt không khả năng thành công. Mà kể từ bây giờ đến đối phương thoát khốn trong khoảng thời gian này, đã cũng đủ hắn làm một ít chuyện. Nghĩ đến đây, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, chậm rãi giơ lên, nhìn ba người kia lúc này chính kinh hãi vô cùng tiên thiên sơ kỳ, một luồng nhàn nhạt sát ý lúc đó chậm rãi chảy ra ngoài. Ba người các ngươi, cùng lên đi. Xanh hổ đại nhân, việc lớn không tốt. Cùng lúc đó, cự ly hổ báo đường đại bản doanh ngoài mười mấy dặm một tòa vách núi thác nước dưới, một vị thân thể thoạt nhìn cực kỳ cầu kiện hữu lực bạch phát lão giả, toàn thân khắp nơi đều là thẹo, thoạt nhìn không gì sánh được dữ tợn, gân xanh gồ lên. Mà làm người khác chú ý nhất là hắn cặp mắt kia, giống như là mù vậy, đóng chặt theo, rất thỉnh thoảng mới có thể thoáng nhìn một ít khàn khàn tròng trắng mắt, rất là thần nhân. Mà hắn lúc này, chính xích lõa theo nửa người trên ngồi xếp bằng ở chạy chồm thác nước phía dưới. Tùy ý trầm trọng vô cùng chạy chồm dòng nước trọng trọng cọ rửa ở trên người của hắn trên. Bất quá nhưng vào lúc này, lại có một đạo run rẩy rõ ràng mang theo hốt hoảng nói lắp thanh từ xa đến gần. Lão giả kia, ngay sau đó chậm rãi chắc một chút đầu. Chuyện gì, ánh mắt hắn vẫn là đóng chặt theo, thanh âm lại truyền đi rất xa, thản nhiên nói. Xanh hổ đại nhân, việc lớn không tốt, có người chạy tới chúng ta đại bản doanh nháo sự. Vương hộ pháp bị hắn giết đi, Khang hộ pháp hiện tại cũng đã trọng thương. Chu phó đường chủ cũng ở đó, thế nhưng, hắn nhưng thật giống như không phải là địch tới đánh đối thủ. Vì vậy chu phó đường chủ nhượng hắn qua đây thỉnh ngài đi qua. Đưa tin người hét lớn. Bị giết, nghe vậy tóc hoa dâm lão giả nhẹ di một tiếng, sau đó nghe được chu dã đều lại còn không là đối phương địch thủ, rõ ràng ngây ra một lúc, chợt chỉ thấy hắn mặt không thay đổi từ chạy chồm không thôi thác nước đáy đứng lên. Ly khai thác nước cọ rửa phạm vi. Bá! Chỉ thấy kỳ sau đó tiện tay đem nhất kiện trường bào khoác lên người, như cầu long vậy hữu lực thân thể lúc này mới rõ ràng xuất hiện ở trong tầm nhìn. Thật là cao a, cái này, ít nhất cũng có hơn 2 thước a. Phía trước dẫn đường, ngay sau đó hắn nhàn nhạt già nua tiếng vang lên. Cùng lúc đó, hổ báo đường ở chỗ sâu trong. Vóc người khô lão thấp bé thân ảnh đang ở một gian trong mật thất lẳng lặng đảo cổ một ít chai lọ lọ. Có thể nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có một người thần sắc hốt hoảng xông vào, sau đó phù phù một tiếng liền quỳ đến rồi trên mặt đất, thần sắc có vẻ không gì sánh được hoảng loạn nói đường chủ, là tôn đại nhân, không xong. Có người đến chúng ta hổ báo đường nháo sự. Nguyên lai vóc người này khô lão thấp bé thân ảnh, không là người khác. Lại chính là trong chốn giang hồ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, hung danh hiển hách, thậm chí còn bị quan lên phát rồ loại đáng sợ này tân trang từ, trình độ nguy hiểm cực cao, hổ báo đường người sáng lập, cũng là hiện tại đường chủ La Tôn. Đây là một cái run run lão nhân, trên đầu như cỏ dại vậy tóc cũng không vượt lên trước 10 cây, hy thưa thất sơ, vẻ mặt nếp nhăn chồng chất. Hắn thực sự đã rất già yếu, thật giống như sắp bước vào quan tài bản vậy, thế nhưng... Hắn thân thể chảy xuôi huyết khí cùng sinh mệnh lực, lại nồng nặc có chút quỷ dị, thậm chí dọa người. Nháo sự. La Tôn hơi dừng lại một chút, động tác trong tay chậm lại, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương già nua như vỏ cây vậy nếp uốn bù đắp nét mặt già nua, cực kỳ sấm nhân, cũng cực kỳ âm trầm. Hắn thản nhiên nói chuyện gì xảy ra, từ từ nói.
Chu Dã bọn họ đâu? Vâng, đường chủ. Đưa tin người hoàn toàn không dám cùng La Tôn cặp kia đáng sợ mắt đối diện, cúi đầu, đem phát sinh ở chuyện bên ngoài ngắn gọn nhanh chóng nói một lần. Nghe được sau, La Tôn âm lãnh con người hơi lóe lóe, chợt cầm trong tay trang bị quỷ dị chất lỏng màu đen thủy tinh đồ đựng dụng cụ thả lại tại chỗ, thản nhiên nói được rồi, ta đã biết. Theo sát mà chỉ thấy hắn làm một cái phất tay tư thế. Nhất thời đưa tin người không chút do dự nói vâng, sau đó chỉ thấy người nọ thật nhanh thối lui ra khỏi mật thất, giống như là rất sợ vậy, hoàn toàn không dám có chút quá nhiều dừng lại. Rất sợ nhìn thấy không nên nhìn thấy, rước họa vào thân. Kiệt kiệt, là vừa mới đạo năng lượng ba động đi. Không nghĩ tới tại đây thế tục nội lại còn có như vậy có thể thấy qua mắt linh khí ba động, có chút ý tứ, cũng không biết có phải hay không là những tên kia ni. Ngay tại lúc đưa tin người rời đi sau không lâu sau, mật thất đại môn đột nhiên không hề hiện tượng đóng chặt mà lên, ngay sau đó, một đạo âm xâm xâm bóng đen xuất hiện ở góc tối, hoàn toàn thấy không rõ lắm thân hình cái gì dung mạo, duy có một đạo tiếng cười quái dị truyền ra. Linh khí ba động, ý của ngươi là, tiểu tử kia là một luyện khí sĩ. Nghe vậy La Tôn lạnh lùng nói. Nếu không ngươi cho là ni, La Hộ Pháp, lẽ nào ngươi thật cho rằng, tại đây trong thế tục, có thể có mới hơn 20 tuổi giống như cái này kiệt xuất cổ vũ giả, thanh niên nhân. Chớ đêm này người hạ đẳng nghĩ thật lợi hại, kiệt kiệt. Ha ha ha, tiếng cười quái dị vang lên lần nữa. Nghe vậy La Tôn nhíu nhíu mày mi, sau đó khàn khàn già nua con ngươi lướt qua một tia hung quang. Có thể ngay sau đó tiếng cười quái dị lại lần vang lên thế nào, La Hộ Pháp, người đối với ta bất mãn sao? Hiển nhiên, La Tôn trong con ngươi chợt lóe lên hung quang, là bị hắn phát hiện. La Hộ Pháp, La Tôn, ta nghĩ ngươi được làm rõ ràng một vấn đề, ta Hắc Ma Điện năm đó có thể để cho ngươi từ một cái gì đều không phải là tiểu quỷ, đến bây giờ có được thực lực như vậy cùng thân phận. Đây hết thảy đều là chúng ta Hắc Ma Điện ban tặng đưa cho ngươi, ngươi hiểu chưa? Kiệt kiệt, từ trong bóng tối truyền ra một trận âm lệ tiếng cười. Không dám, trăm quỷ trưởng lão, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Nghe vậy La Tôn mạnh đổi sắc mặt, sau cùng thấp giọng nói. Hiểu lầm sao, hiểu lầm vậy hiểu lầm đi. Bất quá La Hộ Pháp, ta còn muốn nhắc nhở một câu, ngươi bây giờ làm cái này thực nghiệm, kỳ kết quả nghiên cứu, thế nhưng bên kia rất nhiều đại nhân vật đều kiển chân ngóng trông, chờ muốn. Vì vậy ta khuyên ngươi tốt nhất còn là thêm mau một chút tiến độ, dù sao bên kia hơi lớn nhân vật, thế nhưng kiên trì thật không tốt. Nói đến đây, trong bóng tối thân ảnh hơi dừng lại một chút, lại kiệt kiệt nở nụ cười đến mức bên ngoài tên kia, tuy rằng không biết địa vị thế nào, bất quá lường trước cũng hẳn không phải là lai lịch gì kinh người tên đi, nếu không, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý cùng nhiều như vậy ma đạo đại nhân vật chống lại. Chỉ là ngươi còn là nhiều chú ý một điểm, cũng lật thuyền trong mương. Đa tạ trăm quỷ trưởng lão nhắc nhở, chuyện này, ta muốn biết nên xử lý như thế nào. Nghe vậy La Tôn già nua con ngươi mạnh lóe lóe, chậm rãi nói. Biết là tốt rồi, tiếp tục đi. Phải biết rằng ngươi cái này thực nghiệm kết quả cầm không được, ta cũng không thể quay về a. Từ góc tối hiện ra một trận bất đắc dĩ thanh âm, sau cùng thân ảnh kia trở nên từ từ hư vô lên. Một lát sau, liền tiêu thất vô tung. Mà đang nhìn dần dần tiêu thất trong bóng đêm thân ảnh, La Tôn già yếu ra mặt hung hăng run lên, lệ khí hiện hiện. Có thể cuối cùng vẫn lắc đầu biến mất hầu như không còn. Theo chỉ thấy hắn cầm lấy mật thất một trận điện thoại. Ta bên này bề bộn nhiều việc, nhượng Thanh Hổ đi đem tiểu tử kia cho làm thịt. Hắn hướng về phía bên đầu điện thoại kia thản nhiên nói. Vâng, La Tôn đại nhân. Cùng lúc đó, hổ báo đường đại bản doanh trong chiến trường tâm, vô luận là hắc cánh tay bá đao khang chu máu, hay hoặc là một vị khác tiên thiên sơ kỳ, lúc này đều là cả người là máu. Vết thương khắp nơi, thậm chí vẻ mặt sợ hãi cùng run rẩy nhìn Trần Phi. Về phần tại sao chỉ còn lại có hai người bọn họ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một cái khác yếu nhất tên kia, đã bị Trần Phi một kiếm xuyên thấu trái tim, cũng nữa không bò dậy nổi. Cái này hắn mà đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật. Đúng vậy, vì sao biết có loại này tên đến chúng ta hổ báo đường đại bản doanh nháo sự. Thanh Hổ đại nhân đâu? La Tôn đại nhân đâu? Này hổ báo đường thành viên đều khó có thể tin, không gì sánh được sợ hãi nhìn thấy một màn này. Vắng vẻ tới cực điểm, rồi lại nhịn không được che miệng, bóp cổ, ngơ ngác nỉ non. Bởi vì, này chân thực quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ.
Người có thể tưởng tượng bọn họ Hổ Báo Đường đại bản doanh năm đại hộ pháp cường giả thứ tư, cộng thêm thậm chí ngay cả Chu Dã Chu phó đường chủ đều tự mình xuất động, lại cư nhiên, lại còn là địch bất quá đối phương vẻn vẹn chỉ có một người. Chính mình tiên thiên trung kỳ tu vi thực lực Chu Dã Chu phó đường chủ bị nhốt ở quỷ dị kia trong trận pháp, còn lại bốn vị tiên thiên sơ kỳ hộ pháp cường giả, đủ đã chết hai người, còn lại hai người cũng còn bị thương nặng. Cái này, thậm chí không chỉ là này Hổ Báo Đường đại bản doanh các thành viên, ngay cả cách đó không xa Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này sợ nhảy dựng lên. Lại sau đó, bọn họ nhìn không được sợ hãi ánh mắt nhìn trong chiến trường ương, tự thủy chí trung sắc mặt đều lạnh lùng bình thản, thậm chí đến bây giờ cũng còn khí thô đều còn không có xuyễn trên một ngụm Trần Phi, thấy lạnh cả người, dần dần bao phủ thân thể của bọn họ. Đến lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu tiểu tử này. Mẹ, đánh lâu như vậy, thậm chí đều liên địch nhân đều làm thịt hai cái, thế nhưng, hắn lại cư nhiên đại khí cũng không xuyễn. Tiểu tử này thực lực bây giờ đến tột cùng đạt tới trình độ nào a? Nghĩ đến đây, mặc dù là biết mình cùng tiểu tử kia thị sử ở đồng nhất trận doanh, bọn họ cũng không nhịn được cái trán cùng với gáy cũng hơi có chút mồ hôi lạnh tràn ra. Không kiềm hãm được liếc nhau. Thậm chí đối phương trong mắt phân bất khả tư nghị cùng sợ hãi, đều rõ ràng có thể thấy được. Tựa hồ bọn họ trước đối với tiểu tử này thực lực phán đoán, hiện tại cũng còn được đi lên nữa bay lên một cái bậc thang A. Một bên, chỉ có Minh Đạo Xuyên Minh Bá một mình hắn sắc mặt không rõ ràng biến hóa. Bởi vì loại trình độ này với hắn mà nói, không coi vào đâu. Chỉ là, trong mắt hắn mơ hồ tiết lộ ra kinh nghi cùng tự hào, cũng hay là từ mặt bên phản ánh ra tâm tình của hắn lúc này. Kỳ thực cũng không giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tiểu tạp toái, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mà đang ở cái này chiến trường lặng ngắt như tờ lúc, đột nhiên có một đạo nổi giận, dữ tợn tiếng gầm gừ, mang theo nồng nặc sát ý, từ cả người là máu hắc cánh tay bá đao khang chu miệng máu trong hô lên. Chỉ thấy Kỳ hai mắt đỏ như máu, không gì sánh được vặn vẹo, dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ. Cái này tiểu tạp toái. Tiểu xúc sinh cư nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy, ác như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian lại giết bọn họ một người. Hơn nữa chuyện trọng yếu nhất, nhóm người mình hiện tại cũng trở thành mục tiêu của hắn. Tựu như cùng mèo làm trò con chuột vậy, đây quả thực quá sỉ nhục cùng làm hắn sợ hãi. Hắn không biết sau chết sẽ là ai, cũng chính là loại áp lực này, làm hắn khiêng không được, nhanh muốn nổi điên. Oanh! Như vậy ở vào cực độ sợ hãi cùng nghĩ cảm thấy thẹn tan vỡ trạng thái tinh thần dưới, hắc cánh tay bá đao khang chu máu tựa hồ thực sự khiêng không được, mạnh mẽ xuất thủ, khiêng đã có một ít khanh khanh oa oa cuồng đao, một cổ kinh khủng bá đạo khí tức từ trong cơ thể hắn mang tất cả, làm cho chân khí bám vào đao phong kia trên, hung hăng chém chém ra, giữ tợn giận giữ hét. Bá đao quyết thức thứ tư, hủy thiên diệt địa. Nhất thời liền nhìn thấy kinh khủng kia đao khí cùng đao thế điên cuồng cuốn ra. Dường như nghịch lưu vậy hung hăng đấu đá xuống tới, chém về phía Trần Phi đầu. Cái loại này đưa tử địa sau đó sinh cường liệt uy thế, thậm chí khiến nguyên bản đều đã tuyệt vọng cùng chết lặng Hổ Báo Đường thành viên, giật nảy mình, sau đó tình không điều khiển tự động gắt gao nhìn chằm chằm một đao này. Tựa hồ muốn nhìn một chút nó, cứu có thể tạo thành dạng gì hậu quả. Là hy vọng, còn là, tiếp tục tuyệt vọng. Xích diễm, đen. Đã có thể lúc này. Đứng ở tại chỗ Trần Phi lại đột nhiên động. Chỉ thấy ngón tay của hắn dường như hồ điệp vậy, hoa cả mắt thần tốc ở trước ngực kết ấn, sau đó liền có một luồng sợi nóng rực diễm quang cùng với nóng lực lượng bỗng mọc lên, sau đó đông đảo ánh mắt đó là nhìn thấy, theo diễm quang ở giữa không trung hội tụ. Một ngọn đèn quỷ dị hừng hực thiêu đốt phiêm đèn, đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt, lại lần nữa thành hình xuất hiện. Mà khi xích diễm đèn lại xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người thời gian, cơ hồ là ở đây mỗi người, cũng không nhịn được vô ý thức sắc mặt hoảng sợ lui về phía sau. Bởi vì, cái loại này cảm giác áp bách cùng uy áp chân thực quá kinh khủng, sợ rằng đến khó có thể tin. Không, làm sao có thể. Mà ở cảm thụ được xích diễm đèn khủng bố uy áp, vô luận là một vị khác còn sống tiên thiên sơ kỳ, hay là đã có một ít tinh thần hỏng mất hắc cánh tay bá đao khang chu máu, lúc này sắc mặt đều trở nên cực vi khó coi lên. Hơn nữa tại bọn hắn nhãn thần ở chỗ sâu trong, còn chảy xuôi căn bản áp chế không được run cùng sợ hãi. Bởi vì từ xoay quanh ở giữa không trung quỷ dị viêm đèn trên, bọn họ đều cảm thấy một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ trước giao thủ tuy rằng thảm liệt,
nhưng cũng ngay tức khắc mất mạng. Nhưng lúc này đây, bọn họ lại rất rõ ràng mình nếu là bị vật kia đập trúng, bên kia khẳng định không có những đường ra khác, mà là một con đường chết. Ta nghĩ ta trước tựu đã nói qua, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ. Bất quá, nếu ngươi muốn đi tìm cái chết nói, ta đây tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn các ngươi loại nguyện vọng này. Trần Phi nhãn thần băng hàn nhìn chằm chằm hai người kia, sau đó chỉ thấy ngón tay hắn bóp một cái, không tốt do dự liền xuất thủ. Chỉ thấy thiêu đốt hừng hực liệt diễm xích diễm đèn, dường như lưu tinh vẫn thạch vậy, hung hăng rơi, trong nháy mắt kế tiếp, liền hướng hắc cánh tay bá đao khang chu máu đỉnh đầu đáp xuống. Đối mặt với như vậy uy thế kinh khủng, hắc cánh tay bá đao khang chu máu tự nhiên sắc mặt chợt biến, vặn vẹo tới cực điểm, trong tay cuồng bạo bá đao quyết thức thứ tư hung hăng nghênh đón. Hướng xích diễm đèn chém tới. Mà tự sau đó một khắc, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể của bọn họ cứng một chút, sau đó liền có một mắt thường không thấy được đáng sợ sóng xung kích, dường như đạn pháo vậy, điên cuồng bẻ gãy nghiền nát đấu đá lên. Nhất thời lực lượng khổng lồ đem chiến đấu chỗ khu vực hoàn toàn bao phủ, một mảnh bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng này lúc, cách đó không xa Minh Đạo Xuyên Minh Bá lại đột nhiên như là cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn phía đã bị yên vụ bao phủ trong chiến trường ương. Trong mắt của hắn trong tựa hồ toát ra lau một cái nhàn nhạt vẻ kinh dị. Đang nhìn trong chiến trường ương, từ lúc xích diễm đèn cùng bá đao quyết thức thứ tư đổ vào đụng vào nhau thời gian, kỳ đáng sợ sóng xung kích trong liền có một đạo chật vật không chịu nổi, cả người là máu thân ảnh trốn thoát. Hắn không là người khác, chính là cuối cùng còn sống cái kia tiên thiên sơ kỳ. Cũng may là vừa rồi Trần Phi mục tiêu cũng không phải hắn, mà là hắc cánh tay bá đao khang chu máu. Lại tăng thêm trước hắn đứng thân khu vực cự bạo tạc phạm vi không gần. Vì vậy, mới có thể chạy thoát. Thế nhưng, cuối cùng còn sống cái kia tiên thiên sơ kỳ đột nhiên trên mặt cùng trong con ngươi đều lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ, run rẩy hướng trong chiến trường ương xích diễm đèn khu vực nổ nhìn lại. Có thể ngay sau đó, hắn lại đầu tiên là mạnh ngẩn người, sau đó dữ tợn, mang máu gương mặt lại theo hiện ra vẻ mừng như điên, vô cùng kích động nói Thanh Hổ Đại Nhân. Thanh Hổ Đại Nhân. Hầu như ở đây mọi người hổ báo đường thành viên nghe vậy đều sững sờ một chút, sau đó mạnh nghiêng đầu qua, ánh mắt xẹt qua chiến trường. Chỉ thấy tại nơi yên vụ liệu lượn quanh đống hỗn độn bên trong khu vực, cả người là máu hắc cánh tay bá đao khang chu máu nửa quỳ té trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển. Mà ở trước mặt hắn, tắc có một vị tối thiểu hai thước cao bưu hãn lão giả, tóc hoa râm, nhắm chặt hai mắt, mắt phương hướng không hề chớp mắt nhìn lúc này chẳng biết lúc nào. Sắc mặt đã có một ít ngưng trọng Trần Phi trên mặt, có một tên là sát khí gì đó, ở bắt đầu khởi động. Lão gia hỏa này, Trần Phi nhìn người nọ không khỏi mâu quang lóe ra nói. Thanh Hổ! Thanh Hổ! Cùng lúc đó, cách đó không xa Nguyễn Kinh, Diêm La, thậm chí Minh Đạo Xuyên Minh Bá, ở nhìn thấy hơn hai thước cao bưu hãn lão giả đột nhiên xuất hiện lúc, đều nhất tề nhìn không được biến sắc. Bởi vì, này tên thật không đơn giản. Mà là trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Cỗ máy giết người. Hổ báo đường Thanh Hổ, là hổ báo đường nội bộ hai đại cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả một trong. Thực lực của hắn rất khủng bố, càng ở chu giã trên, thậm chí đã đạt đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh phong trình độ. Chết ở trong tay hắn tiên thiên trung kỳ cường giả, ít nhất, có hai cái, vì vậy ngay cả Minh Đạo Xuyên đều vì sự xuất hiện của hắn, hơi biến sắc mặt thay đổi, thấy rất mạnh. Xanh, Thanh Hổ Đại Nhân, làm thịt hắn, làm thịt cái kia tiểu xúc sinh, tiểu tạp toái. Mà nhưng vào lúc này, rốt cục chống được viện quân đã tới. Bản thân bị trọng thương hắc cánh tay bá đao khang chu máu dữ tợn gầm hét lên. Hanh, đã có thể sau đó một khắc, đáp lại hắn cũng một đạo nhàn nhạt hừ lạnh, cùng với. Xích lõa khỏa thân trào phúng, Thanh Hổ từ từ nhắm hai mắt chậm rãi nói vài cái phế vật, cũng chỉ có một người. Cư nhiên cũng có thể cho các ngươi như vậy chật vật. Thực sự là đem chúng ta hổ báo đường mặt, cho mất hết. Không phải là, Thanh Hổ Đại Nhân ngươi nghe ta giải thích, tiểu tử kia hắn, quá. Nghe vậy, cả người là máu hắc cánh tay bá đao khang chu máu biến sắc, muốn giải thích. Câm miệng. Có thể đáp lại hắn nhưng vẫn là Thanh Hổ lãnh đạm quát thanh âm. Sau một khắc, chỉ thấy Thanh Hổ lạnh lùng hai mắt, dường như sơn gian đi săn dã hùng vậy. Đầu tiên là tàn nhẫn vô tình quét một vòng vẫn còn đem chu giã tha trụ tiểu ly xà kiếm trận, ngay sau đó lại lạnh lùng quét Trần Phi trên mặt, lau một cái lạnh lạnh sát ý di động hiện tại hắn thô cuồng gương mặt. Hắn chậm rãi nói tiểu tử,
người nghĩ lại theo ta động thủ, người vẫn có thể nhất tâm nhị dụng. Nghe vậy mọi người tại đây có chút gây rối. Thanh Hổ đại nhân, thủ tiêu hắn, muốn cho biết chúng ta Hổ báo đường lợi hại. Không sai, Thanh Hổ đại nhân, làm thịt hắn. Nhất thời này Hổ báo đường thành viên lại vô cùng kích động, diễu võ dương oai tiếng động lớn nháo lên. Hiển nhiên ở trong mắt bọn hắn, Trần Phi coi như cường thịnh trở lại, lại tại sao có thể là bọn họ Hổ báo đường công nhận đệ nhị cường giả, Thanh Hổ đại nhân địch thủ. Tại bọn hắn xem ra đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đến 1% tỷ lệ cũng không có. Vì vậy Thanh Hổ đại nhân khẳng định có thể đem tiểu tạp toái cho làm thịt, tốt cho hắn biết biết, chúng ta Hổ báo đường hung uy cùng lợi hại. Ừ, mà đang nghe Thanh Hổ nói sau, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người hiện lên một tia tinh mang. Sau đó chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu một cái, giống như là có chút bất đắc dĩ vậy được rồi, ta thừa nhận ngươi nói không sai. Ngay hắn như vậy trong lời nói, chỉ thấy kỳ ngón tay bóp một cái, một đạo ấn quyết đánh ra, cách đó không xa chính đem Chu Dã khốn trụ được tiểu ly xà kiếm trận ầm ầm sập. Nhất thời liền có một nóng rực dư ba lực tản ra, nhấc lên từng đợt làm cho ba động, khiến ra đầu tê dại. Mà nguyên bản ở trong trận pháp một đạo khác âm u chân khí, nhưng bởi vì chợt mất đi mục tiêu công kích, giống như là không khống chế được vậy. Mắt thường có thể thấy được sóng xung kích dưới trong nháy mắt liền tàn sát bừa bãi cuồng bạo. Oanh! Tại nơi kinh người dư ba cùng với chân khí cọ rửa dưới, quanh mình. Ít nhất, đường kính 10 thước cự ly, đều đã thật sâu đổ hõm vào, tại nơi khu vực hình thành một cái hố to, lượn lờ theo gai mũi yên vụ, lưu lại nóng hỏa diễm cùng với âm u chân khí. Tiểu tạp toái, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mà mọi người ở đây nhìn thấy một màn này đều có chút chết lặng cùng vắng vẻ lúc, một đạo thân ảnh chật vật bạo xạ ra, theo sát mà là có một đạo nổi giận tới cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo sát ý điên cuồng, đang lúc mọi người bên tai cùng trong không khí mang tất cả mà mở. Chỉ thấy Chu Dã tư thái chật vật, hai mắt đỏ như máu, trong tay bất ngờ nắm có một thanh súng lục, lấp lánh hàn mang. Kỳ toàn thân hồn trầm trầm chân khí càng như chính mình thực chất cảm vậy, thả ra một loại thật giống như bị độc xà để mắt tới. Sấm nhân trí cực hít thở không thông. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới. Trần Phi tiểu tử này cư nhiên có thể ở như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới, như vậy bày hắn một đạo. Đưa hắn khốn nhập cổ quái trong trận pháp, nhưng hắn ở nhiều người như vậy, hơn nữa còn là bọn họ Hổ báo đường tổ chức thành viên trước mặt mất mặt. Mất hết bộ mặt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, há có thể không giận. Chỉ là ngẫm lại, hắn Chu Dã liền không nhịn được nổi trận lôi đình. Chết cho ta. Nổi giận dưới Chu Dã hầu như đã hoàn toàn áp chế không phải là nội tâm sát ý, trực tiếp mạnh mẽ xuất thủ, còng xuống thân thể một khung cùng nhau, liền như hắc sắc thiểm điện vậy cực lược đi ra ngoài, trong tay kỳ môn binh khí súng lục hoành lược ra sấm nhân ánh sáng lạnh, mũi thương thẳng tắp hướng phía sừng sững ở tại chỗ bất động Trần Phi đâm tới. Phanh! Bất quá, Chu Dã cực lược đi ra ngoài như hắc sắc thiểm điện vậy thân ảnh cùng với đen nhánh kia súng lục vừa mới vừa đâm ra, liền có một nóng rực. Nóng lực lượng đột ngột hiển hiện, hóa thành một thanh viêm kiếm quét ngang xuống tới, trực tiếp là đem trên đường đỡ. Mà người xuất thủ kia không là người khác, chính là vẻ mặt khóe miệng vi câu Trần Phi. Trong con người theo sát mà nhảy động ra lau một cái lạnh lạnh sát khí. Xem ra ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể đánh ta. Chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nhìn chằm chằm Chu Dã, thanh âm có chút cực sợ nói. Nhất thời liền có một đáng sợ khí tức cùng với nóng diễm quang từ trong cơ thể hắn một luồng chảy ra đến, hơi thở kia mạnh mẽ trình độ, cùng với nhiệt độ kia cao dọa người rậm rạp xích sắc diễm quang, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng đủ để cho ra đầu tê dại. Thậm chí ngay cả Thanh Hổ cũng hơi sắc mặt thay đổi. Hiển nhiên trước hắn cũng thật không ngờ, Trần Phi lại chính mình thực lực như vậy. Ngươi, mà ở nghe nói như thế, Chu Dã nguyên bản tự cực kỳ vẻ lo lắng cùng xấu xí thần sắc. Lúc này đều thay đổi quá mức. Thân là một gã đường đường tiên thiên trung kỳ cường giả, hắn hiện tại lại cư nhiên bị Trần Phi như vậy một cái hơn 20 tuổi tiểu tạp toái, như vậy chỉ vào mũi trào phúng, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Quả thực chính là không gì sánh được to lớn nhục nhã. Tốt, 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 ta. Nổi giận dưới, Chu Dã cắn răng, dự tợn thanh âm cuối cùng từ hàm răng trong khe hở ép ra ngoài. Thế mà sẽ chờ hắn lần thứ hai nhìn không được nổi giận dưới, muốn xoát thủ lúc, một đạo lạnh lùng tới cực điểm thanh âm lại đột nhiên khi hắn bên tai vang lên được rồi,
còn ngại không muốn đủ mất mặt sao? Đều bị một cái tiểu thằng nhóc ức hát yêu ta thành như vậy, Chu Dã, người cái này thân tu vi đơn giản là tu đến cẩu trên người. Hiển nhiên, cái này lạnh lùng tới cực điểm chủ nhân của thanh âm, không là người khác, chính là làm người ta run lẩy bẩy hổ báo đường công nhận đệ nhị cường giả. Thanh hổ, có thể hắn lời này lại càng nhiều hơn còn là hướng về phía Chu Dã đi, lãnh sở vô tình ngôn ngữ, căn bản không nể tình, khiến người sau mặt mũi trực tiếp quét rác. Ngươi, thanh hổ, ngươi đã đến rồi, nghe vậy Chu Dã sắc mặt tự nhiên trong nháy mắt bạo giận lên, nghiêng đầu đi, mà khi hắn nhìn rõ ràng nói lần nói người mặt sau, nhưng vẫn là trên mặt thần sắc thoáng cái hơi cứng lại rồi, có chút kiêng kỵ, có chút hắng giọng. Sau cùng hắn vẫn là cắn răng lựa chọn không đi tính toán câu kia vũ nhục, lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác, mặt âm trầm cắn răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên, coi như là hắn Chu Dã, đường đường tiên thiên trung kỳ cường giả. Dưới một người trên vạn người, cũng không dám ở đối phương cỗ máy giết người trước mặt làm càn. Coi như là bị làm nhục, cũng chỉ có thể nín, bởi vì tên kia nếu là sinh khí, là thật có khả năng sẽ bắt hắn cho làm thịt. Ta nếu là không đến, chúng ta hổ báo đường mặt, đã bị các ngươi những này phế vật cho mất hết, hanh. Thanh hổ lại một lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong lúc mơ hồ một khổng lồ khí tức từ trong cơ thể hắn thả ra ra, làm người ta chấn động mạnh một cái, da đầu tê dại, sắp hít thở không thông. Cặp kia lạnh lùng mắt chăm chú nhìn chăm chú vào thanh niên kia, sau đó, thô cuồng gương mặt đột ngột nở nụ cười, một đạo âm trầm vô cùng thanh âm đang lúc mọi người bên tai chợt bạo tiếng vang ha ha ha, thực sự là đáng tiếc a, lúc đầu ta là rất muốn với ngươi đơn độc giao thủ, bất quá, hiện tại hình như không cái cơ hội kia. Cùng nhau động thủ đi, làm thịt tên tiểu tạp chủng này. Lúc nói lời này, hắn trước nhìn lướt qua tiên thiên sơ kỳ Chu Dã, lại đem ánh mắt âm lạnh lược hướng về phía cả người là thương độc thủ bá đạo Khang Chu Máu, cùng với còn sống tiên thiên sơ kỳ. Cử động này sở biểu hiện hàm nghĩa hết sức rõ ràng. Hắn cũng không cho phép bị dối trá cái gì đơn đả độc đấu, có thể vi ẩu, lấy nhiều khi dễ ít người, đây không phải là rất tốt. Kiệt kiệt, được làm vua thua làm giặc, tiểu tử, ta cũng muốn nhìn một chút, hiện tại chúng ta bốn người người liên thủ, người vẫn có thể giống như vừa rồi như vậy uy phong sao. Nghe vậy Chu Dã lập tức âm xâm xâm kiệt kiệt nở nụ cười, hiển nhiên hắn cũng không phải là cổ hủ người, hơn nữa, đây chính là chiến tranh, hôm nay nếu không đem cái này chết tiệt tiểu tạp chủng ở tại chỗ này, tin tức để lộ đi ra ngoài, bọn họ hổ báo đường về sau còn có cái gì hung uy cùng hàng đầu đáng nói. Đều bị giết tới cửa, còn bị kỳ làm thịt hai tiên thiên sơ kỳ, tổn thất thảm trọng, vì vậy cái này hoàn toàn chính là huyết cừu. Ô, tương đương xem ra các ngươi là chuẩn bị. Lấy nhiều khi dễ chúng ta ít, vây giết ta. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi lại mạc danh kỳ diệu có chút kỳ quái cười cười, nói. Người đây coi là sắc lệ nội cha, sợ sao? Ta xem ngươi không phải mới vừa rất uy phong. Lần này ngươi thử lại lần nữa a, nếu là ngươi, có thể đem chúng ta bốn người đều đánh tới, thậm chí giết chết, chúng ta hổ báo đường coi như bị ngươi hủy đi, thì thế nào? Nghe vậy Chu Dã phản phúng, con ngươi âm chắc chắc nhìn về phía Trần Phi. Cười lạnh nói. Bốn người các ngươi người ta quả thực đánh không lại. Bất quá, nếu chỉ có ngươi một người, ngươi có tin ta hay không có thể trực tiếp đạp chó của ngươi đầu, cho ngươi bỏ đều không bỏ dậy nổi. Có thể nghe nói, Trần Phi lại đột nhiên nhãn thần một lệ, cuồng nhưng mà cười ha hả. Đã chết đến nơi cãi lại cứng rắn. Nghe vậy Chu Dã mí mắt vừa kéo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó xem, trong con ngươi tràn đầy hàn mang. Được rồi. Đã có thể lúc này, thanh hổ lại đột nhiên nói đem cắt đứt, một đôi lạnh lùng mà lại già nua con ngươi chẳng đáng quét một vòng Trần Phi mặt, thản nhiên nói đổ xính miệng lưỡi lực mà thôi. Hôm nay, mảnh đất này, liền là của hắn táng thân là lúc cùng nơi táng thân. Nghe thế Trần Phi khẽ ngẩng đầu, quét mắt nhìn hắn một cái, ngoan lệ con ngươi lướt ra ngoài lau một cái nhàn nhạt hàn mang. Nga, phải. Trần Phi hơi nhún vai, trên mặt tự tiếu phi thiếu thần sắc chậm rãi trở nên lãnh đạm lên. Sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra nhìn lướt qua thanh hổ, còn ngươi híp một cái, nói xem ra ngươi rất xác định, chết nhất định là ta lạc. Nếu không ni, nghe vậy thanh hổ thô cuồng già nua khuôn mặt họa xuất lau một cái lạnh lùng cùng nụ cười khinh thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ cái này Trần Phi khuôn mặt, nói lẽ nào ngươi cho là ngươi vẫn có thể đồng thời thông đối phó chúng ta bốn người. Không phải là ta nhìn không thấy ngươi, coi như là ta một người, cũng có thể tùy tùy tiện tiện đem đầu ngươi lấy xuống.
đem tim của ngươi đâm thủng, tin sao? Ngữ khí của hắn tràn đầy châm chọc, ngạo nghễ cùng chẳng đáng, hình như hoàn toàn nhìn không thấy người vậy, cho rằng Trần Phi không thể nào là đối thủ của hắn. Đem đầu của ta vặn xuống tới, đem trái tim của ta đâm thủng. Xin lỗi, chỉ bằng ngươi, ta còn thật không tin. Nghe vậy Trần Phi con ngươi hơi rũ, thản nhiên nói. Thanh Hổ một phơi nắng, cười lạnh nói không tin. Không tin quên đi, ngươi hay là đang tuyệt vọng trong thống khổ chết đi. Hơn nữa, ngươi loại này thấp kém phép khích tướng đối với ta cũng không có bất cứ tác dụng gì, muốn kích ta một người đánh với ngươi. Hiển nhiên hắn tựa hồ cho rằng đây là Trần Phi mưu kế, muốn kích hắn chỉ một người xuất thủ, mà không phải. Đồng thời đối mặt bốn người, như vậy tiểu tử kia căn bản cũng không sẽ có dù cho đinh giờ hy vọng. Đã có thể sau đó một khắc sắc mặt hắn lại thay đổi, hơi có chút cứng ngắc, bởi vì hắn cặp kia lạnh lùng già nua con ngươi đột nhiên bắt được, tiểu tạp trùng, non nớt tuổi nhỏ trên khuôn mặt, đột ngột gian, lại có lau một cái nhàn nhạt trào phúng cùng lạnh lùng thật cao dương lên. Giống như là đang giễu cợt hắn vậy. Lẽ nào tiểu tử này thật còn có cái gì con bài chưa lật? Ngươi thật đã cho ta là ngu ngốc, sẽ ngốc đến một người chạy tới cái này chờ các ngươi vây công ta. Hoặc nói, ngươi cho là, ta lẽ nào cũng sẽ không gọi người. Chỉ thấy Trần Phi Vi hơi ngước đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn đối phương, có chút ngoan lệ, có chút trào phúng. Sau đó, hắn lại đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói rằng. Theo sát mà liền có mấy đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh, từ xa đến gần cấp tốc xuất hiện. Xông vào trong chiến trường ương, tại nơi chợt nhấc lên yên vụ bụi bặm cùng với mọi người ánh mắt cây Eota sợ trong, hiển lộ ra thân ảnh. Oanh! Sau đó mấy đạo mạnh mẽ khí thức kinh người xông lên trời không, mang tất cả tại đây trong chiến trường. T! Cái này! Một màn này, khiến ở đây mọi người nhất là này hổ báo đường thành viên đều sợ ngây người, trên mặt thần sắc kịch biến, sau đó cũng hút lương khí thanh âm liên tiếp. Không nghĩ tới tiểu xúc sinh này lại còn có giúp đỡ, hơn nữa còn là. Nhất thời từng cổ một run sợ cảm giác, từ bọn họ đáy lòng chỗ sâu nhất điên cuồng rung động đi ra, làm bọn hắn một đám hai chân đều nhanh mềm nhũn, thậm chí da đầu cũng đều thiếu chút nữa bỗng vỡ ra. Mà mấy đạo thân ảnh, hiển nhiên không là người khác, mà chính là Vương Đại Sơn, Nguyễn Kinh, Diêm La ba người bọn họ. Lấy ba người bọn họ thực lực. Hai đại tiên thiên sơ kỳ cùng với một đại tiên thiên trung kỳ, hơn nữa bây giờ còn là tột cùng nhất đầy đủ nhất trạng thái, vì vậy, lại có thể không cho người biến sắc giật mình. Dù sao đây chính là hai đại tiên thiên sơ kỳ cường giả cộng thêm một vị khác cường đại hơn tiên thiên trung kỳ A. Như vậy nội tình coi như là phóng nhãn cả tòa lĩnh nam núi lớn, thậm chí phía nam thổ địa, sợ rằng đều có rất ít thế lực có thể lấy ra nữa, nhưng bây giờ. Mà làm ba người bọn họ xuất hiện ở Trần Phi phía sau lúc. Nguyên bản trên mặt còn lộ vẻ vặn vẹo, dữ tợn thậm chí nhuốm máu kiệt cười khang chu máu, còn sống tiên thiên sơ kỳ, thậm chí chu dã, đều sắc mặt trong nháy mắt triệt để thay đổi. Là các ngươi, Diêm La, Nguyễn Kinh, vì sao mấy người các ngươi sẽ tiến tới với nhau, xuất hiện ở đây? Lẽ nào các ngươi đây là muốn hướng chúng ta hổ báo đường tuyên chiến sao? Đừng quên, chúng ta hổ báo đường thế nhưng là tôn đại nhân. Hiển nhiên giữa bọn họ đều là biết nhau. Rất rõ ràng Diêm La đến từ Hương Cảng chợ đêm, đó là một cái hoàn toàn kiêu ngạo cho bọn hắn hổ báo đường quái vật lớn, còn có Nguyễn Kinh, tuy rằng hắn chỉ có tiên thiên sơ kỳ tu vi, có thể phía sau hắn vẫn còn có cái vô cùng to lớn quốc gia đặc quyền bộ môn thiên tổ. Nhưng vì cái gì bọn họ những người này sẽ xuất hiện ở đây, nhưng lại cùng tiểu xúc sinh kia đi ở trên đường? Chẳng lẽ? Vì vậy trong khoảnh khắc, bọn họ sắc mặt đều trở nên cực vi khó coi lên. Thậm chí ngay cả thanh hổ như vậy hổ báo đường đệ nhị cường giả, đều nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hết sức khó coi. Hắn mâu quang gắt gao qua lại ở Diêm La cùng với Nguyễn Kinh hai trên mặt người quét, điềm nhiên nói hai vị, các ngươi bây giờ hành vi, có đúng hay không hẳn là cho chúng ta hổ báo đường. Một lời giải thích. Giải thích, giải thích cái rắm, đừng hắn mà bày loại này thối mặt đến chất vấn lão tử. Chính các ngươi làm cái gì, lẽ nào trong lòng không rõ ràng lắm. Có thể Diêm La lại đột nhiên chửi ầm lên lên nói. Nghe vậy Thanh Hổ hung hăng nhíu nhíu mày, nói Diêm La, người có ý tứ. Có ý tứ, Thanh Hổ, đừng nói cho ta các người đều đã quên, ta, Nguyễn Kinh, còn có Minh Đạo Xuyên. Ba người chúng ta thế nhưng từng từ một bộ phận cửa đi ra. Ba người chúng ta thế nhưng sư huynh đệ,
Mà Diêm La nhưng căn bản không đồng nhất giờ tỏ ra yếu kém, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Hổ, lãnh đạm nói. Minh Đạo, nguyên lai là như vậy, mấy người các ngươi là tới cho lão già kia báo thù. Đáng tiếc a, lão già kia hiện tại cũng nhanh chết đi. Trong La Tôn đại nhân máu đen ma độc, coi như là hắn, cũng đỡ không được, đáng đời, ha ha, ha ha ha. Thanh Hổ trước còn ngẩn người, sau đó lại trực tiếp lạnh lùng cười như điên, vẻ mặt châm chọc. Đến bây giờ hắn mới nhớ tới ba người bọn họ quan hệ giữa. Ba người bọn hắn năm đó đúng là sư huynh đệ a. Chân thực là huynh đệ tình thâm a. Thật cảm động, ha ha, thế mà trên mặt hắn lại hiện ra lau một cái châm chọc. Diêm sư thúc, người giúp ta tha trụ cái kia lão già kia. Nguyễn sư thúc, Vương chủ nhiệm, làm phiền các ngươi lưỡng đem hai cái bị thương nặng tên làm thịt, về phần hắn. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi thanh âm lại đột nhiên vang lên. Chỉ thấy kỳ phảng phất dường như không có việc ấy vậy cho Diêm La ba người đều phân phối nhiệm vụ, sau đó, chỉ thấy hắn hai tròng mắt chậm rãi bên chuyển, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người quét về phía Thanh Hổ, chợt, lau một cái tên là ngoan lệ cùng lành lạnh sát khí, xích lõa khỏa thân phóng thích ra ngoài. Về phần hắn, miệng thúi quá, xem ra không đem đầu hắn vặn xuống tới, là không được. Trần Phi nhìn Thanh Hổ điềm nhiên nói, phải biết rằng Minh Đạo xuyên thế nhưng sư phụ hắn, lại bị đối phương như vậy chửi bới cùng nguyền rủa, hắn làm sao có thể không tức giận. Được rồi, tên kia giao cho ta, ngươi yên tâm, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nghe vậy Diêm La cuối cùng lạnh lùng quét Thanh Hổ liếc mắt, sau đó đem ánh mắt của mình rơi vào cách đó không xa hơi biến sắc mặt Chu Dã trên người. Bọn họ coi như là quen biết đã lâu, tự nhiên rất rõ ràng. Của người nào thực lực càng mạnh, của người nào thực lực yếu hơn. Đi, hai vị này tự giao cho chúng ta, đều trọng thương thành như vậy, xem ra hai người các ngươi hôm nay là thực sự trốn không thoát. Nghe vậy Nguyễn Kinh cũng gật đầu cười, đem con người quét về phía Khang Chu máu hai người. Trần Tổng huấn luyện viên ngươi yên tâm đi, hai người này, tự giao cho ta cùng Nguyễn Lão Tiên Sinh tới thu thập. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Hướng Nguyễn Kinh ngắm tới hỏi Nguyễn Lão Tiên Sinh, hai người bọn họ, người muốn cái nào? Tùy tiện đi, là hắn, nghe vậy Nguyễn Kinh khẽ mỉm cười một cái, tiện tay một ngón tay, chỉ phương hướng cùng người chính là hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu. Mà còn lại còn sống tiên thiên sơ kỳ, tự nhiên về Vương Đại Sơn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đáng chết. Mà ở nhìn thấy một màn này, Khang Chu máu thậm chí Chu Dã đám người răng đều thiếu chút nữa cắn nát. Không nghĩ tới bản thân cư nhiên sẽ có một ngày như vậy, bị người dường như xúc sinh vậy tùy ý chỉ vào chọn, muốn giết rơi bọn họ. Có thể bọn hắn bây giờ lại không thể làm gì, thậm chí trong lòng phát khổ. Bởi vì mặc dù bây giờ bọn họ thoạt nhìn song phương đều có bốn người, thế lực ngang nhau. Thế mà, ngoại trừ Thanh Hổ ở ngoài, vô luận là hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu, hay là còn sống tiên thiên sơ kỳ, đều đã bị Trần Phi trước đánh thành trọng thương. Thậm chí ngay cả chính mình tiên thiên trung kỳ thực lực Chu Dã hiện tại cũng không ở trạng thái tột cùng. Chớ nói chi là thực lực của hắn, vốn là còn không có Diêm La lợi hại. Như vậy, nếu quả như thật hỗn chiến lên, bọn họ tất nhiên phải bị thua thiệt. Xem ra chúng ta còn phải đơn đấu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lạnh lùng thanh âm lại vang lên lần nữa, theo sát mà, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chết nhìn chằm chằm Thanh Hổ. Trải lộ ra một tia nhàn nhạt sát khí, chậm rãi nói bất quá, xem ra bọn họ trên đường cũng sẽ không tịch mịch. Bởi vì, ta sẽ nhường ngươi lên đường đi bồi bọn họ. Oanh! U long! Nhất thời có một khiến người ra đầu tê dại khí thế mang tất cả ra, đầy rẫy ở trong chiến trường ương. Hầu như sở hữu hổ báo đường thành viên đều mục trừng khẩu ngốc nhìn Trần Phi, không nghĩ tới tiểu tử kia đều đã đánh lâu như vậy, tiêu hao nhiều như vậy, hiện tại lại còn dám như vậy càn rỡ khiêu chiến bọn họ hổ báo đường đệ nhị cường giả Thanh Hổ đại nhân. Tiểu tử này điên rồi sao? Không ít người đều ở trong lòng châm chọc cùng cười nhạt, chớ nói hắn hiện tại loại trạng thái này, coi như là đỉnh thời kỳ, thì thế nào? Hắn căn bản không thể nào là Thanh Hổ đại đối thủ của người. Nhưng ngay khi những người này trong lòng đúng Trần Phi loại này không biết tự lượng sức mình cử động trào phúng, châm biếm lúc, Trần Phi bên kia cũng đã động thủ. Vèo một tiếng, chỉ thấy kỳ cả cỗ thân thể như là nhanh như tia chớp bỗng bạo lược ra, trong tay không biết khi nào đã nhiều hơn một thanh hừng hực thiêu đốt viêm kiếm, hướng về chừng hơn hai thước lớn Thanh Hổ đó là một kiếm chặt bỏ đi,
nóng diễm quang lưu chuyển khắp giữa không trung. Ngu xuẩn tiểu tử. Thế mà Thanh Hổ lạnh lùng nhãn thần nhìn phóng nhanh tới Trần Phi và một kiếm kia, lại bỗng nhiên kỳ thô cuồng trên mặt toát ra lành lạnh cười nhạt, căn bản không có né tránh. Theo sát mà, chỉ thấy kỳ ngoắc tay, cư nhiên lại có một thanh xám xịt thanh đồng cổ kiếm quỷ dị, thật nhanh từ y phục kia nội lược ra, ra hiện ở trong tay hắn, sau đó hung hăng hướng về phía trước đâm đi ra ngoài. Thương! Nhất thời phảng phất là kim loại dao kích tua nhỏ thanh cực kỳ khiến người da đầu tê dại truyền ra. Mọi người sợ hãi nhìn trong chiến trường ương, Trần Phi cầm trong tay viêm kiếm, cả người cơ thể, gân xanh buộc chặt cùng Thanh Hổ trong tay thanh đồng cổ kiếm giằng co. Sau đó chỉ thấy kỳ đột nhiên thân thể hơi nghiêng, về phía sau rút lui ra. Ít nhất, 5-6 mét, nhìn Thanh Hổ trong tay dỉ xét loang lổ thanh đồng cổ kiếm híp mắt nói pháp khí. Chết cho ta! Có thể đáp lại hắn cũng Thanh Hổ lạnh lùng và lại còn thanh âm khàn khàn. Thân thể cao lớn cầm cổ kiếm hùng hổ đánh tới. Cổ kiếm mũi nhọn trên, bất ngờ còn có một từng sợi chìm hồn cực kỳ hôn ám khí lưu quanh quẩn ở giữa, giống như là trong đó cất giấu cái gì dương nanh múa vuốt, khiến người da đầu tê dại lệ quỷ vậy, làm cho không kiềm hãm được bắt đầu hít thở không thông. Trầm muộn thanh âm vang lên, mắt thường có thể thấy được sóng gợn tự thanh đồng cổ kiếm truyền lại đến Thanh Hổ trên người, sau đó, phàm là dưới chân hắn lại tiếp xúc được đại địa, chu vi 50 cm cự ly nội trực tiếp băng liệt. Cũng liền nhất kiện hạ phẩm pháp khí mà thôi, ngươi không phải là thật cho rằng loại vật này là có thể còn hơn ta đi. Có thể thấy tình cảnh này Trần Phi nhưng chỉ là cười nhạt, sau đó, trong tay hắn viêm kiếm chợt run lên, một cổ cường đại, cực nóng khí tức mang tất cả ra, khiến kỳ biến được to lớn hơn cùng cuộn trào mãnh liệt lên. Diễm quang nhảy lên 2-3 thước cao. Thương thương thương. Nhất thời song phương bắt đầu làm người ta nhiệt huyết căng phồng chiến đấu, kiếm cùng kiếm trong lúc đó giao kích. Đồng phát ra leng keng hữu lực thanh âm. Thế mà quấn ở thanh đồng cổ kiếm phía trên lệ quỷ khí, lại dĩ nhiên chậm rãi có chút bị Trần Phi tam dương chân hỏa kiếm khí, cho hòa tan. Đáng chết, làm sao sẽ? Thấy thế Thanh Hổ sắc mặt mạnh đổi, không nghĩ tới ngay cả thanh đồng cổ kiếm loại này hạ phẩm pháp khí, đều không làm gì được đối phương. Phải biết rằng đây chính là luyện khí sĩ vũ khí A. Người thường căn bản đỡ không được. Sự thực tựu đặt ở trước mắt. Hơn nữa, hạ phẩm pháp khí, không chỉ có là chỉ có ngươi có. Trầm thấp tiếng vang lên, sau đó chỉ thấy Trần Phi bên kia trong tay xuất hiện chìm hồn quang mang lóe lên, theo sát mà thì có một thanh lớn chừng bàn tay cái gương nhỏ xuất hiện ở hắn trong tay. Rất hiển nhiên cái này lớn chừng bàn tay cái gương nhỏ không phải là cái gì khác, đúng là hắn trước tốn hao đại giới mới làm ra hạ phẩm pháp khí huyền thạch kính. Mặc dù là cùng trong tay đối phương thanh đồng cổ kiếm so với, cũng không khoe khoang nhiều. Định, vì vậy theo sát mà chỉ thấy Trần Phi kiệt ngạo cười lạnh cười, đem vật cầm trong tay gương đồng tung. Nhất thời gương đồng liền quỷ dị huyền phù ở giữa không trung, một luồng sợi thổ hoàng sắc tia sáng như tinh giờ vậy tràn ngập đi ra, lại trong phút chốc tạo thành 7-8 đạo rất nặng khí lưu, nhộn nhạo ô quang, sau đó mãnh liệt hướng phía vẻ mặt chấn động Thanh Hổ cọ rửa đi, rất là kinh người. Nhất thời giữa không trung bao phủ ra rất nặng quang thải, chói tai thanh một mảnh. Phốc suy. Phốc suy, phốc suy, hiu hiu hiu. Đáng chết, vì sao ngươi có thể có được loại vật này? Rất hiển nhiên Thanh Hổ thế nào cũng không nghĩ ra, Trần Phi cư nhiên cùng hắn, chính mình pháp khí. Bất quá giờ này khắc này rất hiển nhiên đã không thời gian cho hắn cân nhắc những thứ này, vì vậy theo sát mà chỉ thấy kỳ luống cuống tay chân ném ra thanh đồng cổ kiếm, người sau ở giữa không trung run lên, chợt một tảng lớn màu xám đen lệ quỷ khí liền phiêu nổi lên, hình thành 4-5 con dữ tợn. Sấm nhân ác quỷ, hướng rất nặng khí lưu lướt đi. Chỉ thấy 7-8 đạo rất nặng dày nặng ô quang cùng thanh đồng cổ kiếm hóa thành ác quỷ đánh nhau, nhất thời giữa không trung liền mê man mây đen mang tất cả, che giấu, sau đó lại từ trong bạo phát ra nặng nề rồi lại làm người ta hàm răng mệt mỏi tan dã thanh, cùng với ác quỷ hung thần ác sát tiếng rít thanh âm, nhưng ở đây đông đảo hổ báo đường thành viên cũng không nhịn được ra đầu bỗng nổ tung. Khó có thể tin nhìn một màn này. Bởi vì loại trình độ này chiến đấu, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ thế giới quan. Oanh, 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 u long, u long. Như vậy lớn như vậy chiến lại lần nữa nhấc lên, khủng bố quỷ dị ác quỷ tiếng rít cùng với rất nặng ô quang đấu đá thành trong trời đất này giọng chính, hòa âm. Như vậy song phương, ít nhất, giao thủ hơn 10 chiêu sau, Thanh Hổ đột nhiên bị chật vật từ trong mây đen đánh đi ra, hai chân trà chấm đất mặt, họa xuất sâu đậm vết tích.
thẳng đến thối lui ra khỏi gần 10 thước cự ly sau, mới mạnh mẽ đem thân thể cho ổn lại, rốt cục thân hình ngừng. Nhìn nữa thân hình kia đã hỏi xuống thanh hổ, lúc này chính quanh thân chân khí rung chuyển, quần áo cũng đống rác, lau một cái máu từ khóe miệng hắn chậm rãi giữ lại. Cái này, làm sao có thể, thanh hổ đại nhân hắn. Mà ở nhìn thấy một màn này, ở đây đông đảo hổ báo đường đại bản doanh thành viên, đều sắc mặt sợ hãi ánh mắt lộ ra rung động vẻ, cực kỳ khó có thể tin. Bởi vì bọn họ căn bản không có biện pháp nghĩ đến, cũng không có biện pháp dự đoán đến, thanh hổ đại nhân dĩ nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Đương nhiên đừng nói là bọn họ, ngay cả thanh hổ chính hắn, lúc này trên mặt thần sắc đều có vẻ cực vi khó coi cùng âm trầm. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, đối phương cư nhiên có thể cùng hắn, xuất ra pháp khí, đồng thời còn chính mình đủ để áp chế hắn, chiếm thượng phong thực lực. Đây là đang hắn khai triển trước vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới. Tiểu tử này, hắn mới bây lớn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ha ha, bất quá tiếp, làm mất đi trong miệng hắn đột nhiên xuất hiện liên tiếp lủi cười nhạt thanh âm. Chặt tiếp theo liền thấy bàn tay hắn nắm chặt, chuôi này dỉ xét loang lổ thanh đồng cổ kiếm, lại xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn. Trước là ta xem ngươi, bất quá bây giờ. Ha ha, ngươi sẽ hối hận đơn độc làm ta thanh hổ địch nhân. Hắn chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi, như vậy điềm nhiên nói, đôi tròng mắt kia, lại vào thời khắc này đột nhiên quanh quẩn ra lau một cái nhàn nhạt cổ quái hoa văn, thậm chí, cũng còn cải biến cặp mắt kia tròng mắt nội kết cấu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó từ cặp mắt kia trong, rốt cục nổi lên từng đạo tĩnh mịch vậy ba động. Rất là lành lạnh. Đó là... Mà ở nhìn thấy đối phương chợt biến khí tức cùng với cặp mắt kia phía trên hoa văn, Trần Phi trên mặt vi đổi đổi đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hơi thở của hắn thế nào thoáng cái, tự trở nên không giống nhau, vân vân chờ đã, đây chẳng lẽ là... Hắn hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt chợt trở nên càng khó xem. Bá! Bất quá lúc này thanh hổ cũng đã lần thứ hai đánh tới, trong tay thanh đồng cổ kiếm một kiếm đâm ra, cuồn cuộn lệ quỷ khí quanh quẩn, cực kỳ mãnh liệt cùng làm cho. So với trước, ít nhất, cường ra 2-3 thành. Đang! Thanh thúy kim thiết có tiếng vang vọng dựng lên, mắt thường có thể thấy được sóng gợn từ giữa không trung khuếch tán ra. Bất quá lúc này đây thanh hổ nhưng không có đang bị Trần Phi đánh đuổi, ngược lại là người sau, lại bị một kiếm này trùng kích hung hăng bước ra 2-3 thước. Cho nên khi kỳ ổn định thân hình sau, lần thứ hai nhìn phía ánh mắt của đối phương cùng sắc mặt, đã chợt ngưng trọng cùng với lạnh lùng lên. Theo sát mà, Trần Phi mặt không thay đổi đạp ra, từ bên trong thân thể của hắn cuồn cuộn tuôn ra làm cho diễm quang cùng với 9 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí. Sau đó, nóng rực khí tức tập kích, nhất thời liền có mấy đạo xích viêm quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một đầu to lớn viêm xà. Tiểu ly xà kiếm trận. Công kích hình thái. Giống. Nhất thời khổng lồ kia viêm xà trực tiếp đem thanh hổ cả người kéo vào liễu kỳ trong, sát khí cuồn cuộn, diễm sóng ngập trời, sau đó chỉ thấy Trần Phi điên cuồng bóp nguyên nhân hành động ấn quyết, một luồng sợi tam dương chân hỏa kiếm khí bổn nguyên lực nhanh chóng dũng mãnh vào trong trận pháp, đem cần kiếm trận sở hữu hết thảy lực lượng, đều phóng thích ra ngoài. Có thể ngay sau đó, khổng lồ kia trận pháp lại bỗng nhiên chấn động một chút, khiến hai tay còn vẫn duy trì bóp ấn tư thế Trần Phi, thân thể chợt run lên. Phốc suy. Trần Phi dương đầu đó là một tiên huyết xông ra, ngón tay run run lợi hại. Phanh. Sau đó phiến trận pháp khu vực vào lúc này hiện ra một ít vặn vẹo cảm giác, ngay sau đó bỗng nhiên nổ bể ra, một đạo nhân ảnh từ đó bay vút đi ra. Người loại này tiểu siếc có thể khốn không được ta. Nhận lấy cái chết. Chỉ thấy thanh hổ không bị thương chút nào từ tiểu ly xà kiếm trận trong lao ra, trong tay thanh đồng cổ kiếm rồi đột nhiên chấn động, chợt lệ quỷ khí lần thứ hai tuôn ra, hóa thành tất cả dương nanh múa vuốt cõi âm quỷ tốt, trong tay nắm có đao thương binh khí, hướng về Trần Phi lành lạnh vây giết mà đến. Đáng chết, thương, u long, Trần Phi bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể vội vàng huy kiếm chống đối, nhất thời bị lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài mấy thước xa, trong miệng phát sinh bị đau thanh âm. Hiển nhiên hắn hiện tại đã rơi vào hạ phong. Vì sao ở trên người hắn sẽ có cái loại này chú ấn? Đó không phải là hẳn là chỉ có chúng nó mới. Trần Phi gắt gao nhìn chằm chằm thanh hổ cặp kia quỷ dị mắt, thấp giọng dù gì nói. Hiển nhiên, hắn tựa hồ đã biết một ít thanh hổ đột nhiên thực lực quỷ dị tăng vọt lý do,
cùng với đôi tròng mắt kia trong quỷ dị hoa văn, đến tột cùng là lai lịch ra sao. Nhưng vấn đề là, loại đồ vật này, sao sẽ ở đây trên địa cầu xuất hiện? Hơn nữa, nếu thật là cái loại này chú ấn nói, sẽ không có lý do kém như vậy đi. Thế nào, vừa rồi ngươi không phải là vẫn còn nói muốn giết rơi ta sao? Có thể ngươi bây giờ loại trạng thái này, chẳng lẽ là đã chuẩn bị bỏ qua? Nhưng ngay khi Trần Phi rơi vào trầm tư, Thanh Hổ lạnh lùng giễu cợt thanh âm lại đột nhiên khi hắn bên tai vang lên. Theo sát mà, lau một cái hàn mang ám sát mà đến. Thương! Trần Phi mặt không biểu tình cầm viêm kiếm chống đối, sau đó mạnh thả người vừa nhảy, ở giữa không trung một điểm, lại thoáng cái nhảy ra. Ít nhất, 6-7m cự ly, sau đó con người gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Hổ hàn mang lóe ra. Xem ra ngươi là thật chuẩn bị bỏ qua. Muốn chạy sao, xin lỗi, ở trước mặt ta ngươi là không cái loại này cơ hội. Thấy thế, Thanh Hổ thu hồi kiếm, cười lạnh nói. Chạy. Có thể nghe nói Trần Phi khóe miệng lại cực kỳ đột ngột gợi lên lau một cái nhàn nhạt màu sắc trang nhã, nhìn đối phương, tự tiếu phi tiếu nói ngươi có phải là thật hay không cho rằng bằng loại này ngoại lực, là có thể còn hơn ta. Còn là ngươi cảm thấy ngươi hiện tại là có thể đem ta giết chết. Vừa nói, hắn trợ thủ đắc lực chậm rãi giơ lên. Nếu không ni, ngươi cho là ngươi còn thoát được. Nghe vậy Thanh Hổ cười lạnh, lại đột nhiên biến sắc. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm. Bởi vì ngay hắn nói chuyện cái này trong sát na, Trần Phi đã hai tay hướng lên trời, đặt ngang ở trước người, một tả một hữu hai cổ theo thứ tự là nhũ bạch cùng xích hồng sắc hỏa cầu, bất ngờ đã thong thả xuất hiện ở hắn trợ thủ đắc lực lòng bàn tay trong lúc đó. Mà hai cổ lực lượng trong ẩn chứa lực lượng, dù là hiện tại loại trạng thái này Thanh Hổ, cũng vô cùng kiêng kỵ, sắc mặt ngưng trọng đến dọa người. Vân vân chờ đã, đây là, T. Thanh Hổ, chạy mau, chạy a! Cùng lúc đó, bên kia trong chiến trường đang cùng Diêm La chiến đấu kịch liệt Chu Dã. Hắn ở cảm giác được bên kia trong chiến trường đột ngột dũng mãnh tiến ra khí tức, cường đại như vậy làm cho. Nhưng lại như vậy quen thuộc, nhất thời làm hắn nhịn không được cả người run lên, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, ngửa đầu hét lớn. Cái này, thấy thế Diêm La có chút nhíu, không rõ người này đột nhiên nổi điên làm gì. Chạy, hanh! Mà ở nghe được Chu Dã từ cách đó không xa giống to hơn ra thiện ý nhắc nhở, Thanh Hổ lại phảng phất là chẳng đáng vậy cười lạnh cười. Chạy, hắn tại sao muốn chạy? Phải biết rằng hắn hiện tại có thể đã hoàn toàn bị vây thượng phong, lập tức là có thể muốn tiểu tạp trùng. Có thể trong lòng hắn lời nói này đều còn chưa nói hết, lại đột nhiên thần sắc sợ hãi xoay người, vẻ mặt không dám tin tưởng cùng kinh hãi nhìn Trần Phi trong tay cặp kia sắc năng lượng cầu. Bỗng! Bỗng chỉ cảm thấy da đầu nổ tung bắt đi. Hắn. Lần này đến so với trước thuần thục rất nhiều, là bởi vì đã thành công một lần sao. Nguyên lai lần này lại đang như vậy thời gian ngắn ngủi nội, Trần Phi cũng đã đem tam dương chân hỏa kiếm khí bổn nguyên lực, cùng với tọa vong kinh linh khí lộn xộn cùng một chỗ. Sau đó, chỉ thấy hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi gắt gao tập trung tại nơi Thanh Hổ vẻ mặt sợ hãi trên mặt. Khóe miệng cong lại, trong tay khủng bố vật tuột tay đó là vung. Mọi người trong nháy mắt sởn tóc gáy. Đi thôi, thật xích diễm đèn. Không. Mà Thanh Hổ thẳng đến lúc này mới rốt cục từ trong kinh hãi hoàn hồn. Minh Bạch Chu Dã tại sao gọi là hắn chạy, có thể, nhưng bây giờ đã không còn kịp rồi a. Vì sao tiểu tạp chủng này sẽ kinh khủng như vậy, thậm chí ngay cả loại này nghịch thiên luyện khí sĩ thủ đoạn, đều có thể có được. Hiển nhiên hắn hiện tại mặc dù là lại ngu xuẩn, cũng minh bạch đã đoán được. Tiểu tạp chủng này cũng không phải cái gì cổ vũ giả, mà là rất có thể cùng La Tôn đại nhân vậy. Là một vị luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ A. Tiểu tử, ngươi dám. Dừng tay cho ta. Bất quá, ngay thật xích diễm đèn sắp đập phải Thanh Hổ trên người lúc, một đạo âm trầm tới cực điểm tiếng giống giận dữ lại bỗng mọc lên, đang lúc mọi người bên tai vang vọng. Chợt quanh mình không khí đều hình như là bất tỉnh trầm xuống, lau một cái làm cho đen thùi quang mang từ xa đến gần, ngưng tụ thành một đạo như quỷ trảo vậy đồ vật, hướng về Trần Phi đầu đó là hung hăng lấy xuống. Uy thế làm cho tới cực điểm. Trần Phi sắc mặt chợt biến đổi. Lão già kia, người thật đã cho ta minh đạo xuyên đồ đệ dễ khi dễ. Nhưng ngay khi kinh khủng kia đen thùi quang mang, hóa thành lành lạnh lợi trảo, sắp chụp vào Trần Phi thời gian. Một bên kia một cái hướng khác nhưng cũng cấp tốc truyền đến một đạo lạnh lùng quát hỏi,
dường như mùa đông khắc nghiệt vậy băng lãnh, theo sát mà lao một cái dường như sợi tơ vậy ngân mang đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, hung hăng lay động tại nơi đen thùi lợi chảo trên. Một trận khủng bố sóng xung kích xung chuyển đi ra, như tơ tuyến vậy ngân mang buộc chặt đến cực hạn thiếu chút nữa gãy mất, mà đen thùi lợi chảo, nhưng thật giống như là mạnh bị đánh tan vậy, hóa thành bản thể, một đoàn ô chăm chú hắc phụ, hoảng loạn chui vào ta thấp bé giả nua lão giả trong tay cái hộp đen trong. Răng rắc một tiếng, cái hộp kia biên giới lại có một chút vi dạn nứt. Minh Đạo Xuyên, ngươi! Chỉ thấy thấp bé già nua lão giả thấy tình cảnh này nhất thời thiếu chút nữa tức bể phổi, trên mặt vẻ giận dữ cùng vẻ dữ tợn nồng nặc tới cực điểm, vô cùng đau lòng. Ngươi chính là La Tôn. Tốt, tốt, muốn cho ta dừng tay. Không có ý tứ, ngươi không muốn để cho ta giết, bản thiếu gia hết lần này tới lần khác sẽ giết. Hôm nay người này, ta Trần Phi còn giết định rồi. Xích diễm đèn cho ta nổ, mà Trần Phi lúc này sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm. Chợt bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, xoay quanh ở thanh hổ trên trán phương đích thực xích diễm đèn rơi tốc độ trong nháy mắt gia tăng rồi gấp đôi có thừa, hung hăng đập rơi vào kỳ trên người. Oanh! U long! Không, a! À. Ngay sau đó kèm theo một đạo nặng nề chí cực ông minh, một đạo làm người ta khó có thể hít thở không thông bạo tạc chợt sốc lên rung chuyển. Mà ở trong sát na, thanh hổ cả người đều phảng phất là choáng váng vậy, thân thể có vẻ không gì sánh được cứng ngắc. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều là nửa móc ở trong miệng, khó có thể phát ra ngoài. Sau đó ngay sau đó làm cho tới cực điểm bạo tạc liền trực tiếp đem cả người hắn tịch cuốn vào, khiến ở đây mọi người nhìn thấy một màn này người, cũng không nhịn được chợt đôi mắt co rụt lại, cột sống hàn khí cọ 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 xông ra. Lực lượng đáng sợ, nóng, cực nóng tam dương chân hỏa kiếm khí dường như đao phong vậy, bám vào tại nơi nhìn như trắng noãn nhũ bạch tỏa vong kinh linh khí trên, dường như hỏa sơn phun trào vậy. Mạnh nổ bể ra đến. Sau đó một vòng sóng gợn thậm chí sóng xung kích, giống như là đạn đạo nhấc lên ma cô vân vậy, khiến không khí chung quanh trong nháy mắt bị nhấc lên rung động, trở nên nóng. Thậm chí ngay cả mọi người dưới chân thổ địa đều ngay sau đó phảng phất nhịn không được vậy, trong chớp mắt từng mảnh xuống phía dưới sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, đá nham bay ngang. Khiến cách đó không xa mọi người đứng cũng không vững. Cái này, cái này, cái này. Đến tột cùng là vật gì a? Vì sao biết đáng sợ như thế? Tiểu tử kia chẳng lẽ là quái vật sao? Thanh hổ đại nhân. Đối mặt một màn này, hầu như ở đây tất cả mọi người tại đây trong sát na cảm giác được thấy lạnh cả người, từ gan bàn chân xông thẳng thiên linh cái, cả người lạnh lẽo, song cổ chiến chiến. Mà khi bọn hắn lại một lần nữa nhìn phía trong chiến trường ương, sắc mặt dữ tợn thanh niên nhân lúc, trong mắt, hoàn toàn tràn đầy kinh hãi. Bởi vì bọn họ chẳng ai nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên sẽ quả đoán, cường thế đến loại trình độ này, ngay cả La Tôn đại nhân đều tự mình hiện thân, hắn lại còn dám như vậy quá không do dự sát nhân, triệt triệt để giết chết thanh hổ đại nhân. Hơn nữa vừa rồi cái loại này thủ đoạn, vị miễn cũng quá kinh khủng đi, vì sao cái này tuổi quá trẻ tên sẽ chính mình như vậy có thể chụp thủ đoạn, đòn sát thủ. Lẽ nào đây cũng là tiểu tử kia lính mới đoạn, cái này cũng, quá. Coi như là Diêm La cái này đám nhân vật tái kiến một màn này lúc, cũng không nhịn được trên mặt thần sắc ngơ ngác lên. Hắn lúc đầu cổ quái kiếm trận cũng đã là Trần Phi cực hạn, nhưng bây giờ, vẫn còn có như thế vừa ra. Tiểu tử này cứu lại còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa bạo lộ ra a? Đây quả thực, quá. Tốt, tốt, tốt a. Tiểu tạp chủng, dám làm trò mặt của ta giết ta hổ báo đường người, ta La Tôn hôm nay nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Định không bỏ qua. Chỉ là loại này đọng lại bầu không khí vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm, một đạo ẩn chứa nổi giận, vẻ lo lắng tới cực điểm thanh âm, bỗng đang lúc mọi người bên tai nổ vang lên. Ngay sau đó một do như thực chất cảm đáng sợ sát khí hướng kỳ, cho dù ai đều có thể đủ cảm giác được, sát ý chủ nhân lúc này là có cỡ nào nổi giận. Dù sao phải biết rằng đây chính là thanh hổ a, hắn là tôn thủ hạ đệ nhất đại tướng. Tu vi thực lực đều nhanh muốn đạt đến tới tiên thiên trung kỳ đỉnh, nhưng bây giờ, lại bị tiểu tạp chủng giết đi. Không thể nghi ngờ là thiên tổn thất lớn, mà loại tổn thất này, chỉ là ngẫm lại, La Tôn cũng cảm giác ức chế không được bản thân nội tâm sát ý. T. Đường chủ đại nhân hắn, nổi giận, mà đang nghe loại thanh âm này, hổ báo đường đại bản doanh thành viên nhất thời trong lòng kinh hoàng, hai chân như nhũn ra, da đầu nổ tung. Thậm chí trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được trắng bệch lên, không có chút huyết sắc nào.
Rất hiển nhiên, làm La Tôn chính là thủ hạ, bọn họ tự nhiên rõ ràng nhất, vị đại nhân này nếu là thật tức giận, này tương hội nhất hiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Sợ rằng, mảnh đất này đều biết bị máu loãng nhuộm đỏ. Bầm thây vạn đoạn, bằng ngươi, có thể nhưng vào lúc này, một đạo ngoan lệ, dữ tợn tới cực điểm lạnh lùng thanh, lại rồi đột nhiên vang dội đến, khiến không ít người đều sắc mặt hoảng hốt, con ngươi co rút lại. Mẹ, chuyện cho tới bây giờ, tiểu tử này đều lại còn dám khiêu khích La Tôn đại nhân. Ngươi hắn mà muốn tìm cái chết chớ liên lụy chúng ta a. Được rồi, đến ta mặt sau đi, chuyện về sau để cho ta tới xử lý. Ngay cả Minh Đạo Xuyên nghe vậy cũng hơi cau, có chút kiêng kỵ hướng phía thấp bé thương lão thân ảnh phương hướng nhìn lướt qua, sau đó hướng về Trần Phi mắng. Nếu là tiểu tử này còn ở vào toàn thịnh thời gian, hắn còn không sẽ lo lắng như vậy, nhưng bây giờ. Cổ quái kinh người chiêu thức tựa hồ đã trong cơ thể hắn cho móc rỗng. Mà ở loại trạng thái này dưới, La Tôn lão gia hỏa kia nếu là thật quyết tâm muốn giết người, chỉ sợ cũng xem như là hắn Minh Đạo Xuyên hiện tại, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không biết có thể hay không cản lại. Vì vậy cái này phiêu lưu không có khả năng mạo. Minh Đạo Xuyên, xem ra hôm nay ngươi là đến báo thù. Tốt, tốt a, ta khổ tâm kinh doanh hơn 10 trở hổ báo đường, ngày hôm nay có thể xem như là hơn phân nửa hủy ở trong tay ngươi, tốt, tốt a. Nghe vậy La Tôn quét một vòng Minh Đạo Xuyên liếc mắt, cả người đều đang run rẩy bởi vì nổi giận. Kỳ già nua trong con người khủng bố sát ý, càng là hoàn toàn không cách nào áp chế, điên cuồng, dữ tợn phóng thích ra ngoài. Phải biết rằng, cái này hổ báo đường thế nhưng hắn khổ tâm kinh doanh hơn 10 trở, mới có hôm nay lần này hưng thịnh, huy hoàng trình độ. Nhưng bây giờ, năm đại tiên thiên sơ kỳ hộ pháp chết 4 cái, hai đại tiên thiên trung kỳ trong lợi hại nhất thanh hổ, cũng bị Trần Phi giết chết, điều này làm cho hắn quả thực nhanh muốn trở thành quang can tư lệnh, há có thể không giận. Ha ha, không chỉ là hổ báo đường, hôm nay, người lão già này cũng sẽ chết, đi cho ngươi những thuộc hạ kia chôn cùng. Dù sao đánh từ vừa mới bắt đầu, chúng ta nhưng chỉ có hướng về phía ngươi tới a, La Tôn. Thế mà Trần Phi là một nghe theo bản thân lời của sư phụ, câm miệng, mà là lại ngoan lệ cười lạnh nói. Tiểu tạp chủng, ngươi nói, các ngươi mục tiêu của hôm nay. Là ta La Tôn. La Tôn lạnh lạnh tới cực điểm con ngươi mạnh vẫy đến Trần Phi trên mặt, khiến kỳ dường như bị độc xà theo dõi vậy. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm ngươi chết. Thế mà Trần Phi lại cư nhiên chút nào còn không sợ hắn, ngược lại là vô ý thức Liota môi một cái, khóe miệng một liệt, ác hơn lệ lên. Sẽ làm ta chết, thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp tiểu tử, ngươi biết không? Ta kỳ thực ghét nhất bị ngươi loại này tự cho là đúng tiểu quỷ đầu. Nếu không phải là bởi vì ngươi, nói đến đây La Tôn lành lạnh trong con ngươi mạnh xẹt qua một không đè ép được sát ý, theo sát mà chỉ thấy kỳ ngón tay cong lại, một luồng dường như lệ quỷ vậy hắc linh khí, lại chẳng biết lúc nào quỷ dị xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu phương 10 cm chỗ, lấp lánh lành lạnh ô quang. Đừng nói là Diêm La đám người, coi như là Minh Đạo Xuyên đều đang chưa sớm nhận thấy được. Mà coi như hắn hiện tại nhận thấy được, cũng đã muộn a. La Tôn ngươi. Mau tránh ra, nguy hiểm. Nhất thời Minh Đạo Xuyên không khỏi thốt nhiên biến sắc, hô lớn. Mà Diêm La, Nguyễn Kinh đám người càng sắc mặt không gì sánh được xấu xí cùng hốt hoảng. Bởi vì bọn họ đều so với Minh Đạo Xuyên còn phát hiện muộn, vì vậy bọn họ đều còn chưa kịp ra, cũng đã chậm. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào quỷ dị xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu phương 10 cm chỗ lành lạnh ô quang, giống như là bị nào đó khu động, cùng mệnh lệnh chỉ dẫn. Hung hăng hướng về Trần Phi đầu rơi xuống. Hanh, La Tôn chẳng đáng hừ lạnh hanh, khóe miệng buộc vòng quanh châm chọc dáng tươi cười. Loại này chưa dứt sửa mau đầu tiểu tử, khi hắn La Tôn trước mặt, coi là cái gì? Có thể ngay sau đó trên mặt hắn vốn đang đắc ý châm chọc, lại đột nhiên cứng lại rồi. Thương! Bởi vì chỉ nghe được như vậy một tiếng leng keng hữu lực đánh, lành lạnh ô quang, cư nhiên đụng phải một mặt phá tảng đá cái gương mặt trên. Có thể phá tảng đá cái gương, cũng nhất kiện địa đạo đạo hạ phẩm pháp khí a. Phốc suy, nhất thời có 7-8 đạo chìm hồn ô quang từ huyền thạch trong kính xuất hiện ở, trong khoảnh khắc liền đem bị văng ra đen thùi quang mang che mất, phát sinh chói tai hủy diệt thanh. Mà Trần Phi càng hình như rất thất vọng vậy lắc đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn đối phương, thản nhiên nói lẽ nào ngươi cho là loại này tiểu siếc tự có thể giết ta? Là ngươi quá coi thường ta.
hay là ta rất cao đánh giá ngươi? Trong chốn giang hồ hung danh hiển hách hổ báo đường chủ, La Tôn. Nguyên lai tựa hồ cũng cứ như vậy a. Ngươi, La Tôn sắc mặt tái xanh tới cực điểm, cả người sát ý tràn ngập. Đừng ở chỗ này làm ra vẻ, có bản lĩnh, ngày hôm nay ngươi liền đem chúng ta toàn bộ giết, bằng không, vậy thành thật đem cái cổ vươn đến nhượng chúng ta chém, đỡ phải phiền phức. Người khác sợ ngươi La Tôn, ta có thể một điểm còn không sợ. Thật nghĩ đến ngươi về điểm này không biết từ học được ba chân mèo ma đạo công pháp, có thể trời cao. Trần Phi lạnh lùng nhìn hắn, nói. Ba chân mèo ma đạo công pháp. Nghe vậy La Tôn tức giận đến thiếu chút nữa bể phổi, ngực không gì sánh được phập phồng bất định. Thậm chí ngay cả âm thầm nơi nào đó đều có chút rất hơi yếu gợn sóng, nhưng không bị nhận thấy được. Được rồi, ngươi nói thêm gì đi nữa sợ rằng được trực tiếp bị ngươi tức chết. Chuyện kế tiếp, giao cho ta. Mà nhưng vào lúc này Minh Đạo Xuyên lại đưa tay đem còn muốn tiếp tục nói Trần Phi ngăn lại, sau đó cái này mới chậm rãi nghiêng đầu đi, nhìn hơn 10 mét ngoài cả người tản ra khủng bố hơi thở La Tôn, sắc mặt dần dần trở nên lạnh, nói La Tôn, hai chúng ta trong lúc đó thủ, hôm nay còn là hảo hảo coi là đi. Nói, một luồng khủng bố chân khí uy áp từ bên trong thân thể của hắn tán phát ra rồi. Ngươi lại còn đột phá, nhất thời La Tôn sắc mặt mạnh đổi. Không nghĩ tới Minh Đạo Xuyên lão già này không chỉ có hiểu hắn hắc ma máu độc, thậm chí ngay cả tu vi thực lực đều lần thứ hai đột phá. Đáng chết, như vậy chẳng phải là... Thế nào, ta đột phá có thể thế nào? Hoặc là nói, người bây giờ là đang sợ. Minh Đạo Xuyên Minh Bá cũng không biết có phải hay không là bị Trần Phi ảnh hưởng, dĩ nhiên như vậy tự tiếu phi tiếu hướng La Tôn mở miệng, sau đó, chợt giọng nói trở nên lạnh, như đao phong. Sợ, nghe vậy. La Tôn con người híp lại, chảy xuôi một loại rất vẻ lo lắng lành lạnh vẻ. Hôm nay Minh Đạo Xuyên, thứ nhất thân thực lực tối thiểu đều có thể đủ tiếp cận tiên thiên người sau đỉnh phong, quả thực không dễ chọc, có thể hắn La Tôn thân là hổ báo đường chủ, đường đường luyện khí lục trọng luyện khí sĩ, tại đây phàm tục gian, lại là chưa từng kiêng kỵ quá ai. Chớ nói chi là ngày hôm nay chuyện này vốn là không nhỏ, tên kia là tới trả thù, đưa hắn La Tôn thân thủ sáng chế hổ báo đường hủy hơn phân nửa. Nếu là như thế tin tức cứ như vậy xuyên ra đi, hắn mỗi cái động tác, chẳng phải là sẽ có người nói hắn La Tôn e ngại Minh Đạo Xuyên. Đây đối với hắn mà nói, là nhục nhã. Vì vậy, ngay sau đó hắn La Tôn âm mai mặt Liota môi một cái, một luồng tràn đầy nồng nặc sát khí lạnh giọng chợt nổi lên. Minh Đạo Xuyên, đương sơ ta có thể đem ngươi đánh cho chết cây Liota, ngày hôm nay cũng đồng dạng có thể để cho ngươi ở đây dài chôn dưới đất. Muốn chết, tốt lắm. Bản tôn thành toàn ngươi, La Tôn vẻ lo lắng con ngươi bùng lên ra lạnh lùng hàn mang, như đao phong vậy ngưng tụ. Sau đó chỉ thấy hắn động thủ. Phốc suy, chỉ thấy kỳ khô lão trong bàn tay gắt gao thủ sẵn một cái cũ kỹ pha tạp hắc sắc đầu gỗ hộp, sau đó một luồng sợi sấm nhân hắc khí liền từ trong bắt đầu khởi động đi ra, hóa thành hắc sắc ô quang ở dưới chân hắn dung chuyển ra. Mà thân hình của hắn cũng trong nháy mắt này bạo lược ra, tay kia thủ sẵn một thanh cổ quái cổ tay đao. Hướng về Minh Đạo Xuyên Minh Bá đầu hung hăng ám sát. Thương! Có thể ngay sau đó, một đạo mắt thường khó có thể nhận sợi tơ lại bỗng nhiên cắt kim loại không khí, đem cổ tay đao cản lại. Sau đó chỉ thấy Minh Đạo Xuyên Minh Bá trong con người bùng lên ra một đạo hàn mang, hai tay 10 ngón khẽ động, nhất thời làm La Tôn biến sắc. Thương! Làm người ta cảm thấy kinh hãi ô ánh sáng màu đen nhanh chóng ngưng tụ ở La Tôn đỉnh đầu, như một mặt tấm chắn. Ngay sau đó đó là một đạo lăng liệt leng keng thanh bạo phát ra, một cây mắt thường khó phân biệt sợi tơ như nguyệt nha bản hung hăng đặt ở ô quang kia trên, rằng co ngươi lên ta dưới. Vô luận là Minh Đạo Xuyên hay hoặc là La Tôn, đều vào giờ khắc này cắn thật chặt răng, ngay sau đó liền nghe được người sau một tiếng dữ tợn hét lớn. Cút ngay cho ta! Làm người ta cảm thấy kinh hãi ô quang phóng lên cao, khiến sợi tơ bị văng ra. Thế mà chặt chiến đấu kế tiếp lại không có chút nào dừng lại tiếp tục triển khai. Hai đạo thân ảnh, các loại điều khiển thủ đoạn của mình cùng binh khí, dường như trong vũ trụ ngoại trừ đi tới chính là hủy diệt vẫn thạch vậy, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, nặng nề đánh vào nhau, sau đó lại tách ra. Ngân sắc sợi tơ giống như tử thần đoạt mệnh khóa vậy, đen thùi quang mang cũng hình như là trong bóng tối đáng sợ quái thú. Loại này đánh, không có bất kỳ xinh đẹp. Hoàn toàn tự là thuần túy lực lượng đụng nhau. Chỉ bất quá một phe là bằng vào cổ vũ giả tương đối không tốn chạm canh gác lực lượng,
còn bên kia, lại chính mình cùng pháp khí, pháp thuật chở chứa nhiều thần kỳ, quỷ dị, đáng sợ thủ đoạn. Thế mà cái này lưỡng chủng lực lượng, đều đủ để làm cho sợ ngốc, đủ để khiến phương viên 20m cự ly nội đều cảm giác được cái loại này dư ba. Đây là tiên thiên hậu kỳ cường giả, thật mạnh, đang nhìn gặp kinh khủng như vậy tràng cảnh, Vương Đại Sơn nhìn không được vẻ mặt đờ đẫn dù gì nói. Đối thủ của hắn sớm bị hắn giải quyết, đưa vào địa ngục, vì vậy hắn hiện tại mới có rãnh khích cùng cơ hội quan khán một trận chiến này. Cách hắn cách đó không xa Nguyễn Kinh cũng đồng dạng là loại tình huống này. Đây là luyện khí sĩ sao? Thật thần kỳ thủ đoạn, mà hắn chú ý trọng điểm rất hiển nhiên, chân thực La Tôn trên người. Bởi vì tên kia theo chân bọn họ hiện tại không giống với, ngoại trừ trước kia là cổ vũ giả ở ngoài, hiện tại, hắn vẫn cái thay đổi giữa chừng luyện khí sĩ. Thế mà coi như là thay đổi giữa chừng, hắn hiện tại có tất cả cũng còn là cũng đủ kinh người. Bởi vì dù sao cũng là luyện khí sĩ A, từng tại bọn hắn hoa hạ thời cổ đại, vĩ đại nhất một nhóm người. Bá, 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 ù ù long, ù ù long. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục theo. Hai đạo thân ảnh kia đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong càng thêm lợi hại thêm thu. Mà cái loại này chiến đấu đưa tới dư ba cùng trùng kích, khiến quanh mình coi như là đặc thù chất liệu chế tạo kiến trúc cũng bắt đầu lung lay lắc lắc lên, thậm chí có giờ đều đã bắt đầu đổ nát, có thể bị Nguyệt Nha bàn hàn mang lan đến cắt kim loại đến, nghiền nát một bộ phận. Phanh! Mà La Tôn lại lần nữa tay kia hung hăng thủ sẵn cổ tay đao, hung hăng chém chém vào minh đạo xuyên minh bá trên đầu, tại nơi trong sát na. Một vòng khí lãng thần tốc hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Thế mà La Tôn trên mặt thần sắc lại càng phát ra xấu xí. Chết tiệt lão già kia, theo sát mà chỉ thấy sắc mặt hắn âm u quát mắng. Nếu là lấy đã qua, hắn vững tin minh đạo xuyên là tuyệt đối đỡ không được hắn một đao này. Nhưng bây giờ, lão già này không chỉ có chặn lại, tựa hồ còn thành thạo, thậm chí. Vẫn còn từng điểm đem La Tôn đẩy vào hạ phong. Nghĩ đến đây hắn cả người linh khí uy áp liền trở nên càng dọa người rồi mấy phần, trong cơ thể ma công điên cuồng lưu chuyển. Đi! Chỉ thấy kỳ bàn tay chặt thủ sẵn lòng bàn tay cũ kỹ pha tạp cái hộp đen, lau một cái đen thùi hàn mang ngay sau đó liền từ trong đó xuất hiện ở, quang mang lóe lên, cư nhiên tựu sau đó một khắc quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Lại sau một khắc lại xuất hiện ở minh đạo xuyên minh bá trước ngực không được 10cm cự ly, hóa thành một đạo chí mạng công kích lược hướng trái tim của hắn. Tốc độ thật nhanh, minh đạo xuyên minh bá con người co rụt lại, thế mà lại dĩ nhiên cũng ở đây chỉ mảnh treo chuông phản ứng kịp, cổ tay cong lại, hai tay 10 ngón nhanh chóng run lên, một cây ngân sắc sợi tơ liền cao tốc di động ngăn trở ở bộ ngực hắn trái tim địa phương, cùng tập kích bất ngờ mà đến đen thùi hàn mang mãnh liệt đánh. Hanh, chỉ là như vậy gần gũi dưới, hắn lại không thể tránh né đã bị trùng kích. Kêu đau một tiếng, trước ngực hắn liền như là bị đại thiết chùy hung hăng đập một cái vậy. Sắc mặt theo sát mà tựu không bình thường hồng nhuận. Mà ở thấy tình cảnh này, La Tôn vô ý thức khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Thế mà đều không đợi hắn cái này câu miệng động tác hoàn thành, đầu hắn ra liền mạnh một nổ, sắc mặt chợt biến, bởi vì từ hắn bên tai truyền đến cao tốc sợi tơ xuyên toa không khí chính là thử thử thanh. Phốc suy, La Tôn ở trong chớp nhoáng này bằng mở tốc độ né tránh, có thể nhưng vẫn là chậm một bước. Nhất thời một đạo ít nói 7-8cm tiên huyết nhễ nhại lỗ hổng xuất hiện ở trên bả vai hắn, huyết nhục lúc này cũng còn lại ra bên ngoài đảo. T. Đường chủ đại nhân hắn, bị. Mà ở nhìn thấy một màn này hổ báo đường thành viên lúc này đều khó có thể tin, thậm chí không thể tin được, hiện ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn là vô địch tồn tại đường chủ đại nhân, La Tôn, hiện tại cư nhiên rơi vào hạ phong, bị người làm cho bị thương. Nhất thời bọn họ hầu như mọi người từ vào thời khắc này từ trong lòng sinh ra một cổ hàn khí, mặt mũi trắng bệch. Cực kỳ thấu xương, cực kỳ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Xem ra ngươi vừa rồi tựa hồ cao hứng quá sớm, ngươi cảm thấy thế nào? Mà vào lúc này một đạo lãnh đạm thanh âm mới theo vang lên, cũng minh đạo xuyên nhìn La Tôn lạnh lùng nói. Hiển nhiên, hắn tựa hồ cũng chú ý tới đối phương trước cái kia câu miệng động tác. Ít đắc ý vênh váo. Có thể nghe nói vậy La Tôn giữ tợn nổ quát một tiếng, lại không thấy trên vai vết thương, ánh mắt kia phá lệ băng lãnh cùng âm trầm nhìn chằm chằm minh đạo xuyên, trong cơ thể ma công từ từ vận chuyển càng cao tốc cùng kịch liệt, thanh âm khàn khàn trong, có không che giấu được sát ý bừng lên đừng quên ta cũng không thiếu đồ vật không dùng đến. Minh đạo xuyên, người yên tâm,
nếu ta có thể đánh bại ngươi lần đầu tiên, tựu tất nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hơn nữa, chỉ bằng như ngươi vậy một cái ti tiện cổ vũ giả, cũng muốn mưu toan cùng chúng ta cao như vậy đắt tiền luyện khí sĩ đánh đồng sao. Đừng ngây thơ, tiếp, ta sẽ cho ngươi đã từng biết một chút về, cái gì là cổ vũ giả cùng luyện khí sĩ gian không cách nào vượt qua chênh lệch thật lớn. Từ La Tôn dử tợn già nua trong con ngươi, lại có một chút tơ máu từ từ phàn leo lên, chặt tiếp theo liền thấy thứ nhất bộ bước ra, toàn thân khí tức chợt biến đổi, trở nên càng thêm đáng sợ cùng nồng đậm lên. Cùng lúc đó hắn còn không có quên vươn khô lục xoát ngón tay, ở trước ngực nặn ra rất nhiều kỳ lạ ấn quyết, có chút đơn sơ. Lại sau một làm cho hắc khí liền từ trong cơ thể hắn điên cuồng dung chuyển đi ra. Hắc, ma, máu, công. Ở kinh khủng kia linh khí lúc bộc phát, trong miệng hắn một chữ một cái lạnh giọng vang dội đến. Làm bốn chữ từ trong miệng hắn xuất hiện lúc, hầu như ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được, một nhanh hơn trước thao thao bất tuyệt kinh khủng cường đại linh khí, vào lúc này do như núi lửa vậy, tự La Tôn trong cơ thể bộc phát ra, mang tất cả tản ra. Thậm chí ở kỳ phía sau, đều có một luồng sợi đen như mực ma khí dần dần ngưng tụ, tạo thành một cái hơi nhỏ ma khí toàn qua. Mà vật kia mặc dù nhỏ, nhưng lại làm người ta tĩnh hải. Hắc ma máu công, đinh ốc ma ấn. Chặt tiếp theo liền thấy La Tôn tràn đầy sát khí lạnh giọng từ trong miệng hắn truyền ra, mà vào lúc này, kỳ phía sau hơi nhỏ ma khí vòng xoáy lại nhất thời không tính là đáng chú ý hôn ám quang thải. Tiếp theo chốc lát, ma khí toàn qua không ngờ bạo lược ra, từ trên trời giáng xuống, đem Minh Đạo Xuyên chỗ khu vực bao phủ. T. Nhất thời người sau nhìn không được đều con ngươi co rụt lại, cũng hút lương khí. Bởi vì đương sơ, hắn chính là thua ở đối phương một chiêu này dưới. Chỉ là ngày hôm nay, Minh Đạo Xuyên đôi tròng mắt kia bỗng lược ra tinh mang. Ra, chặt tiếp theo liền thấy kỳ không thuần thục bí ẩn nặn ra vài đạo ấn quyết, sau đó trong sát na, từ cổ hắn hậu phương bộ vị, cư nhiên mạnh liền có một luồng sợi mắt thường khó có thể nhận nhu ánh sáng màu trắng, khi hắn giả nua tóc bạc cùng với quần áo cổ áo che lấp dưới, cấp tốc xuyên toa đến cánh tay hắn, mười ngón, sau đó nhảy vọt tới sợi tơ mặt trên, khiến kỳ biểu mặt nhiều hơn một tầng so với bình thường thời khắc không đồng dạng như vậy quang vượng. Thế mà, mọi người tại đây lại ai cũng không có phát hiện. Ngay cả chỗ tối tên kia đều là giống nhau. Thử thử thử. Sau đó đó là có một đạo sợi tơ cao tốc cắt kim loại không khí chính là thanh âm ầm ầm rung động. Minh Đạo Xuyên, con người hiện ra lau một cái kiên quyết cùng lạnh lùng vẻ. Oanh! Ngay sau đó một mạnh mẽ chí cực chân khí, từ trong cơ thể hắn dường như hỏa sơn bạo phát vậy, bẻ gãy nghiền nát bạo phát lên, bám vào tại nơi sợi tơ sáng bóng choáng tầng ngoài nhất. Sau đó bị ngón tay hắn điều khiển, hung hăng vung, theo liền hướng vậy cái gọi là hắc ma máu công, đinh ốc ma ấn cắt kim loại đi. Làm chúng nó hai người đổ vào đụng vào nhau lúc, quanh mình trong phạm vi không khí đều hình như là đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó cách đó không xa mọi người đó là cảm giác được có một kinh người sóng xung kích, ở thả ra. Đông, làm hai người thế tiến công đụng vào nhau sát na, nhất thời liền có mắt thường khó có thể bắt khí lãng xốc ra. Là tốt rồi tự bỗng nhấc lên bạo phong, mọi người trước ngực đều cảm giác không gì sánh được bực mình, mắt phát đau, không cách nào đối diện khu vực. Lại ngay sau đó, bọn họ đó là cảm thấy một cuồng liệt đến khó có thể tin sóng xung kích ở trong chớp nhoáng này tứ tán mang tất cả mà mở. Bang bang! Chiến trường bên trong khu vực, ít nói chu vi phương viên 20m cự ly nội. Trên mặt đất không ngừng có cái khe kinh người lan tràn đi ra. Ngay cả cái này hổ báo đường đại bản doanh dùng đặc thù tài liệu xếp thành thổ địa mặt đất, cư nhiên đều vẫn không có biện pháp thừa thụ loại này đụng nhau mà sinh ra năng lượng trùng kích, thậm chí, ngay cả càng xa xa kiến trúc đều càng thêm lay động kịch liệt lên, văng tung tóe ra từng đạo vết rạn. Mà này vỡ ra rớt xuống hòn đá, càng vừa tiếp xúc với sóng xung kích đã bị chấn thành khối vụn. T. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều bị cũng hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đều là rung động sợ hãi vẻ. Bởi vì loại đáng sợ này đụng nhau cùng sóng xung kích, quả thực làm bọn hắn nhìn mục trừng khẩu ngốc a. Giống. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Mà ở sóng xung kích, đụng nhau lúc này trung tâm, có hai cổ vô cùng mãnh liệt lực lượng đang điên cuồng quấn cùng một chỗ chém giết theo. Mà ở lành lạnh đen thùi ma quang cùng ngân tuyến rằng co gian, khiến mọi người tại đây đều không tưởng được chính là, trận này đụng nhau từ trước mắt đến xem đúng là người sau yếu lực vi chiếm một ít thượng phong.
Hiển nhiên đây là bởi vì Trần Phi sớm ở sư phụ hắn trên người lưu lại chuẩn bị ở sau, bắt đầu có hiệu quả. Tọa vong kinh chân khí từ trước đến nay đều là những này tà ma ngoại đạo thiên địch, có khắc chế tác dụng. Vì vậy coi như La Tôn lúc này sở thực chiến ma công lợi hại hơn nữa, lại quỷ dị, lại kinh người. Nhưng khi hắn đang đối mặt loại này tỏa vong kinh linh khí cộng thêm một số gần như tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong chân khí tổ hợp lúc, cũng còn là có vẻ kém xa. Loại này thất lợi cũng để cho La Tôn phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ thấy Kỳ điên cuồng hét lên một tiếng, nhìn đã từ từ chiếm thượng phong chỉ bạc tuyến, sắc mặt bất ngờ đã trở nên hắng giọng. Hắn nhãn thần lành lạnh, dự tợn nhìn Minh Đạo Xuyên, khô lục soát, già nua thân thể điên cuồng run run, chợt quát lên cho ta. Bảo. Long. Mà ở kèm theo hắn một tiếng này điên cuồng hét lên xuất khẩu sau, chỉ thấy nguyên bản rằng co ở giữa không trung ma khí vòng xoáy, cư nhiên mạnh một cổ co rụt lại, sau đó cơ hồ là ở trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Một cực kỳ làm người ta sợ hãi bạo tạc lực kèm theo cuồng liệt ma khí, mang tất cả mà mở, khiến ở đây tất cả mọi người nhìn không được thoáng cái không khống chế được, chợt đổi sắc mặt. Lão gia hỏa này điên rồi. Coi như là Trần Phi lúc này cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống, có chút khó coi dù gì nói. Bởi vì, này loại lão già kia loại thủ đoạn này hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Siêu! Thử! Có thể nhưng vào lúc này, mọi người tại đây đều rơi vào cực lớn cây S.E.O. ta sợ, không nghĩ tới đường hổ báo đường chủ lại đều bị dồn đến loại này hoàn cảnh, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Đây quả thật là quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng mà tự ở vào thời điểm này còn ở vào trong chiến trường ương Minh Đạo Xuyên Minh Bá, nhưng ở đôi tròng mắt kia trong chợt xẹt qua tinh mang, theo kỳ cổ phần sau vị dũng mãnh tiến ra linh khí càng tăng lên, trong cơ thể thả ra chân khí cũng càng đáng sợ hơn. Chặt tiếp theo liền thấy kỳ cổ tay, ngón tay run lên, sau đó mãnh liệt một huyền, một cao tốc cắt kim loại không khí chính là thanh âm liền cấp tốc vang vọng ở trong không khí. La Tôn, cũng quá coi thường ta. Giết! Mọi người bên tai chỉ nghe được một tiếng lạnh lùng gầm lên. Theo một chữ dưới, sát ý mãnh liệt quanh quẩn đi ra. Phốc suy! Long! Nhất thời chỉ thấy như tử thần đoạt mệnh khóa vậy ngân sắc sợi tơ, ở trong không khí phóng xuất ra làm người ta sợ hàn mang, nhất thời cắt giữa không trung, đem tập kích tới ma khí bạo tạc trùng kích, cắt kim loại thành hai nửa. Không chỉ có như vậy. Ngay cả đã bị đánh tan sau ma khí cũng vẫn không thể nào chạy thoát, ngay sau đó bị một cái không hiểu thần kỳ lực lượng, tiêu diệt trang phục, từ từ tiêu tán. Làm sao có thể, La Tôn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, gầm hét lên. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không có thể nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến. Mình cũng đã làm được loại trình độ này, thì triển ra cường đại nhất, tối áp đáy hòm hắc ma máu công, thậm chí còn như vậy đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Nhưng bây giờ, hắn La Tôn lại còn là thua, bị đối phương thu hoạch tính áp đảo thượng phong. Điều này làm cho từng làm cả võ lâm đều văn phong chết, bản thân cũng là hung danh hiển hách, thậm chí còn bị vô số người quan lên phát rồ loại này thù vinh hắn, đường La Tôn, tại sao có thể tiếp thu? Chết đi! Mà đang ở La Tôn tuyệt vọng giống gian, Minh Đạo Xuyên Minh Bá lại lần nữa vẻ mặt lạnh lùng xuất thủ, chợt mọi người trong tầm nhìn tựu lại đang mơ hồ xuất hiện một đạo dấu diếm. Cắt giữa không trung, cắt kim loại không khí, sau cùng hóa thành một đạo lấy mạng tuyến, xuất hiện ở vẻ mặt kinh biến cùng sợ hãi La Tôn trước mặt, khiến da đầu tê dại, sắc mặt tái nhợt tịch quyển thân thể của hắn. Mà ở người sau trong mắt, lúc này cũng rốt cục có như vậy một chút sợ hãi bừng lên. Bởi vì từ hàn mang kia trong, hắn cảm thấy Minh Đạo Xuyên sát khí. Ta chịu thua. Thế mà, hắn không muốn chết, vì vậy, theo sát mà. Hắn kinh hãi thét chói tai, thanh âm già nua cũng trong nháy mắt trở nên chói tai rất nhiều. Thế nhưng, đối mặt hắn tuyệt vọng gào thét, Minh Đạo Xuyên nhưng vẫn là một bộ lạnh lùng không nhúc nhích hình dạng. Rất rõ ràng hắn đều từng tuổi này, làm sao có thể còn phạm cái loại này lòng dạ đàn bà sai lầm. Hơn nữa đương sơ đối phương muốn giết hắn thời gian, có thể không nói gì lưu tình. Đồng thời nếu bỏ qua ngày hôm nay cơ hội như thế, sợ rằng lần sau sẽ rất khó có nữa cơ hội tốt như vậy. Cái này La Tôn cũng không phải cái gì vô dụng hạng người. Thử. Vì vậy, hắn không có bất kỳ nhân từ nương tay. Tâm niệm vừa động, cổ tay các đốt ngón tay theo sát mà liền hung hăng vung,
nhượng tràn đầy khí tức tử vong ngân sắc sợi tơ hung hăng tua nhỏ ở La Tôn trên người. Nhất thời mọi người tại đây trong tầm nhìn liền nhìn thấy một đại quán máu, bão táp. Không. Phốc suy. Mà khi tràn đầy khí tức tử vong sợi tơ hung hăng tua nhỏ ở La Tôn trên thân thể trong nháy mắt, mọi người liền nhất thời nghe được một đạo lăng liệt kêu thảm thiết, cùng với tiên huyết tuôn ra thanh âm. Lại sau đó, La Tôn ở cuối cùng chỉ mảnh treo chuông gian bố trí ở trên người ma khí phòng ngự cũng đều bị phá hủy, khổng lồ trùng kích cũng khiến thân thể hắn dường như diều đứt dây vậy chật vật cũng bắn ra. Mà là tiên huyết rơi mặt đất gian, thân thể hắn càng thực trên mặt đất trà sát ra một đạo hơn 10 mét thật dài vết tích, cuối cùng đụng phải chu dã ba tầng tiểu lâu sự giãn ra trên vách tường. Ven đường toàn bộ đều là vết máu. Hơn nữa, tại nơi La Tôn nguyên bản đứng ở bên trong khu vực, cư nhiên. Mặt đất lại để lại một gãy mất cánh tay. Nhất thời ở đây tất cả mọi người không khỏi con ngươi rụt một cái. La Tôn hắn, cư nhiên thực sự thất bại. Phanh. U Long. Nhìn nữa tiểu lâu kia sự giãn ra trên vách tường đều bị đụng ra một từng đạo vết rách. Lung lay sắp đổ dáng dấp, phảng phất gần đổ nát. Mà La Tôn thân thể, lúc này tắc chính tiên huyết nhễ nhại tê liệt ngã xuống ở cự trụ dưới. Cả người huyết nhục đều phảng phất bị đáng sợ kia ngân mang toàn bộ cắt vậy, huyết nhục không rõ, sâu thấy tới xương. Còn có lẻ loi tán hòn đá đặt ở trên người hắn, đem vùi lấp, nhưng hắn vốn là đã rất xốc xếch khí tức, thậm chí trở nên càng nhíu loạn, yếu ớt. Đây là trọng thương tiếp cận tử vong trạng thái. Ầm ầm vậy thanh âm, từ từ ở chiến trường nội ngừng nghỉ. Thế mà mọi người, cũng vẫn duy trì cái loại này tĩnh mịch. Loại trạng thái này dưới, từng đạo ánh mắt hiện lên khó có thể tiếp thu thậm chí sợ hãi màu sắc, nhất là này hổ báo đường thành viên, sắc mặt đều trắng bệch, nhìn như thi thể vậy cả người là máu thương lão thân ảnh. Bọn họ ai cũng không nghĩ ra, ở trong lòng bọn họ từng là vô địch đường chủ đại nhân, La Tôn đại nhân, dĩ nhiên thua. Nhưng lại bị đánh thành loại này thê thảm dáng dấp, hoàn toàn là vô cùng thê thảm. Phải biết rằng, La Tôn đại nhân thế nhưng vĩ đại tiên thiên hậu kỳ cường giả. Thậm chí cũng đã gần muốn vô hạn tiếp cận tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn, vì vậy, điều này sao có thể a? Không, cái này, không, mà duy nhất còn sống hổ báo đường tiên thiên trung kỳ cường giả, Chu Dã lúc này tức thì bị hù được mặt mũi trắng bệch, hai chân vô lực, ánh mắt run. Bởi vì, nếu là Liên La Tôn đại nhân đều chết hết, chỉ bằng hắn một cái tiên thiên trung kỳ, làm sao có thể chạy thoát? Mà nhưng vào lúc này, Minh Đạo Xuyên đã lần thứ hai hướng vậy cũng ở phế tích trong La Tôn đi đến, trong miệng lãnh đạm dù gì nói tất cả, đều kết thúc. Kết thúc, không, xin lỗi, ngươi không thể giết hắn. Có thể nhưng vào lúc này, ngay Minh Đạo Xuyên chuẩn bị dành cho La Tôn cái này trừng phạt đúng tội tên cuối cùng một kích chí mạng lúc, một đạo tràn đầy âm lãnh cùng thất vọng kiệt kiệt lãnh đạm thanh, lại đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó cũng cảm giác mọi người cả người run lên, phảng phất là liên quanh mình không khí đều thấp xuống vậy. Một đạo run run hắc bào lão giả, quanh quẩn theo nhàn nhạt hắc khí, chậm rãi trong tầm mắt mọi người nội từ ta góc tối xuất hiện. Nhất thời, chiến trường nội, vô luận là này hổ báo đường thành viên, hay là Diêm La, Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn đám người, thậm chí ngay cả Trần Phi, Minh Đạo Xuyên, ở trước mắt quang chạm đến hắc bào thân ảnh lúc, cũng không nhịn được sắc mặt kịch biến lên. Bởi vì bọn họ đều có thể đủ cảm giác được, người này, rất đáng sợ. Chỉ có trọng thương tiếp cận tử vong La Tôn, đang nghe thanh lúc, đã có một ít mơ hồ ý thức rốt cục bắt đầu khởi động ra một ít sắc mặt vui mừng, khó nhọc nói. Cứu ta, trăm quỷ trưởng lão. Nghe thế, Minh Đạo Xuyên đám người sắc mặt càng biến đổi. La Tôn cùng hắn, nhận thức. Ngươi là ai? Chặt tiếp theo liền thấy Minh Đạo Xuyên vô cùng kiêng kỵ nhìn đối phương, nói. Ta là ai? Nghe vậy La Tôn trong miệng trăm quỷ trưởng lão dừng một chút, cặp kia giấu ở trong hắc bào, có chút lành lạnh con ngươi chậm rãi quét về phía Minh Đạo Xuyên, đột nhiên nở nụ cười, kiệt kiệt nói xin lỗi, còn không có trước giới thiệu tự ta. Ta gọi là trăm quỷ, đến từ Hắc Ma Điện, mà chỉ là vừa nghe đến ba chữ kia, Hắc Ma Điện. Minh Đạo Xuyên sắc mặt chợt thay đổi. Hắn nói cái gì? Hắn đến từ Hắc Ma Điện. Trời ạ, vì sao ba đại chí cao điện phủ người sẽ xuất hiện ở đây. Cái này. Vương Đại Sơn, Nguyễn Kinh, Diêm La đám người trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Hắc Bào Nhân trong miệng Hắc Ma Điện, không có thể như vậy cái gì thế lực bình thường,
tổ chức, mà chính là trong truyền thuyết tam đại võ học chí cao điện phủ một trong. Hắc Ma Điện, cùng Lăng Tiêu Cung kỳ danh. Có thể, nhưng vì cái gì người của bọn họ, cư nhiên sẽ xuất hiện ở đây a? Bọn họ không phải là sớm đã thành ở trong võ lâm mai danh ẩn tích rất lâu sao? Nhất thời, mọi người tại đây đều biến sắc, thậm chí ngay cả Minh Đạo Xuyên loại này đã đem La Tôn thành công chém dụng dưới ngựa tiên thiên hậu kỳ, lúc này đều trên trán mơ hồ có chút lạnh mồ hôi xông ra, nhãn thần và thần sắc đều kiêng kỵ nhìn đạo kia cả người vòng quanh mỏng hắc khí hắc bào thân ảnh. Một là bởi vì đối kỳ thực lực kiêng kỵ, liền hắn đều nhìn không thấu, hai là bởi vì đối kỳ thân phận kiêng kỵ, hắn cư nhiên đến từ Hắc Ma Điện. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là rất chuyện kinh khủng. Bởi vì, này Hắc Ma Điện thế nhưng trong truyền thuyết võ lâm tam đại võ học chí cao điện phủ một trong A. Ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Vì vậy coi như là Minh Đạo Xuyên hôm nay, đường đường một số gần như tiên thiên hậu kỳ đỉnh, cũng khó hiểm trong lòng rung động cùng giật mình A. Ngươi, dĩ nhiên cùng Hắc Ma Điện cái loại này tồn tại, có cấu kết. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm sụi lơ trên mặt đất La Tôn, con ngươi trên hơi có một ít tơ máu. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới, cũng đã gần phải đến kết thúc một bước cuối cùng, lại dĩ nhiên xuất hiện ở loại này cạm bẫy, loại ý này ngoại. Lão già này cư nhiên sẽ cùng Hắc Ma Điện đều có cấu kết. Đáng chết, làm sao sẽ? Khụ khụ, xem ra ngươi là ở hại. Phốc suy, nghe vậy La Tôn mặc dù trọng thương, có thể nhưng vẫn là lành lạnh cười. Bởi vì hắn đã hiểu đối phương ngôn ngữ trong tiếng kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Không có biện pháp, đây chính là Hắc Ma Điện, đường đường tam đại võ học chí cao điện phủ một trong, coi như là hắn Minh Đạo Xuyên, cũng không có khả năng dám không nhìn. Đã có thể sau đó một khắc, hắn lại mạnh vẻ mặt đắc ý cười nhạt đều hoàn toàn cứng lại rồi. Thậm chí ngay cả trăm quỷ dưới hắc bào già nua khuôn mặt, đều vào giờ khắc này trở nên trước là có chút ngạc nhiên, sau đó lãnh lạnh như băng âm trầm xuống. Bởi vì sẽ ở đó tường sự giãn ra sập phế tích trong, La Tôn dường như cá chết vậy cứng ở, mà lúc này, ở trên mặt hắn, bất ngờ có một chân hung hăng dẫm ở trên mặt hắn, làm hắn ra mặt phía dưới cốt cách đều ken két mấy tiếng có chút rạn nứt. Mà chỉ kia chân chủ nhân không là người khác, chính là Trần Phi. Người bị thua sẽ có người bị thua giác ngộ, nếu không, ta không ngại cho ngươi thảm hại hơn một ít. Tuy rằng ta hiện tại cũng không còn lại khí lực gì, cần phải là muốn giết chính là ngươi nói. Lại vẫn là dư sức có thừa. Trần Phi đạp hắn khuôn mặt lạnh như băng nói rằng, khiến người sau ra mặt tử vặn vẹo, co quắp tới cực điểm, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nộ cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi là ở không nhìn ta nói. Khiêu khích ta sao, ta nói rồi, hắn không thể chết được. Có thể nhưng vào lúc này, liền La Tôn đều còn chưa kịp nói, ở sau lưng của hắn, lại chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Chính là tự xưng đến từ Hắc Ma Điện thần bí Hắc Bảo Nhân Trăm Quỷ. Chỉ thấy kỳ vươn tay chậm rãi đặt ở Trần Phi trên vai, một luồng sợi hắc khí từ đầu ngón tay hắn chảy ra, leo lên Trần Phi đầu vai, trong nháy mắt tới khiến người sau có chút cả người lạnh lẽo lên. Theo sát mà Hắc Bảo Nhân Trăm Quỷ thanh âm có chút lãnh, con người cực lạnh lạnh nói. Dừng tay! Nhất thời Minh Đạo Xuyên, Diêm La đám người sắc mặt chợt biến, hốt hoảng nói. Hiển nhiên liên bọn họ đều không nghĩ tới, cũng không phản ứng được và, cư nhiên sẽ có như vậy một màn phát sinh. Dù sao ngay cả hiện nay một số gần như tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn Minh Đạo Xuyên, đều từ trên người đối phương cảm giác được nồng nặc uy hát yêu ta, chớ nói chi là Hắc Bảo Nhân bây giờ còn tự xưng đến từ tự Hắc Ma Điện, cái loại này võ học thánh địa. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hắc Bảo Nhân rất có thể chính mình đủ để sánh ngang tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn thực lực, thậm chí. Còn có thể càng mạnh. Như vậy, bọn họ làm sao có thể không kiêng kỵ. Trần Phi con thỏ nhỏ chết bầm này lần này thực sự là quá xung động. Đem tay ngươi lấy ra, có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai đều đột ngột vang lên một đạo lạnh lùng quát. Nhất thời, vô luận là này run run hổ báo đường thành viên, hay hoặc là Diêm La, Nguyễn Kinh loại này tiên thiên cường giả, thậm chí Minh Đạo Xuyên, cũng không từ vô ý thức vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này tuổi trẻ thân ảnh. Có người theo sát mà lộ ra xích lõa khỏa thân cười nhạt, cũng có người thần sắc hốt hoảng. Hiển nhiên, bọn họ đều không ngờ tới, Trần Phi loại này mao đầu tiểu tử lại dám cùng đối phương loại này đến từ Hắc Ma Điện, đến từ võ học thánh địa đại nhân vật, nói như thế. Hắn bây giờ là óc có chuyện, muốn tìm cái chết sao? Thực sự là không biết lượng sức, không biết cái gọi là...
Khụ khụ, tiểu tạp chủng, ngươi là đang tìm chết, khụ khụ. Ngươi có biết hay không trăm quỷ trưởng lão ra sao ngang phân? Hắn thế nhưng hắc ma điện dài. Ô, phốc suy. Liên bị Trần Phi một chân dẫm ở dưới chân La Tôn đều sắc mặt chợt lành lạnh, châm chọc lên, gian nan cười nhạt mở miệng. Trăm quỷ trưởng lão thân phận gì? Coi như là lại hắc ma điện cái loại này thế lực to lớn trong, đều chưa tính là người yếu, đứng hàng tông môn nội trưởng lão chức. Nhưng bây giờ, tiểu tạp chủng lại dám dùng loại giọng nói này, loại thái độ này, cùng với nói như vậy, muốn chết sao? Lúc này đây, vô luận tiểu tạp chủng này như thế nào đi nữa nhảy nhót, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thế mà đáp lại hắn lại cư nhiên lại là một cước. Chỉ thấy Trần Phi mặt không biểu tình đem bản dẫm ở trên mặt hắn chỉ kia chân, đạp lên, có thể ngay sau đó, rồi lại ở đối phương chợt mở lớn trong con ngươi, lần thứ hai hung hăng đạp xuống phía dưới. Mà lần này chỉ nghe được ù ù long thanh, lão gia hỏa kia đầu, còn có bên nhuốm máu thân thể đã bị trực tiếp đạp đi vào gạch ngói vụn trong, bị phế khư vùi lấp, khiến ở đây sở hữu nhìn thấy một màn này người, cũng không nhịn được con ngươi lần thứ hai, hung hăng rụt một cái. Hắn cư nhiên thật dám. Ngươi không nghe được ta nói. Ta nói, đem tay ngươi lấy ra. Những lời này ta chỉ cuối cùng nói lại lần nữa xem. Mà coi như là như vậy. Tự mình làm ra vừa rồi tất cả, Trần Phi vẫn còn hình như cái gì đều không phát sinh vậy, thu hồi chân, con ngươi lược ra nhàn nhạt màu sắc trang nhã. Chặt tiếp theo liền thấy kỳ cư nhiên xoay người, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cùng đến từ hắc ma điện đại nhân vật đối diện, lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra lần này kinh người nói. Ừng ực tương đương. Diêm La đám người là thật bị Trần Phi cái này to gan cử động dọa sợ, sau đó gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc hoảng loạn. Khó có thể tưởng tượng, tiểu tử này dựa vào cái gì, vì sao dám như thế to gan lớn mật, dám dùng loại thái độ này đối với đối phương nói. Chẳng lẽ, hắn không biết hắc ma điện ba chữ này, ý vị như thế nào sao? Có thể coi là như thế này, đối phương kinh khủng kia làm cho thực lực cũng còn là ngạnh sinh sinh đặt ở A. Ngay cả tu vi thực lực một số gần như tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong minh đạo xuyên, đều vô cùng kiêng kỵ, có thể tiểu tử này. Bọn hắn bây giờ trong lòng quả thực một đoàn loạn, cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi, mà đến từ hắc ma điện đại nhân vật trăm quỷ, lúc này chính mặt không biểu tình gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, kỳ già nua trong con ngươi, bất ngờ có lau một cái âm lãnh ma mang đang vang vọng. Cùng lúc đó, ở chung quanh thân thể hắn nội, ít nhất, mấy thước nội phạm vi, bỗng hiện ra lau một cái xóa sạch đen thùi chiếu sáng ma mang, giống như hắc sắc hoa tuyết, phảng phất liên không khí đều có thể đủ đông lại. Bất quá, ngay tất cả mọi người cho rằng Trần Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc, đến từ hắc ma điện đại nhân vật trăm quỷ trưởng lão lại đột nhiên lắc đầu, thu hồi khí tức thản nhiên nói tiểu tử, ngươi thật không sợ ta. Hơn nữa nói chuyện như vậy gian, tay hắn, cư nhiên thật từ Trần Phi trên vai lấy ra. Nhất thời tất cả mọi người nhìn không được con ngươi rụt một cái, miệng có chút mở lớn. Bởi vì bọn họ lúc này đang cảm giác cực kỳ kinh ngạc, cùng cảm thấy lẫn lộn. Vị đại nhân kia, vì sao không hề động tay? Sợ ngươi, ta tại sao muốn sợ ngươi, chỉ bằng ngươi là cái luyện khí thất trọng ma tu. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản rồi lại lạnh lùng chính là lời nói thanh lại lần thứ hai đang lúc mọi người bên tai vang lên, khiến trong bọn họ tuyệt đại đa số mọi người vô ý thức ngẩn người. Luyện khí thất trọng, cái gì luyện khí thất trọng? Chỉ có trong đó tuyệt số ít một nhóm người, tỷ như Minh Đạo Xuyên, tỷ như Nguyễn Kinh. Khi bọn hắn đang nghe Trần Phi những lời này sau, tất cả nhìn không được cả người run lên, sau đó, già nua con ngươi mạnh co rụt lại, sau đó thần sắc cực kỳ hoảng sợ hướng về hắc bào nhân nhìn lại, run, sợ hãi thanh âm, tình không điều khiển tự động thốt ra. Luyện khí thất trọng. Người khác có thể không biết cái này cái gọi là luyện khí thất trọng, là cái gì, có thể Minh Đạo Xuyên đám người lại nhất thanh nhị sở. Còn đây là luyện khí sĩ trong tu vi đẳng cấp phân chia. Luyện khí tứ trọng, tương đương với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Luyện khí ngũ trọng, tương đương với cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Luyện khí lục trọng, tương đương với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Mà luyện khí thất trọng, tắc tương đương với bọn họ cổ vũ giả trình tự trong truyền thuyết tiên thiên đại tông sư A. Đó là một loại cái gì khái niệm? Ở hiện nay cổ vũ giả trong vòng. Mặc dù là tại nơi một ít siêu cường thế lực hoặc là nội tình đã lâu cổ tông môn,
trong gia tộc, tiên thiên trình tự cường giả đều là tuyệt đối tinh nhuệ. Tới vào trong đó trung kỳ, hậu kỳ, càng không thể nghi ngờ chính là ngôi sao sáng cấp tồn tại. Coi như là để xuống ở địa cầu này ý khắp ngõ ngách, đều có thể đủ tự lập vi vương, xưng bá nhất phương. Có thể tiên thiên đại tông sư, vẫn còn hoàn toàn bao trùm tại nơi loại trình tự trên. Cái này há có thể làm cho không kinh hãi, không chấn động. Hơn nữa trên thực tế, cái loại này tầng thứ cổ vũ giả bá chủ, ở trong võ lâm đã cực kỳ lâu không hiện thân. Nhưng mà ngày hôm nay, có thể cùng sánh vai luyện khí sĩ luyện khí thất trọng, lại cư nhiên như vậy chân thực ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Đây quả thực, người cư nhiên có thể nhìn thấu tu vi của ta. Mà nhưng vào lúc này, tự Hắc Ma Điện được tới đại nhân vật trăm quỷ chăm chú nhìn Trần Phi, khàn giọng nói. Hiển nhiên liền hắn đều thực sự không nghĩ tới, loại này tiểu tử, cư nhiên có thể xem thấu hắn ẩn nấp, nhìn thấu tu vi của hắn. Người cái loại này liếm khí pháp ở trước mặt ta không chút nào tác dụng. Thế mà, đối với trăm quỷ chấn động ánh mắt, Trần Phi lại cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, thản nhiên nói các hạ hẳn không phải là cái này trong thế tục người đi. Hắc Ma Điện, ta không biết ngươi tại sao muốn bảo hắn, bất quá bây giờ chúng ta cùng hắn trong lúc đó thù hận cũng không nhỏ, vì vậy ngươi muốn cho rằng như vậy tùy tiện nói ba xạo, là có thể nhượng chúng ta dừng tay, buông tha hắn. Cái này sợ rằng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Lẽ nào lấy ta Hắc Ma Điện mặt mũi, còn chưa đủ. Nghe vậy trăm quỷ trầm mặt nói. Thanh âm của hắn, ở Hắc Ma Điện ba chữ này mặt trên nhấn mạnh. Mà hắn làm như vậy dụng ý, kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì Hắc Ma Điện, đây chính là trong võ lâm này thịnh truyền tam đại võ học chí cao điện phủ tới một, chính mình cực lớn bá quyền thống trị lực. Chớ nói chi là bọn họ Hắc Ma Điện còn là đến từ bên kia. Hắn tin tưởng đối phương mới có thể hiểu, vì vậy phải nể tình. Hắc Ma Điện. Thế mà, đang nghe đối phương loại này cảnh cáo, Trần Phi lại cư nhiên sắc mặt bình thản bĩu môi, thản nhiên nói Hắc Ma Điện mặt mũi cố nhiên đại, bất quá, người xác định bây giờ là phía sau người Hắc Ma Điện muốn bảo hắn, mà không phải ngươi. Tốt lắm, người bây giờ có thể đưa hắn mang đi, bất quá, sau khi trở về ta sẽ như thực chất nói. Nói xong. Hắn lại không chút do dự xoay người muốn rời khỏi. Có thể nghe nói thấy thế phía sau hắn trăm quỷ lại sắc mặt hơi đổi đổi, ngay sau đó, hắn cư nhiên đưa tay ngăn lại nói vân vân chờ đã. Trần Phi xoay người rời đi, mọi người thật không ngờ, mà đến từ Hắc Ma Điện đại nhân vật dĩ nhiên sẽ như vậy ngăn cản, chỉ là đưa tay, mọi người tại đây cũng đồng dạng thật không ngờ. Còn có chuyện gì sao? Nghe vậy Trần Phi cước bộ vi hơi dừng một chút, nghiêng đầu bên trở về, híp mắt nói. Đến từ Hắc Ma Điện đại nhân vật trăm quỷ nghe vậy trước không trả lời, mà là nhãn thần vẻ lo lắng tà liếc cách đó không xa mọi người liếc mắt, lại đưa mắt bên trở về, rơi vào Trần Phi trên người, chậm rãi nói chúng ta đơn độc tâm sự đi. Đi theo ta, đi chỗ an tĩnh một chút, nghe vậy Trần Phi hơi giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương còn muốn đơn độc cùng hắn tâm sự. Sư phụ, ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi giúp ta đem tên kia coi chừng, thế mà hắn không thế nào cân nhắc. Tựa hồ tựu đã hạ quyết tâm, một bên quay đầu hướng cách đó không xa Minh Đạo Xuyên đám người mở miệng, bên kia liền trực tiếp bán ra bước chân, theo trăm quỷ đi. Thối tiểu, ai, quên đi, Chu Dã, chúng ta coi như là quen biết đã lâu, vì vậy ngươi bây giờ tốt nhất cho ta thành thật ở chỗ này, đừng đùa giỡn hoa chiêu gì, nếu không, ngươi biết hậu quả. Lúc đầu Minh Đạo Xuyên còn vô ý thức muốn ngăn cản, mà khi hắn theo sát mà gặp Trần Phi đều đã đi xa, nao nao. Cũng vẫn lắc đầu một cái, đem lạnh lùng ánh mắt dịch chuyển đến đã thúc thủ chịu trói Chu Dã trên người, thản nhiên nói. Ta, ngươi yên tâm đi, đều đã đến như vậy ruộng đồng, ta chưa còn có cái gì lá gan, dám ở trước mặt các ngươi lại đùa giỡn hoa chiêu gì. Chu Dã lúc này từ lâu trên mặt hiện đầy vẻ tuyệt vọng, nghe vậy lắc đầu thở dài nói. Hiển nhiên hắn lúc này đã rất rõ ràng, mặc dù hắn nếu không cam, nếu không nguyện. Bọn họ Hổ Báo Đường triệt để bị thua. Lại đã trở thành sự thật. Loại cục diện này sẽ không có gì vãn hồi chỗ trống. Vì vậy ở loại tình huống này dưới, hắn tự nhiên cũng vô lực sinh ra nữa cái gì ra vẻ tâm tư. Bởi vì lấy thực lực của hắn, vẻn vẹn chỉ có tiên thiên trung kỳ, ở Minh Đạo Xuyên loại này một số gần như tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả trước mặt, là thật thiếu xem a. Bên kia, Trần Phi cùng đến từ Hắc Ma Điện đại nhân vật trăm quỷ cũng đơn độc đi tới một cái hẻo lánh địa phương. Sau khi đến nơi đó, trăm quỷ chậm rãi nghiêng đầu đã quên Trần Phi liếc mắt,
theo sát mà mặt không biểu tình giọng nói âm xâm xâm chất vấn tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ địa phương nào? Nếu để cho ta phát hiện ngươi vừa rồi này cử động, chỉ là đang hư trương thanh thế nói, ta bảo chứng sẽ làm ngươi hối hận. Nhưng ta hối hận, tại nơi trăm quỷ diện trước hơn hai thước cự ly, làm Trần Phi nghe thế loại ngôn luận lúc, nhất thời nhướng mày, ngay sau đó kỳ trên mặt hiện ra lau một cái không nhịn được màu sắc trang nhã, nói ngươi nếu nghĩ theo ta không phản đối, cũng đừng làm cho loại này đơn độc tâm sự xiếc. Ta biết ngươi lai lịch không nhỏ, thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng, vậy thì thế nào? Cái này trên đời này tựa hồ cũng không phải chỉ có một hắc ma điện. Còn có, các ngươi đến cùng ở lén nghiên cứu cái gì, có đúng hay không có chút vượt quá giới? Ngươi, ngươi biết chút gì? Lúc đầu ngay từ đầu nghe vậy, trăm quỷ già nua gương mặt còn vẻ mặt bình thản, mà khi hắn tiếp nghe được Trần Phi lời nói này nửa đoạn sau, ta mấy chữ lúc, lại chợt sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trầm giọng nói. Tuy rằng Trần Phi không nghĩ tới đã biết lần nói, cư nhiên có thể đột nhiên dẫn tới đối phương phản ứng như vậy kịch liệt, không khỏi trong con ngươi hơi lóe lóe. Sau đó hừ một tiếng, thản nhiên nói hanh, ta cũng không phải người mù, ta vừa mới nhìn thấy gì, hiện tại dĩ nhiên là đã biết cái gì. Xem ra các ngươi lại đang trêu ghẹo mãi cái gì vật kỳ quái. Đáng chết, mà đang đối mặt Trần Phi chất vấn, trăm quỷ mí mắt mạnh chìm chìm, trong ánh mắt tình không điều khiển tự động có một chút sát ý bắt đầu hiện ra đến. Hắn quả thực không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên thật có thể đủ phát hiện bí mật của bọn họ, mà muốn là chuyện này cứ như vậy bị tiết lộ ra ngoài nói, coi như là hắn, cũng sẽ lưng đeo trên rất lớn áp lực, thậm chí phiền phức thật lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn buồn bực cùng sát ý liền rất có một ít ức chế không được lên. Theo sát mà chỉ thấy kỳ con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, có chút âm lãnh nói tiểu tử, ta tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng lai lịch gì. Có thể ngươi bây giờ, lại biết có chút không nên ngươi biết chuyện. Nói như vậy, từ hắn khô lão trong cơ thể còn dần dần nổi lên một rất đáng sợ khí tức. Được rồi. Nhưng lúc này đây hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị Trần Phi mặt không thay đổi uống chặt đứt. Chỉ thấy kỳ lạnh lùng nhìn đối phương, chậm rãi nói ta không có hứng thú xem ngươi ở đây phô trương thanh thế. Ngươi nếu muốn giết ta, sẽ không phương thử xem. Dù thế nào ta muốn chết, ta bảo chứng, sau ngày hôm nay. Các người này âm thầm dơ bẩn giao dịch tất nhiên sẽ bị truyền tin. Ngươi nói cái gì, nghe vậy trăm quỷ trên mặt thần sắc cực phi khó coi. Bằng không chúng ta đánh cuộc một lần thử xem, Trần Phi căn bản không để ý đối phương thái độ, đối chọi gay gắt nói. Oanh, nghe vậy trăm quỷ khô lão thân khu nội nổi lên khí thế kinh người hơn, càng đáng sợ hơn, nhưng Trần Phi lại còn là bất phi sở động, vẻ mặt ngoan lệ cùng lạnh lùng vẻ. Thấy tình cảnh này, trăm quỷ hung hăng rút quất ra mặt, sau đó mặt không biểu tình không hề chớp mắt chăm chú nhìn Trần Phi, quá trình này đủ rằng có nửa phút, mới thấy hắn đột nhiên lắc đầu, lãnh đạm nói đi, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì, mới nguyện ý đem chuyện này từ đầu ngươi trong quên mất. Không phải là ta nghĩ muốn cái gì, mà là ngươi bây giờ cần phải cho ta một lời giải thích. Tên kia theo ta có cửu oán, nhưng bây giờ, ngươi lại muốn bảo hắn. Trần Phi lạnh lùng hồi đáp. Ta nói rồi. Hắn không thể chết được, nếu không ta cũng sẽ mất mạng, có thể nghe nói, trăm quỷ lại cư nhiên như vậy mở miệng nói. Cái gì, rất hiển nhiên Trần Phi nghe vậy ngẩn người. Quên đi, ngươi nếu muốn biết, ghê gớm lão phu sẽ nói cho ngươi biết đi. Có thể nhưng vào lúc này, trăm quỷ lại cũng đã lần thứ hai lắc đầu, trầm giọng nói hắn bây giờ cùng chúng ta hắc ma điện một vị đại nhân vật sinh ý cùng với trọng yếu thực nghiệm có quan hệ. Mà cái này thực nghiệm, cho tới bây giờ. Đều chỉ có một mình hắn có năng lực hoàn thành, vì vậy hắn không thể chết được, nếu không vị đại nhân kia lửa giận đem không cách nào dẹp loạn. Các ngươi hắc ma điện một vị đại nhân vật, trọng yếu thực nghiệm, nghe thế Trần Phi trong con ngươi hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Không sai, ta đây không phải là ở đùa giỡn với ngươi, vị đại nhân kia coi như là ở chúng ta hắc ma trong điện bộ, cũng tuyệt đối xưng là một vị chân chính đại nhân vật, là một vị vương cấp tồn tại. Mà hắn sở mưu đồ lúc này đây trọng yếu thí nghiệm, kỳ thực nghiệm kết quả, nếu là thật có thể thành công, đã đem sẽ bị hắn dùng đến cùng bên kia các đại nhân vật âm thầm tiến hành giao dịch, đến lúc đó. Nói đến đây ngay cả hắn cũng không nhìn được hơi già nua gương mặt nổi lên lau một cái vẻ lẫm nhiên, sau đó lại tiếp tục lắc đầu cảm thán nói đến lúc đó, ngươi có thể hiểu được lời này thiệp cập phạm vi sao. Tuyệt đối là làm người ta cao cốt vẻ sợ hãi. Hắn đưa mắt quét về phía Trần Phi.
Kỳ thực ngay cả ta, hiện tại cũng không biết chuyện này đến tột cùng đã liên lụy đến bao nhiêu các đại nhân vật. Có người nói chỉ là vương cấp bậc tồn tại, tối thiểu đều có ba. Vì vậy chuyện này ở bên kia rất nhiều hắc giao đại nhân vật trong mắt, kỳ thực đều đã không tính là bí mật gì. Chỉ là vì lý do an toàn, còn chưa tới có thể công khai thời gian. Ta nói như vậy, người có thể lý giải sao? Hắn âm sầm sầm ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mặt, trắng ra lãnh quát hỏi. Tối thiểu ba vị vương cấp tồn tại, thế mà Trần Phi nhưng căn bản không để ý hắn cái loại này tư thái, mà là vô ý thức híp mắt, có chút sắc mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm. Tuy rằng hắn cũng không biết cái gọi là vương cấp tồn tại, đến tột cùng là cái gì, hơn nữa hiện tại cũng không cách nào hỏi, bất quá, cái này nhưng cũng không trở ngại hắn ở trong lòng làm ra giả tưởng cùng suy đoán. Phải biết rằng lão gia hỏa này vốn là một vị luyện khí thất trọng cường giả, theo lý thuyết cũng không yếu. Nhưng bây giờ, hắn lại đúng cái gọi là đại nhân, cái gọi là vương cấp tồn tại như vậy kính nể. Nếu vẻn vẹn chỉ là luyện khí bát trọng, hoặc cửu trọng, cũng không đến mức như thế chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng không khỏi mạnh nhảy nhảy, hơi biến sắc mặt, lẽ nào? Không sai. Mà ở nhìn thấy Trần Phi trên mặt rốt cục lộ ra như vậy thần sắc, trăm quỷ trong lòng không hiểu có chút tối thoải mái, chỉ là kỳ biểu hiện ra nhưng vẫn là nghiêm trang, cười lạnh nói hiện tại ngươi biết sao? Nếu là ngươi, thật ngu xuẩn đến đem chuyện này truyền tin, bộc lộ ra đi, do đó gây trở ngại đến vị đại nhân kia buôn bán nói, ngươi sẽ cùng bao nhiêu đại nhân vật là địch sao? Nếu là những đại nhân vật kia các chấn động nói, chỉ sợ cũng xem như là bên kia, cũng đều sẽ nhấc lên động đất. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó thần sắc có chút giễu cợt nhìn Trần Phi, nói đây là ngươi muốn giải thích. Hài lòng sao? Nghe thế Trần Phi trực tiếp bỗng nhiên trầm mặc. Bởi vì sự tình nếu là thật như cùng đối phương theo như lời nói, dính dáng mặt rộng như vậy, liên lụy đến nhiều như vậy cái gọi là bên kia các đại nhân vật. Vậy cho dù hiện tại đứng ở trước mặt hắn không phải là một vị luyện khí thất trọng cường giả, chỉ sợ hắn cũng không có biện pháp hạ thủ a. Quản tốt miệng của ngươi, ta không muốn bởi vì ngươi loại này rậm rạp đụng đụng mau đầu tiểu tử, mà không hiểu chọc phiền toái gì. Chỉ là tiếp trăm quỷ cũng đã lần thứ hai nói như vậy, sau đó, xoay người ly khai. Người ta mang đi, cuối cùng ta nhắc lại ngươi một lần, quản tốt miệng của ngươi, nếu không, đến lúc đó, ta chỉ là có khả năng sẽ chết. Mà ngươi, còn lại là nhất định sẽ chết. Đừng cho là ta ở đùa giỡn với ngươi. Thân ảnh kia cuối cùng nghỉ chân dừng lại một trận, đem lời nói này sau khi nói xong, ngay sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Chỉ để lại Trần Phi một người ở tại chỗ sắc mặt có chút âm tình bất định. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là lần này hắn tuyển trạch buông tha nói, vậy bọn họ sẽ gặp mất đi hoàn mỹ nhất hủy diệt đối phương La Tôn cơ hội. Mà cơ hội như thế, về sau hơn phân nửa cũng không biết có nữa. Thế nhưng, mà nếu là không tuyển trạch buông tha nói, tương phản hành vi đưa đến hậu quả, lại sợ rằng, có lẽ sẽ càng đáng sợ hơn. Hơn nữa tên kia vi trăm quỷ lão gia này, đây chính là một vị địa đạo luyện khí thất trọng cường giả. Mà cường giả loại này, đối với bọn hắn hiện nay cái này tổ hợp mà nói, coi như là có sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên ở, đối phương cũng là vô địch. Vì vậy bọn họ căn bản không khả năng ở đối phương ở tình huống dưới, cướp đi La Tôn mệnh. Nghĩ đến đây, Trần Phi thẳng thắn lắc đầu, có chút cau mày nỉ non lên, nói bên kia. Vương cấp tồn tại, tựa hồ ở địa cầu này, thật đúng là cất giấu không ít ta không biết bí mật. Cũng không biết lúc nào, ta mới có thể đem bao phủ ở trên đó thần bí áo lụa, triệt để xốc lên ni. Hiển nhiên, ngày hôm nay hắn tựa hồ đã biết không ít thứ. Sau, theo đến từ Hắc Ma Điện đại nhân vật mang ai trọng thương La Tôn ly khai. Bao phủ ở hổ báo đường đại bản doanh thượng không mây đen rốt cục tiêu thất. Có thể từ một bên kia mặt mà nói, cũng có thể nói cái này bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ mây đen, càng dày, thậm chí đã đem chúng nó cho áp đổ. Dù sao ở loại tình huống này dưới, ai cũng biết, hôm nay phát sinh tất cả, đã hoàn toàn đủ để khiến cái này từng chiếm giữ ở lĩnh Nam ba tỉnh hắc ám trong thế giới quái vật lớn, triệt triệt để gặp kiếp nạn, bị hủy đi. Vì vậy, ở Minh Đạo Xuyên đám người hờ hững lạnh lùng trong ánh mắt, này hổ báo đường đại bản doanh tên như chó nhà có tang vậy, đầy bụi đất, sợ hãi đảm chiến thoát đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn cũng còn không rời xa chỗ thị phi này, lại rồi đột nhiên bị một đám ghìm súng, cả người khí chất lãnh khốc đặc thù bộ đội quân nhân ngăn lại. Các ngươi, mà ở nhìn thấy một màn này, này chật vật mà chạy hổ báo đường thành viên sắc mặt cụt hứng, thần sắc dại ra,
sĩ khí đại điệt, không nghĩ tới cư nhiên sớm đã có ở cái này coi chừng bọn họ. Thay lời khác mà nói, bọn họ căn bản cũng không khả năng chạy thoát. Trừ phi, trong bọn họ một ít người có lá gan sinh ra dũng khí cùng lúc này còn dừng lại ở hổ báo đường đại bản doanh trong Trần Phi, Minh Đạo Xuyên đám người đối kháng, lấy cái chết tương bác. Nhưng vấn đề là cái này hiện thực sao? Phải biết rằng ngay cả bọn họ hổ báo đường tiên thiên tầng thứ đại lão, hầu như đều chết hết, thậm chí ngay cả La Tôn đại nhân đều thiếu chút nữa chết, bọn họ những tôm tép này, coi là cái gì? Đều là tên tiểu tạp chủng kia, vô liêm sỉ. Nghĩ đến đây, không ít hổ báo đường thành viên trong nội tâm đều tức giận không thôi, có thể bọn họ nhưng cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng muốn, hoàn toàn không dám biểu lộ ở trên mặt. Thành thật thúc thủ chịu trói, có thể các ngươi còn có khả năng sẽ có một đường sinh cơ, bằng không, hiện tại tự chờ cho ta đầu rơi xuống đất đi. Ngồi xổm xuống, tại nơi một đám ghìm súng, cả người khí chất lãnh khốc đặc thù bộ đội quân nhân trong, một gã cầm trong tay bá khí trường đao sắc mặt tối tăm, vóc người khôi ngô nam nhân lạnh lẽo mắng. Mà người này không là người khác, chính là trước thiếu chút nữa chết ở Trần Phi trong tay, sau lại tự nguyện thần phục lĩnh Nam Hoàng Xà núi Khâu Gia, đệ tam lão tổ Khâu Quân. Đồng thời quan sát hắn lúc này cả người chảy xuôi ra kinh người khí tức, không ngờ đạt tới cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ. Ngươi là Khâu Quân, ngươi cư nhiên. Mà những người đó ở nhìn thấy Khâu Quân đăng tràng, cùng với cảm thụ được kỳ cả người kinh người tiên thiên cảnh giới khí tức, cũng không nhịn được bỗng nhiên đổi sắc, sau đó, buồn bã, tuyệt vọng đưa tay đặt ở đầu hậu phương ngồi chồm hổm xuống, tuyển trạch thúc thủ chịu trói. Đều đã biến thành như vậy, còn có thể làm sao? Bọn họ cũng không muốn trắng như vậy chết vô ích à. Hanh! Mà ở nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm u Khâu Quân hừ lạnh một tiếng, hướng phía sau ghìm súng phi báo thành viên hạ lệnh đi đem bọn họ bắt lại. Đồ vật mang đủ chứ? Nhất thời liền có đông đảo phi báo thành viên như ong vỡ tổ chào hướng này thúc thủ chịu trói hổ báo đường thành viên, có đặc thù nào đó bộ môn đặc chế còng tay đưa bọn họ còng lại, như vậy, bọn họ sẽ rất khó có nữa sức phản kháng. Đồng thời một bên làm ra như vậy hành động, còn có người nghe được Khâu Quân nói, lập tức nói báo cáo trưởng quan. Hát model còng tay chúng ta cầm chuẩn bị trước 100 phó, hiện tại xem ra đã hoàn toàn cũng đủ dùng. Cái khác những tên kia đều không cần thiết chuyên môn sử dụng loại này model còng tay. Đây là từ trong khoa viện ngành đặc biệt nghiên phát ra, đặc biệt nhằm vào cổ vũ giả hoặc là dị năng giả hát loại đặc thù còng tay, phàm là nửa bước tiên thiên hoặc cùng đối ứng dưới dị năng giả, đều vô cùng khó khăn có thể đem dẫy rơi. Đến mức này lúc này nửa bước tiên thiên hoặc nửa bước tiên thiên đỉnh hổ báo đường thành viên. Một là bọn hắn trước đều đã bị sợ bể mật, hai là hiện nay tiên thiên sơ kỳ Khâu Quân. Cũng không phải cái bài biện, dù thế nào hoàn toàn đủ để kinh sợ những người này. Vì vậy, hạo hạo đáng đáng mấy trăm gần nghìn dân quân nhân ghìm súng, ở Khâu Quân cùng với hổ báo đường thành viên dưới sự lãnh đạo, đem này vẻ mặt tuyệt vọng hổ báo đường thành viên mang đi. Mà sau đợi những người này, tất nhiên là luật pháp trừng phạt nghiêm khắc, cùng với lao ngục tai ương. Cùng lúc đó, bên kia, cùng Hắc Ma Điện vị đại nhân kia tư trò chuyện sau khi chấm dứt Trần Phi. Lại lần nữa bình an vô sự xuất hiện ở trước mắt mọi người, hơn nữa, còn hướng về Chu Dã chỗ ở phương hướng chậm rãi đi đến. Ngươi muốn làm gì? Mà ở nhìn thấy Trần Phi hướng mình bên này đi tới, nguyên hổ báo đường tiên thiên trung kỳ cường giả, phó đường chủ Chu Dã, lúc này bất ngờ đã mặt như màu đất, toàn thân điên cuồng run run, liền gót chân đều là đang run rẩy. Bởi vì hắn biết rõ, lúc này đây bọn họ hổ báo đường rất hoàn toàn tan tác. Từ nay về sau cũng đem ở trong võ lâm này xóa tên. Đồng thời hắn Chu Dã, trước còn cùng đối phương tiểu tử kia từng có như vậy ma sát, đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau, cướp đi đối phương đồ vật. Nghĩ đến đây hắn cũng không nhịn được cả trương mặt mũi trắng bệch, cả người run căn bản không cách nào chỉ ở lại. Ta muốn làm gì, xin nhờ, người bây giờ có thể đừng nói cho ta ngươi trí nhớ không tốt, quên mất ngày đó ta đối với ngươi cảnh cáo. Hôm nay ngươi còn có cái gì dễ nói? Thật cho rằng ỷ vào La Tôn cái loại này mặt hàng làm chỗ dựa vững chắc, là có thể muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả. Ha ha, Trần Phi khuôn mặt lành lạnh nhìn chăm chú vào tiên thiên trung kỳ Chu Dã, sau đó cười lạnh giễu cợt nói. Nghe vậy Chu Dã mặt hốt hoảng cùng tuyệt vọng, một lát sau lúc nãy khô khốc vô cùng nói là ta có mắt như mù, trước ngu muội đã bị linh dược mê hoặc. Hôm nay mặc cho xử lý, chỉ là... mong rằng có thể thả ta một con đường sống. Hiển nhiên, hắn biết rõ,
trước sự kiện kia hắn Chu Dã tất nhiên là tử tội, bởi vì coi như là chính hắn cùng Trần Phi chỗ ở vị trí muốn đổi, nguyên bản dễ như trở bàn tay bảo vật, lại bị bỗng đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau, bị cướp đi, căn bản sẽ nhịn không được trong lòng dâng lên sát khí. Cho nên mới phải có ngày hôm nay một màn này phát sinh. Thương, chỉ là hắn lời nói này đều chưa nói xong, chỉ thấy Trần Phi mặt không biểu tình, chăm chú nhìn hắn, bỗng khanh một tiếng, trong bàn tay bất ngờ hiện ra ô quang lưu chuyển huyền thạch kính, một luồng lành lạnh dày nặng đất thuộc tính ô quang, hiện lên nặng nề lực lượng, bén nhọn bộ phận chỉ hướng mi tâm của hắn. Tràn đầy sát khí dày nặng khí tức, nhất thời làm kỳ thân thể mạnh run lên, lộ ra tuyệt vọng. Thả ngươi một con đường sống, nghiêm ngặt lại nói tiếp, hôm nay chuyện này có phân nửa đều là bởi vì ngươi đưa tới, mà bây giờ, bọn họ đều chết hết, ngươi lại nói cho ta biết, nhường ta thả ngươi một con đường sống. Ngươi không cảm thấy hiện tại mới đến nói lời như vậy, có chút buồn cười không? Trần Phi sắc mặt cùng giọng nói càng phát lãnh. Nói đến đây, thậm chí ngay cả hắn cả người cổ sát ý đều trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần, khiến bị lung bao ở trong đó Chu Dã cả người run lên. Sắc mặt thấp thỏm lo âu, khẩn trương nói vân vân chờ đã, ngươi trước hãy nghe ta nói. Thần kỳ thảo dược ta còn cũng không có sử dụng, nó bây giờ đang ở ta trong phòng thí nghiệm. Hắn vội vã nhanh chóng đem sự thật này nói ra. Cái gì, kim thiềm nguyệt quả còn không có bị ngươi lãng phí hết. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc giật mình, trong ánh mắt vô ý thức chảy xuôi mà qua một chút sắc mặt vui mừng, sau đó sắc mặt một trận, lạnh lùng nói. Phải biết rằng kim thiềm nguyệt quả thế nhưng nhân cấp trung phẩm linh dược, không nói tại đây thiên tài địa bảo từ lâu tuyệt tích 99.9%. Trên địa cầu, coi như là ở thần bí kia tu chân giới đề giai người tu chân trong vòng, cũng rất chân quý. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng vật kia đã bị đối phương lãng phí hết, cho nên mới phải như vậy tức giận, sát khí như vậy nồng nặc. Nhưng bây giờ đối phương lại còn nói kim thiềm nguyệt quả lại vẫn còn, không có bị lãng phí hết. Tự nhiên làm hắn không có khả năng không sợ hãi vui. Dù sao coi như là lấy hắn hiện nay tu vi, nếu là có thể ăn vào bụi cây kia nhân cấp trung phẩm linh dược nói, đều có thể mượn kỳ cường đại dược hiệu, thử trùng kích một chút luyện khí ngũ trọng đỉnh cảnh giới. Đến lúc đó, nếu là có thể thành công, vậy hắn sợ rằng liên luyện khí lục trọng hoặc là tiên thiên hậu kỳ còn không sợ, có thể cùng ngạnh sinh sinh địch nổi. Vâng, đúng vậy, trước sự kiện kia, ta biết là ta có lỗi trước. Không, bất quá. Xem ở hiện tại bụi cây kia thần kỳ thảo dược vẫn còn phân thượng, có thể hay không thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý nhận bị trừng phạt, chỉ là, lưu ta một cái mạng được rồi. Chu Dã run rẩy nói. Hiển nhiên, hắn rất sợ chết. Nếu là đồ vật thật vẫn còn, ngươi chính là tử tội có thể miễn mang và khó khăn tha. Kim thiềm nguyệt quả ở đâu, trước mang ta đi qua nhìn một chút. Mà đang nghe Trần Phi loại này lạnh lùng thanh âm. Và ngôn ngữ nội dung, co quắp đến trên mặt đất Chu Dã đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại bỗng nhiên thoáng cái từ dưới đất no lên, vẻ mặt kích động nói nhiều tạ tiểu huynh đệ khai ân. Mời đi theo ta, bụi cây kia thảo dược bây giờ đang ở ta trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm, nghe vậy Trần Phi khẽ cau mày, nhưng chưa nói cái gì. Theo sát mà, hắn liền đi theo Chu Dã tiến nhập 3 tầng tiểu lâu, tiến nhập trong phòng thí nghiệm. Sư huynh. Kim thiềm nguyệt quả là cái gì? Bên kia, Diêm La, Nguyễn Kinh đám người cũng chưa cùng đi vào, bất quá Diêm La lại có chút nghi hoặc hướng Minh Đạo Xuyên hỏi. Hiển nhiên, hắn tựa hồ nghe rõ ràng Trần Phi cùng Chu Dã trước nói chuyện, bất quá, cái gọi là kim thiềm nguyệt quả, đến tột cùng là cái gì? Một gốc cây rất thần kỳ thảo dược, nếu là lấy này luyện khí sĩ miệng đến nói, cái loại này thần kỳ thảo dược tên, chắc là được gọi là Linh Dược đi. Hiển nhiên Minh Đạo Xuyên từ lâu từ Trần Phi chiếm được phổ cập khoa học, chậm rãi nói. Linh dược, thần kỳ thảo dược, vân vân chờ đã, chẳng lẽ là... Mà Nguyễn Kinh nghe vậy, lại đầu tiên là nhíu suy nghĩ sâu xa sau đó một trận kinh hỉ đến. Như là nghĩ đến, đoán được cái gì? Lão Tam, người biết, tái kiến bản thân sư đệ dị dạng, Diêm La nghi ngờ nói. Ừ, biết một chút, trước rất tình cờ một lần cơ hội. Từng nghe đến trong Nam Hải một vị cung phụng đại nhân ba nói hai câu nhắc qua vài câu. Nói chung, chắc là rất thần kỳ, thứ lợi hại đi. Nghe vậy Nguyễn Kinh khẽ gật đầu, nhắc tới trong Nam Hải, cung phụng đại nhân những từ ngữ này thời gian, trong mắt hắn còn không từ xẹt qua một tia kính úy màu sắc. Phải biết rằng những đại nhân kia, còn bao trùm tại bọn hắn kinh thành bốn bộ trên A.
thậm chí ngay cả trong bọn họ cường đại nhất Long Tổ, đều không thể cùng đánh đồng. Cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Trong Nam Hải cung phụng, mà đang nghe mấy chữ, coi như là Minh Đạo Xuyên hiện nay, cũng không khỏi vô ý thức trong con người xẹt qua mấy phần vẻ kinh dị. Đối với này tồn tại, hắn thế nhưng không xa lạ gì. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã đi theo Chu Dã đến xuống đất một tầng phòng thí nghiệm. Tiến nhập dưới đất một tầng phòng thí nghiệm sau, đầu tiên in vào Trần Phi mi mắt đó là thịnh phóng theo các loại nhan sắc dịch thể, nhưng lúc này lại khuynh đảo thất linh bát lạc, rơi là tả trên mặt đất chai chai lọ lọ. Nhưng đơn giản, này thịnh phóng theo các loại nhan sắc dịch thể thủy tinh đồ đựng dụng cụ đều là dùng đặc thù cao độ cứng thủy tinh chế thành, cứng rắn không gì sánh được, vì vậy lúc này đều cũng không có bất luận cái gì hư hao, chỉ là tràng diện thoạt nhìn có chút không được tốt xem mà thôi. Đến mức Trần Phi tối quan tâm nhất người nọ giai trung phẩm linh dược kim thiềm nguyệt quả, lúc này chính im lặng cắm rễ ở ta hình vuông thủy tinh đồ đựng dụng cụ nội. Phía dưới chăn đệm có một tầng dày đặc bùn đất, mà bùn đất phía dưới lại có từng cây một cái ống nối liền tương tự với doanh dưỡng dịch vậy đồ vật, đem chậm rãi đưa vào tiến kim thiềm nguyệt quả sở cắm rễ trong đất bùn.